ăn mặc kiểu văn sĩ Tam Chu Thánh Quân bị phóng tới băng nguyên bên trên, từ Tống Thư Hàng tạm thời chiếu cố. Mà Tống Thư Hàng bản thể thì tại Bạch Long tỷ tỷ chỉ điểm xuống, bắt đầu chế tác huyền thánh chiến đấu hiện trường. Bát phẩm huyền thánh công kích uy lực quá lớn, đã liền độ huyền thánh kiếp lúc, đều bị kéo vào đến đặc thù thiên kiếp thế giới bên trong. Nếu như hai cái huyền thánh toàn lực xuất thủ liều mạng, bọn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể phá hủy thành thị. Một trận chiến đấu đi xuống, có thể đem một ít tiểu quốc gia triệt để hủy diệt. Bất quá Tống Thư Hàng muốn bố trí chỉ là hai vị huyền thánh tỷ thí chiến trường, không cần bố trí khoa trương như vậy. Người mở phần thiên hỏa diễm đao, oanh một cái bát phẩm cấp công kích. Oanh xong sau, ta lại thay ngươi cẩn thận bố trí thử xem. Bạch Long tỷ tỷ tùy ý chỉ một cái địa điểm. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỷ tỷ chỉ cái kia mảnh đất điểm, giống như chính là hắn cùng Bạch Tiền Bối theo cửu u thế giới trốn đến hiện thế địa điểm. Thật là đúng dịp. Tống Thư Hàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn theo công đức xà mỹ nhân chỗ đó mượn tới xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm tiền bối, mời hiệp trợ ta đến một đao, nóng người. Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm nói, nếu không phải lão phu rất lâu không có đi ra thông khí, tuyệt đối không cùng ngươi hổ nháo như vậy. Hắn thế nhưng là trường sinh giả thần binh A, đặt ở trong võ hiệp tiểu thuyết đó chính là ỷ thiên kiếm, đồ long đao loại bảo vật này. Vừa rơi xuống đến giang hồ liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu thần binh. Kết quả cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ thời gian, hắn đều không biết mình đến cùng tràn đầy cái gì nhân vật. Bây giờ lại muốn bồi Tống Thư Hàng chế tạo ngụy chứng hiện trường, ném kiếm mặt. Ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng ngại ngùng cười. Chuẩn bị xong, vừa vặn để ta nhìn xem, cảnh giới của ngươi sau khi tăng lên, đối với phần thiên hỏa diễm đao lý giải có hay không có càng tiến một bước. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, cam đoan sẽ không lại để cho tiền bối thất vọng. Hắn cổ tay phải một phen, phần thiên hỏa diễm đao đao ý kích hoạt đi ra. Tống Thư Hàng đối với phần thiên hỏa diễm đao lý giải, quả nhiên lại tiến thêm một bước. Trong khoảng thời gian này trải qua, toàn bộ dung nhập vào Tống Thư Hàng vung đao thời gian ý cảnh bên trong. Phần thiên hỏa diễm khí phách thiêu đốt, trong đó có sắc bén đao ý phóng lên trời. Tại Tống Thư Hàng chung quanh, tầng băng không ngừng hòa tan, hóa thành sương mù bay lên. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, xích tiêu kiếm chém xuống. Oanh, băng nguyên nứt toác ra, hóa thành sâu không thấy đáy băng hố. Cái này tầng băng muốn dày cực kỳ, cảm giác giống như dưới chân viên tinh cầu này, cả khối tinh cầu đều là từ tầng băng cấu thành bình thường. Nhưng bá đạo phần thiên hỏa diễm, không có gì không lửa. Liền tầng băng đều giống như biến thành nhiên liệu, băng nguyên bên trên hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Tại đây rét lạnh băng nguyên bên trên, cái này phần thiên hỏa diễm làm cho người ta trong lòng cảm thấy từng đợt ấm áp. Chờ, khống chế được hỏa diễm, phía dưới có cái gì? Đột nhiên, xích tiêu kiếm lên tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng cười khổ nói, làm sao khống chế a? Cái này phần thiên hỏa diễm đao là mượn xích tiêu kiếm chém ra. Tống Thư Hàng nào có sức mạnh đi khống chế chúng nó. Có thể đem chúng nó chém ra liền rất tốt. Tính, ta tự mình tới. Xích tiêu kiếm nói. Tại xích tiêu kiếm ý chí phía dưới, trong hư không, những cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng cùng Bạch Long tỷ tỷ phóng nhãn nhìn lại, liền thấy kia cái thật sâu băng đáy hố xuống, có một tòa cổ miếu giống nhau kiến trúc. Là một tòa miếu, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, cái này miếu làm sao sẽ chôn ở tầng băng phía dưới? Rất có thể là vì tai nạn đi, nói không chừng. Tại đây tầng băng phía dưới mai táng một cái tu chân văn minh. Bạch Long tỷ tỷ nói. Nàng từ nơi này cổ miếu bên trên cảm ứng được linh lực khí tức. Thân là trường sinh giả, nàng kiến thức rộng rãi. Nàng tại du lịch tinh không lúc, chứng kiến qua rất nhiều cổ quái văn minh quật khởi, lại thấy chứng nhận chúng nó hủy diệt. Đang khi nói chuyện. Đột nhiên băng đáy động phía dưới trong cổ miếu, có ánh đèn phát sáng lên. Đó là màu xanh ánh đèn, có loại u lãnh cảm giác. Ta có loại nhìn phim kinh dị mới bắt đầu đã coi cảm giác. Tống Thư Hàng nói. Muốn đi xuống xem một chút sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Có Bạch Long, xích tiêu kiếm hộ thân, này thiên địa ở giữa, có thể vây khốn chỗ của hắn không nhiều. Hơn nữa. Không biết có phải hay không trùng hợp, cái này tầng băng vị trí, là hắn cùng Bạch Tiền Bối theo cửu u thế giới hạ xuống hiện thế vị trí.
lấy bạch tiền bối vận khí, ngẫu nhiên truyền tống, có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp gỡ bảo vật. Cái này cổ miếu, sẽ không phải là nguyên bản bạch tiền bối muốn gặp gỡ bảo tàng chỗ. Phân thân, người trông nom lấy Tam Chu Thánh Quân, chúng ta đi xuống xem một chút. Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề, bản thể chính ngươi cẩn thận. Tống Thư Hàng nắm xích tiêu kiếm, công đức xà mỹ nhân cùng Bạch Long kèm ở phía sau hắn. Hắn đạp không mà đi, hạ xuống tầng băng phía dưới cổ miếu bên cạnh. Tấn chức ngũ phẩm về sau, Tống Thư Hàng không cần phi kiếm, cũng có thể đạp không mà đi. Cái này thật lớn hóa giải hắn chứng sợ độ cao. Bất quá tại hắn đạp không mà đi lúc, bộ sinh liên thiên phú, còn sẽ bị động kích hoạt. Hắn mỗi một bước ra, sẽ có hắc liên hiển hiện, nâng lên chân của hắn. Bữa đến không được. Làm hạ xuống cổ miếu bên cạnh thời gian, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Băng nguyên mang đến cái chủng loại kia hàn ý, toàn bộ tiêu tán không gặp. Có trận pháp kết giới tại thủ hộ lấy cái này cổ miếu. Bạch Long tỉ tỉ nói. Không có sinh mệnh khí tức, cái này cổ miếu đã không có chủ nhân. Đột nhiên điểm lên đèn xanh. Chỉ sợ là một loại cảm ứng trang bị. Tựa như đèn cảm ứng hồng ngoại. Xích tiêu kiếm đồng dạng nói. Tống Thư Hàng, đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi vào. Hắn tới gần nơi này chỗ ngồi cổ miếu về sau, ngẩng đầu hướng lên nhìn lại. Bình thường chùa miếu loại kiến trúc, chắc chắn sẽ có bảng hiệu các loại đồ vật đi. Cổ miếu cửa ra vào phía trên, quả thực có bảng hiệu vị trí. Bất quá bảng hiệu lại bị người nhắc lại đi, không có để lại. Cửa miếu rách nát, chỉ còn lại nửa cánh. Cổ miếu không lớn, nhưng làm cho người ta một loại vô cùng lớn ảo giác, lại có một loại bình tĩnh thiện ý toát ra tới đây. Nếu như là Phật môn cao tăng ở đây, cảm ngộ loại này thiện ý cũng có thể lấy được ích lợi nhiều. Đáng tiếc Tống Thư Hàng không có loại này thiền tâm. Không có phòng ngự trận pháp, có thể trực tiếp đi vào. Bạch Long tỉ tỉ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bước vào cửa miếu. Chùa miếu bên trong tràn đầy bụi bặm, tại bị băng phong phía trước, hắn đã bị vứt bỏ thật lâu. Trong miếu, trống rỗng, liền nguyên bản Phật tượng vị trí cũng không có lưu lại bất kỳ vật phẩm. Chỉ có một cái đèn xanh, bay bổng thiêu đốt lên. Cái đèn xanh này là kiện pháp khí, bất quá không có đừng công năng, chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc cái này đầu đèn xanh. Hắn nhìn đến cái này đầu đèn xanh bên trên cũng đầy là bụi bặm, muốn đem bụi bặm phủi nhẹ. Làm ngón tay của hắn tiếp xúc đến đèn xanh trong nháy mắt, có một đạo Phật âm hưởng lên. Đây là Tống Thư Hàng chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Phật âm bình thản, nhẹ nhàng như tại bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Phảng phất như là từ phía chân trời truyền đến, bay xa, như có như không. Theo Phật âm hưởng lên về sau, toàn bộ trong cổ miếu bụi bặm bị hễ quét là sạch. Tịnh Trần Thuật, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không phải, đây là Phật âm kèm theo công hiệu, toàn thân lưu ly, không bụi không bẩn. Bạch Long tỉ tỉ giải thích nói. Là cái đèn xanh này phát ra tới thanh âm, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nếu như là lời nói, cái đèn xanh này còn rất hữu dụng. Mang về nhà phía sau lắp tốt, liền được lấy làm đèn cảm ứng, còn mang tự động quét sạch công năng. Máy hút bụi A, hút bụi người máy A cùng hắn so sánh. Đều yếu phát nổ. Ngoại trừ cái đèn xanh này bên ngoài, cả tòa chùa miếu bên trong lại không vật khác. Lúc trước rời đi cổ miếu người đem vật sở hữu đều mang đi, liền Phật tượng đều dọn đi rồi, liền lưu lại một cái đèn xanh dùng để cho hậu nhân chiếu sáng. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu như là bởi vì bạch tiền bối nguyên nhân, gặp được cái này cổ miếu, có thể đào được cái gì bảo vật. Không có nghĩ đến không còn có cái gì, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Một cái có thể chiếu sáng, có thể hút bụi cổ đăng, coi như là bảo vật. So với người đi mua cái mấy nghìn khối người máy quét dọn muốn thực dụng hơn nhiều. Hơn nữa cái này cổ đăng chỉ cần phối hợp trận pháp, có thể hấp thu trong thiên địa trôi nổi linh lực, tiêu hao rất thấp. Xích tiêu kiếm ha ha cười nói. Tống Thư Hàng, muốn không, đi đem bạch tiền bối mang tới. Nói không chừng cái này trong cổ miếu còn cất giấu cái gì bảo vật, nhất định muốn bạch tiền bối đi ra. Năng lực tìm ra cái chủng loại kia. Vậy là Tống Thư Hàng đem ý niệm đưa vào hạch tâm thế giới, chuẩn bị liên hệ công đức điện bạch tiền bối. Ý niệm của hắn vừa một đưa vào hạch tâm thế giới, càng phát hiện nho nhỏ bạch tiền bối, đang ngã sấp trên đất bên trên, đang ngủ say. Đáng yêu.
Bất quá Bạch tiền bối đã ngủ rồi, vậy không tốt đưa hắn đưa đến cái này cổ miếu tới a. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, chuẩn bị đem Bạch tiền bối chuyển rời đến công đức điện trong phòng khách, lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng chẳng biết tại sao, tại chuyển Bạch tiền bối thân thể thời gian, Bạch tiền bối lại bị hắn theo hạch tâm thế giới rời đi ra. Chuyển rời đến hiện thế Bạch tiền bối, xuất hiện địa điểm tại Tống Thư Hàng 3 mét bên ngoài trên không, hướng phía dưới té rớt. Năm thảo, Tống Thư Hàng trong lòng kinh hãi. Bạch tiền bối bình thường đất bằng ngã, đều có thể tại mặt đất nổ ra bán kính vài trăm mét hố to. Vậy hay là Bạch tiền bối tôn giả cảnh giới thời gian nện hố? Hiện tại tấn chức bát phẩm về sau, Bạch tiền bối có thể nện cũng hố khẳng định càng lớn. Mà bây giờ, Bạch tiền bối từ không trung rớt xuống. Cái này một đập đi xuống, vững chắc đạn hạt nhân cấp công kích đi. Tống Thư Hàng đem xích tiêu kiếm quăng ra, toàn thân cơ bắp căng thẳng, nhanh chóng về phía trước đánh tới, đưa tay tiếp hướng Bạch tiền bối. Xích tiêu kiếm đinh một tiếng, rơi vào dưới đất. Xích tiêu kiếm, thần binh cũng là có tôn nghiêm, tin hay không hắn bão nổi a. Tống Thư Hàng thả người nhảy, thành công đem Bạch tiền bối tiếp được, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hô được cứu trợ, Tống Thư Hàng một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Không, ngươi nhất định phải chết. Xích tiêu kiếm tiền bối nói, ta chuẩn bị tại trên người của ngươi chọc một cái lỗ thủng, xuyên thấu cái chủng loại kia. Ngươi tự mình lựa chọn một vị trí. Tống Thư Hàng quay đầu, thấy rơi xuống trên mặt đất xích tiêu kiếm. Thực xin lỗi, xích tiêu kiếm tiền bối. Đã muộn, đồ đần, thần binh cũng là có tôn nghiêm, ăn ta một đao. Sẽ chết, xích tiêu kiếm tiền bối. Hơn nữa, ta phục sinh thập tự giá cũng dùng xong. Qua túng, người đã có phục sinh thập tự giá, ta còn lười chọc nữa nha. Xích tiêu kiếm cả giận nói. Bạch Long tỉ tỉ lẳng lặng lơ lửng ở một bên, trong mắt ngậm lấy vui vẻ. Trước mắt tình cảnh, để nàng nhớ lại chuyện cũ. Bất quá nói trở lại, Tống Thư Hàng đem Bạch tiền bối ôm tốt, bổ sung, nói không chừng, ta vừa rồi có lẽ lại để cho Bạch tiền bối nện xuống tới đây. Nói không chừng nện cái hố về sau, có thể lộ ra miếu phía dưới bảo vật. Miếu phía dưới. Ta ẩn núp tốt như vậy, đều bị phát hiện rồi. Có đầu nắm đấm lớn sinh vật trong lòng hoảng hốt. Cái kia muốn không chúng ta đào đi xuống xem một chút. Bạch Long tỉ tỉ đề nghị. Xích tiêu kiếm thì cầm phản đối ý kiến, Phật môn đại đầu chọc nhóm chùa miếu, không có gì hay đào. Bởi vì bọn họ đều ưa thích dùng chùa tới đây trấn áp một ít đại yêu cổ ma. Sau đó dùng Phật hiệu thiện ý độ hóa yêu vật hoặc cổ ma. Đặc biệt là thời kỳ viễn cổ chùa, 10 cái đảo xuống dưới, 9 phía dưới đều là cổ ma A, tà vật A các loại đồ vật, suối quẩy vô cùng. Có đôi khi coi như là nhảy ra cái cửu phẩm cổ ma cũng không ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng nghiêm túc suy tư. Bạch tiền bối không rơi không bảo chi địa. Lúc trước hắn thuấn gian di động mang theo mình rơi vào cái này Phật miếu tầng băng bên trên. Hiện tại lại từ trong hạch tâm thế giới chuyển đi ra, xuất hiện ở Phật trong miếu. Tống Thư Hàng càng phát ra khẳng định cái này Phật trong miếu, có bảo bối cất giấu. Nhưng hắn thật sự không cách nào tìm được bảo bối đến cùng ở đâu, liền Bạch Long tỷ tỷ cùng xích tiêu kiếm tiền bối đều không thể cảm ứng được bảo vật khí tức. Bạch Long cùng xích tiêu kiếm đều là dính đến trường sinh giả cảnh giới này tồn tại. Liền chúng nó đều không thể cảm ứng, cái này cổ miếu quả nhiên có cổ quái. Kỳ thật, nếu như đem Bạch tiền bối ôm đi một vòng vứt nữa đi ra ngoài lời nói. Có lẽ có rất lớn tỷ lệ tìm được bảo bối che giấu vị trí. Đột nhiên, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Chủ yếu là hắn nhớ tới Bạch tiền bối phân thân, dùng Bạch tiền bối bản tôn làm ám khí sử dụng hình ảnh. Không nên, làm như vậy lời nói, ta nhất định sẽ chết rất thảm. Tống Thư Hàng dùng sức hất đầu. Đem cái này đáng sợ ý tưởng theo trong đầu vãi đi ra. Bạch tiền bối phân thân đem bản tôn làm ám khí vãi đi ra phía sau. Không lâu liền bị báo ứng. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể như vậy tìm đường chết. Loại này tìm đường chết pháp hành vi, đặt ở kịch nhiều tập trong, bình thường đều sống không quá một tập hợp. Khắc chế, nhất định phải khắc chế. Ta nhưng là phải sống đến đại kết cục, thậm chí còn muốn sống tại ngoại truyện A, phần tiếp theo nam nhân. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Bạch Long, xích tiêu kiếm, nếu quả thật nếu vẫn không được, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ của ta. Tống Thư Hàng đưa tay tế ra bảo đao phách toái, đem Bạch tiền bối phóng tới trên đao phách toái. Cái gì tuyệt kỹ,
Xích Tiêu kiếm tiền bối hiếu kỳ lên tiếng hỏi, kiếm của nó thân hiện lên, bay trên không trung. Đại xuất huyết thuật, Tống Thư Hàng hét to một tiếng, tay phải nghịch kình vũ sĩ quyền sáo đầu ngón tay bộ phận thu hồi, đầu ngón tay của hắn đặt tại cổ miếu trên mặt đất. Giám định bí pháp khởi động. Chỉ cần dùng giám định bí pháp đạt được chỗ này cổ miếu tin tức cùng manh mối, có thể theo manh mối tìm ra bảo vật không đến mức giống như một cái con ruồi không đầu giống nhau không có đầu mối. Nếu như có thể một hơi đem bảo vật vị trí giám định đi ra, thì càng bổng. Kim sắc phù văn theo Tống Thư Hàng trong con ngươi hiển hiện, rơi xuống chùa miếu trên mặt đất. Tống Thư Hàng trên tay phải, có vài chục đạo vết thương vỡ ra, tiên huyết vẩy. Chỗ này cổ miếu lịch sử đã lâu, càng là như vậy, nơi giám định cần trả giá cao liền sẽ càng lớn. Tống Thư Hàng cũng không dám toàn lực giám định, hắn khống chế được giám định thuật tiêu hao. Nếu như giám định đại giới quá lớn, hắn sẽ trước tiên cưỡng ép đình chỉ giám định bí pháp. Theo hắn cảnh giới tăng lên, đối với giám định bí pháp nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại đã không cần lo lắng không cẩn thận giám định đến siêu đáng sợ đồ vật, phun máu quá nhiều mà chết loại khả năng này. Người cái này đại xuất huyết thuật, mỗi lần thấy cũng làm cho ta cảm giác rất kinh dị. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, một người vô duyên vô cớ đột nhiên phun máu, không muốn quá quỷ dị. Nhưng hắn hiệu quả rất tuyệt, Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, sau khi nói xong hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, ta vừa rồi có lẽ mở ra sương mù hình thức, dạng này phun ra đi máu sẽ không lãng phí hết, thất sách. Bạch Long tỷ tỷ, Xích Tiêu kiếm, kim sắc phù văn hóa thành nghịch chuyển đồng hồ báo thức không ngừng chuyển động, cuối cùng lại hóa thành kim sắc phù văn trở về Tống Thư Hàng con mắt. Sau đó, giám định thuật kết quả tin tức hiển hiện. Đây là một khối 20 ức năm phía trước, từ nham thạch nóng chảy làm lạnh ngưng tụ hình thành phổ thông nham thạch, tại vạn năm trước bị chư tinh tự tiểu tăng lữ ôm trở về, cắt thành thạch đầu bản, giải tại chùa miếu mặt đất. Bởi vì có chư tinh tự bảo vệ chùa trận pháp bảo hộ, hắn một mực bảo trì mới mẻ, giống như vừa bị cắt thành giống nhau, ở trên. Giống như còn mang theo tiểu tăng lữ nhiệt độ cơ thể. Tiếp đó, không còn. Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ, thế nào? Nhận đến hữu dụng tin tức sao? Tìm được bảo tàng manh mối sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng tiếp tục trầm mặc, hắn ngẩng đầu ngắm trời. Ta muốn giám định là cả tòa chùa miếu tin tức, kết quả phun ra nhiều máu như vậy, đầu giám định ra một khối phiến đá tin tức. Hơn nữa, còn mang theo tiểu tăng lữ nhiệt độ cơ thể là cái gì quỷ? Bạch Long tỷ tỷ thấy Tống Thư Hàng một mặt im lặng bộ dáng. Lên tiếng hỏi, đại xuất huyết thuật đã thất bại sao? Ừ, thoáng đã nhận được một chút tin tức, cái này tên chùa miếu, kêu chưa tinh tự, tạm thời không có càng nhiều tin tức. Hai vị tiền bối, có nghe nói qua cái này chùa miếu sao? Tống Thư Hàng trả lời. Xích Tiêu kiếm lăn mình dưới thân kiếm, chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, Phật Tông chi nhánh nghìn nghìn vạn, chùa miếu danh xưng càng là nhiều như phồn tinh. Bạch Long tỷ tỷ đáp. Tống Thư Hàng thở dài, hắn sử dụng nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trên chỉ rũ thuật pháp, bình phục trên cánh tay miệng vết thương. Lại đến, lần này, ta muốn thi triển sương mù chi thân phòng không chút máu, trình độ lớn nhất củng cố giám định bí pháp hiệu quả. Ta cũng không tin, giám định không ra chưa tinh tự càng nhiều nữa tin tức. Sương mù chi thân cùng diệt phượng công tử hóa lỏng chi thân đều là vô cùng tốt dùng kỹ năng, phối hợp giám định bí pháp sử dụng, hiệu quả kinh người. Tống Thư Hàng nhắm mắt, đem ý niệm hội tụ ở tại đệ tam trong đan điển yêu đan bên trên, đang chuẩn bị kích hoạt sương mù chi thân. Đúng lúc này, trong chùa cổ cái kia đèn xanh bên trên, Phật âm lần nữa hiển hiện. Tống Thư Hàng vẩy tại phiến đá bên trên tiên huyết, bị một lùa sạch hết, giống như lúc trước chùa miếu bên trong bụi bặm bị khu trừ giống nhau. Tiên huyết biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi. Trước mắt hắn biến một mảnh đen kịt. Loại cảm giác này, là không gian pháp thuật, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng nói. Chỗ này chưa tinh tự bên trong, còn cất giấu không gian biến đổi trận pháp. Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm xa xa truyền đến. Không tốt, hắn té xuống. Xích Tiêu kiếm thanh âm nói. Té xuống, không phải không gian trận pháp. Chẳng lẽ là ta kích hoạt lên cái nào đó cạm bẫy? Bạch Long tỷ tỷ cùng Xích Tiêu kiếm thanh âm càng ngày càng xa, tựa hồ bị cách ly ra. Cái này chưa tinh tự, quả nhiên có cổ quái. Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn vươn tay ra, thái dương chỉ.
Công đức ánh sáng ngưng tụ ngón tay lấp lánh tỏa sáng, làm ra tuyệt hảo chiếu sáng hiệu quả. Sau đó, hắn phát hiện mình đang đứng ở tại một cái phong bế trong mật thất. Bốn phía tất cả đều là che kín phù văn phiến đá. Chư tinh tự dưới mặt đất, phong ấn chi địa, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Là vừa mới máu tươi của mình, đưa tới đèn xanh biến hóa, tiếp đó đem bản thân chơi đùa đến lòng đất đi. Cái kia chư tinh tự phía dưới, phong ấn lấy cái gì cổ ma? Yêu tà, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, có một đạo hơi yếu hào quang theo Tống Thư Hàng trên thân đảo qua. Hào quang xuất hiện đột ngột, Tống Thư Hàng không thể tránh né. Đồng thời, làm hào quang đảo qua thân thể lúc, Tống Thư Hàng có loại cảm giác quen thuộc tia sáng này, tựa như thực tiên yến trên yến hội, cái kia giám định tu sĩ tuổi tinh trụ ánh sáng, theo trên người hắn đảo qua cảm giác. Ngũ phẩm tu sĩ, sơ bộ ngưng tụ kim đan, trong vầng hào quang có một đạo tin tức truyền lại đi ra, cùng sử dụng cùng loại truyền âm nhập mật phương thức, truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Thư này hơi thở thanh âm, cũng không phải trung văn. Nhưng Tống Thư Hàng lại có thể nghe hiểu hắn giảng ý tứ lại là kèm theo phiên dịch hiệu quả thanh âm. Thực tiên yến tinh trụ giám định tuổi, mà cái này hơi yếu hào quang giám định là tu vi. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Tổng thể mà nói, cái này yếu ớt tia sáng giám định kết quả vẫn tương đối chuẩn xác. Tống Thư Hàng là sơ bộ ngưng tụ kim đan tu sĩ, không có lông bệnh. Vừa ngưng tụ kim đan còn không có mấy ngày đây, bản mệnh kình đan còn nóng hổi lấy. Khiêu chiến bắt đầu, lúc này, theo cái kia hơi yếu hào quang bên trong, lại có một thanh âm truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Khiêu chiến, bốn phía phiến đá bên trên, phù văn phát sáng. Sau đó, Tống Thư Hàng chỗ không gian bối cảnh biến hóa. Mấy hơi sau đó, Tống Thư Hàng làm cho đứng chỗ biến thành một chỗ đại thảo nguyên. Hình chiếu 3D công nghệ cao, Thư Hàng ngồi xổm xuống, xoa nhẹ dưới chân bãi cỏ. Mềm mại tiểu thảo xúc cảm, còn có thảo nguyên khí tức. Thậm chí còn ẩn ẩn mang theo điểm cứt châu, dê phân mùi lạ. Chân thực ảo giác, loại cảm giác này, cực kỳ giống thất phẩm tôn giả năng lực đặc thù, chân thực ảo giác. Trong mật thất những cái kia phù văn, cấu tạo ra chân thực ảo giác cùng loại công năng. Đang suy tư thời điểm, thảo nguyên phương xa có một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Đó là một cái toàn thân lông dài đại viên đỉnh đầu trụi lùi một mảnh. Dụng lông. Không, không phải dụng lông, mà là quy y. Đây là một cái quy y Phật tông đại viên, trên người nó khoác tăng y, vì vậy hắn đỉnh đầu lông tóc là cạo xuống, mà không phải tự nhiên chọc. Tống Thư Hàng thấy cái này đầu đại viên về sau, nhãn tình sáng lên. Đây mới là hầu tử xuất ra phía sau tiêu chuẩn bộ dáng nha. Thí chủ, xin chỉ giáo. Đầu chọc đại viên chạy đến Tống Thư Hàng trước mặt về sau, chặp lại hai bàn tay. Khẽ khom người cùng hào quang bên trong truyền lại đi ra tin tức giống nhau, cái này đầu chọc đại viên thanh âm, cũng kèm theo phiên dịch hiệu quả. Đại viên đứng thẳng thời gian, thân hình cao lớn, Tống Thư Hàng đầu cùng hắn ngực. Chỉ giáo, đó chính là muốn đánh một trận sao. Tống Thư Hàng nhìn qua đầu chọc đại viên. Cái này đầu đại viên trên thân, có được ngũ phẩm cấp khí tức. Bất quá, hắn khí tức trên thân còn rất không lưu loát, đây là mới vào ngũ phẩm cảnh giới. Khiêu chiến, là khiêu chiến cùng mình cảnh giới không sai biệt nhiều đối thủ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Giống, lúc này, đầu chọc đại viên một cái đi nhanh vượt đến Tống Thư Hàng trước mặt. Hiển nhiên, đây là một cái dựa vào thói quen dùng thân thể để chiến đấu yêu tu. Đầu chọc đại viên đưa tay nắm tay, quyền như kim cương sử, đánh tới hướng Tống Thư Hàng. Một quyền triển khai thời điểm, trong cơ thể nó yêu đan lực lượng bộc phát, trên nắm tay độ lên hoàng kim thần sắc. Lại có trận trận Phật âm lẫn nhau đi theo. Tống Thư Hàng khẽ đưa tay, hướng lên ngăn trở. D, A, N, G, G. Đầu chọc đại viên nắm đấm cùng tay của Tống Thư Hàng cánh tay chạm vào nhau, phát ra rèn sắt giống nhau nổ mạnh. Tống Thư Hàng trên cánh tay cương thủ kỹ năng tự động ngưng tụ, lại để cho cánh tay của hắn hóa thành hắc thiết thần sắc. Thí chủ thật lớn khí lực, đầu chọc đại viên lên tiếng nói, đang khi nói chuyện, hắn thân hình nhảy lên. Tứ chi mưa to gió lớn hướng Tống Thư Hàng oanh kích. Ngũ phẩm cấp bậc, có thể phù không mà đi. Đầu chọc đại viên đầy đủ lợi dụng điểm này, hai chân không cần lại đứng trên mặt đất, có thể giải phóng đi ra, toàn bộ dung nhập trong công kích. Đối mặt đầu chọc đại viên cuồng bạo công kích, Tống Thư Hàng rất bình tĩnh. Chân hắn đạp quân tử vạn lý hành thân pháp,
có tiết tấu lui về phía sau, đồng thời hai tay bay bổng huy động, nhìn như chậm chạp nhưng đem đại viên công kích toàn bộ phong bế. Đây chính là ngũ phẩm sơ giai công kích, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ cương thủ cùng quân tử vạn lý hành thân pháp bên ngoài, Tống Thư Hàng không có lại dùng bất kỳ công pháp cùng võ kỹ. Hắn chỉ là giống như chơi đánh chuột đất trò chơi giống nhau, vươn tay ba đem đầu chọc đại viên công kích toàn bộ đẩy ra. Hơn nữa tại Tống Thư Hàng trong mắt, đầu chọc đại viên tốc độ công kích rất chậm. Tống Thư Hàng nhãn khiếu thiên phú đạn thời gian ở thời điểm này phát huy ra kinh người hiệu quả. Đầu chọc đại viên liên tiếp công mấy trăm chiêu về sau, thở phì phò, ngừng lại. Hắn có chút không dám tin nhìn qua Tống Thư Hàng, thí chủ, người thật sự là mới vừa vào ngũ phẩm cảnh giới. Không thể giả được, Tống Thư Hàng nói. Thí chủ thật là khủng khiếp võ kỹ, là thối thể một hệ tu luyện giả sao. Đầu chọc đại viên nói, kể từ đó, cận thân công kích ta hoàn toàn không phải thí chủ đối thủ, như vậy kế tiếp, chính là ta một kích cuối cùng. Đầu chọc đại viên đột nhiên há miệng, một đạo cột sáng theo hắn trong miệng phun trào đi ra. Năng lượng công kích, đối phó năng lượng công kích, Tống Thư Hàng thế nhưng là có một chiêu rất mạnh thiên phú tà thuật, răng chắc, cái gì cũng ăn. Có thể đem có thể mới năng lượng công kích nuốt vào, tiếp đó gấp đôi trả. Tống Thư Hàng khẽ há miệng. Nhưng hắn lập tức buông tha cho sử dụng cái thiên phú này ý niệm trong đầu. Đạo này cột sáng là đầu chọc đại viên trong miệng nhổ ra. Nếu như hắn dùng răng chắc, cái gì cũng ăn thiên phú lời nói, chẳng phải là nuốt đối phương trong miệng phun ra đồ vật. Vì vậy, xuất hiện đi, đao ý khôi giáp, oanh cột sáng đâm vào Tống Thư Hàng trên thân, nổ lên sáng lạn hào quang. Nổ tung hào quang tản đi, đầu chọc đại viên nheo mắt lại nhìn lại. Trên thảo nguyên, bị nổ ra một cái to lớn hố. Hố bên trong Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực. Đao ý khôi giáp choàng tại trên người hắn, đưa hắn thủ cực kỳ chặt chẽ. Khải ý, đầu chọc đại viên thấp giọng nói, sau đó hắn tâm phục khẩu phục. Cùng đao ý, kiếm ý loại này ý chí lực lượng so với, khải ý lộ ra muốn ít lưu ý rất nhiều. Thế nhưng, một khi khải ý bị ngưng tụ ra tới đây, liền sẽ rất mạnh mẽ. Ta thua rồi, đầu chọc đại viên nói, thí chủ, người có thể tiếp tục phía dưới một trạm khiêu chiến. Phía dưới một trạm, Tống Thư Hàng nhíu mày, xem ra còn không chỉ một lần, xin hỏi đại sư, cái này thí luyện tổng cộng muốn khiêu chiến bao nhiêu lần? Hắn có chút thời gian đang gấp. Tổng cộng 18 cấp độ khiêu chiến, lấy thí chủ sức mạnh, tuyệt đối có thể khiêu chiến đến 10 lần sau đó. Đầu chọc đại viên chặp lại hai bàn tay, trả lời. Cái kia đại sư, lần thứ 18 khiêu chiến, sức mạnh như thế nào? Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng hỏi. Đầu chọc đại viên thành khẩn nói, thí luyện thủ quan giả sức mạnh, sẽ cùng thí chủ sức mạnh đối lập trả lời. Vì vậy, thứ 18 vị thí luyện thủ quan giả sức mạnh, có lẽ sẽ ở Cửu Long Văn, ngũ phẩm đỉnh phong, kém một điểm có thể tấn chức lục phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng trong lòng suy nghĩ thử xem về sau, nói, cái kia đại sư, chúng ta được hay không được đừng lãng phí thời gian, kế tiếp 17 vị thủ quan giả, cùng tiến lên như thế nào? Hắn bản mệnh pháp khí không có bị hạn chế. Ban thưởng vật phẩm số lượng là không nguyên bộ bát phẩm pháp khí, tại nơi này cùng loại chân thực ảo cảnh bên trong, không có bị hạn chế sử dụng. Cái này mang cho Tống Thư Hàng rất lớn lực lượng. Trên thực tế, coi như là trừ đi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí Tống Thư Hàng bản thân ba hạt nhân cộng thể chất, cũng rất kinh khủng. Tống Thư Hàng hôm nay Thánh Viên Long Lực Thần Công đã tu luyện đến 21 đầu Thánh Viên cảnh giới dưới tình huống bình thường, coi như là thú giới thú tu, tại ngũ phẩm cảnh giới tối đa cũng liền tu luyện tới 10 đầu Thánh Viên cảnh. 21 đầu Thánh Viên mức độ thể chất, đã thuộc về lục phẩm chân quân phạm vi. Hơn nữa, Tống Thư Hàng không chỉ có được 21 đầu Thánh Viên, còn nguyên bộ 21 bản nho ra kinh thư cộng biến dị cương thủ. Ba đại thối thể công pháp lẫn nhau chồng lên. Hiệu quả đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Đối diện, cái kia đầu chọc đại viên biểu lộ tương đối phức tạp. Thí chủ, người xác định kế tiếp muốn cùng nhau đối mặt chúng ta 17 vị thủ quan giả. Thực lực của ta, tại thủ quan giả bên trong là thấp nhất. Đầu chọc đại viên khuyên nhủ. Hắn cảm giác trước mắt vị này trẻ tuổi thí chủ, có chút bành trướng. Hơn nữa, chúng ta còn sót lại thủ quan giả kết hợp cùng một chỗ lời nói, có thể kết thành một loại chiến trận. Tuyệt đối không phải ngũ phẩm cảnh giới tu sĩ có thể ứng phó. Thí chủ, người cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đầu chọc đại viên nói.
Thập bát đồng nhân trận, Tống Thư Hàng thốt ra, lên tiếng hỏi. 18 số lượng này, lại thêm Phật môn, chiến trận. Hắn lập tức cũng nhớ tới trong tiểu thuyết tiếng tăm lừng lẫy 18 người đồng. 18 người đồng là cái gì? Đầu chọc đại viên một mặt nghi hoặc, bất quá hắn còn là rất thiện ý hướng Tống Thư Hàng giải thích, chúng ta có thể kết chính là chư tinh tự hợp kích chi thuật, cũng không có cụ thể tên. Cái này hợp kích chi thuật, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Vậy còn mời thí chủ tiến nhập phía dưới một cái thí luyện đi. Đầu chọc đại viên ôn hòa cười một tiếng. Tống Thư Hàng lắc đầu kiên định nói, cùng lên đi. Đầu chọc đại viên nhìn Tống Thư Hàng liếc, khe khẽ thở dài, lắc đầu. Hắn giống như thấy được Tống Thư Hàng bị 17 vị thủ quan giả vây đánh, máu chảy đầy đất hình ảnh. Hy vọng vị này trẻ tuổi thí chủ sẽ không quá lưu lại bóng ma trong lòng đi. Khiêu chiến nội dung thay đổi, một đối với 17 hình thức mở ra. Lúc này, cái kia truyền âm nhập mật thời gian nhắc nhở nói. Sau một khắc, đầu chọc đại viên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng chỗ hoàn cảnh lại bắt đầu biến ảo. Theo thảo nguyên đổi thành một tòa lầu các cùng quảng trường. Thí chủ, mời chỉ giáo. Lầu các bên trên, có 17 cái ồ ồ thanh âm vang lên. Sau đó, 17 đạo ngũ phẩm cấp thân ảnh theo lầu các bên trên nhảy xuống. Có tinh tinh, có khỉ lớn, khỉ đầu chó. Cùng lúc trước đầu chọc đại viên giống nhau, những thứ này sắc đỏ, con khỉ, khỉ đầu chó đỉnh đầu, đều là trụi lùi. 17 đạo thân ảnh từ không trung đáp xuống đồng thời, cũng đã ẩn ẩn kết thành chiến trận. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi xuống. Thông qua thí luyện về sau, có cái gì không ban thưởng? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vô duyên vô cớ bị kéo vào thí luyện không gian, nhìn qua thí luyện độ khó cũng không thấp, như vậy thông qua về sau, có thể hay không có ban thưởng. Cái này 17 cái loài vượn rơi vào Tống Thư Hàng đối diện, trong đó cầm đầu cái kia đại tinh tinh gật đầu nói. Dựa theo chư tinh tự quy định, mỗi một vị thông qua thí luyện đệ tử cùng người có duyên, đều có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Thật là có ban thưởng, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút à, nếu quả thật có ban thưởng lời nói, liền đã kiếm được. Nếu như ban thưởng thật tốt lời nói, hắn quay đầu lại liền đi đem Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử còn có Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đều mang tới, soát cái này thí luyện. Cụ thể ban thưởng vật phẩm, dựa theo thông qua thí luyện thời gian dài ngắn mà định ra. Cái kia tôn đại tinh tinh lại bổ sung. Thông qua thí luyện số tầng càng nhiều, ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Vì vậy, giống như thí chủ dạng này một hơi muốn khiêu chiến chúng ta 17 vị thủ quan giả, chúng ta cũng sẽ không để ý. Bởi vì thất bại, thí chủ có thể được đến ban thưởng chỉ có qua cửa một tầng quà an ủi. Đại hầu tử nói. Mặt khác, thông qua thí luyện thời gian càng ngắn, ban thưởng vật phẩm liền sẽ càng phong phú. Vì vậy, nếu như thí chủ nguyện ý, chúng ta cũng có bồi trò chuyện phục vụ. Thiên văn địa lý, chúng ta cái gì đều có thể trò chuyện một chút. Cái kia đại khỉ đầu chó lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười tới đây. Tống Thư Hàng, khó trách ngay từ đầu nói chuyện phiếm, những thứ này đầu chọc loài vượn liền đều rất phối hợp bộ dạng. Đã như vậy lời nói, ta muốn giải quyết xong trong một nốt nhạc. Tống Thư Hàng nói, thí chủ lại không nhiều trò chuyện một lát sao. Chúng ta biết rõ rất nhiều tin tức, kỳ thật ban thưởng đồ vật cũng liền hình dáng kia, đâu so với bên trên cùng chúng ta nói chuyện phiếm lấy được tin tức nhiều. Đại tinh tinh lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Tống Thư Hàng hạc hạc cười một tiếng, không vội, nói chuyện phiếm lời nói một lát có rất nhiều đạo hữu tìm đến mọi người trò chuyện. Chỉ cần ban thưởng không tệ người, Cửu Châu Nhất Hào quần trong mỗi người tán gẫu vài câu, đều có thể nhận đến đầy đủ tin tức. Thật sự là tiếc nuối. Khó được rời sân thi đấu một lần, ta còn chuẩn bị nhiều phiếm vài câu. Bất quá, cũng đúng lúc, Đại Tinh Tinh nói. Vừa dứt lời, 17 đầu loài vượn đột nhiên đối với Tống Thư Hàng phát khởi công kích. Chúng nó trên người có tinh quang bao phủ, mỗi một đạo tinh quang đều lẫn nhau đồng cảm, hình thành hợp kích chi thuật. Sau đó, một cây từ tinh quang kết thành hàng ma sử, hung hăng đánh tới hướng Tống Thư Hàng. Căn này hàng ma sử uy lực, đã đạt tới lục phẩm mức độ. Trên thực tế, cái này 17 đầu loài vượn hợp kích phương pháp cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Nói chuyện phiếm không chỉ là kéo dài thời gian đơn giản như vậy. Đây là chuẩn bị một kích giải quyết Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hai tay về phía trước duỗi ra, tứ vương giả bức tường. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong kim sư vương giả bức tường, bạch hổ vương giả bức tường,
băng sa vương giả bức tường, lôi ưng vương giả bức tường cùng nhau xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Bốn bức tường hợp nhất, ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Oanh hàng ma sử rơi vào tứ đổ vương giả trên tường, phát ra đinh tai nhức óc bạo kích lên tiếng. Tứ đổ vương giả bức tường chỉ là khẽ chấn động một cái, không hư hao chút nào. Đã sớm muốn như vậy dùng, hôm nay rốt cuộc có cơ hội dùng đến. Tống Thư Hàng nói, kỳ thật hắn còn có thể lại thêm cái miêu yêu tiên cơ thần môn, nhất định sẽ lộ ra càng đẹp trai. Bất quá, hắn lại lo lắng thần môn một triệu hoán đi ra, bốn bức tường cộng thần môn sẽ rơi vào phía sau hắn, đưa hắn nhốt tại ngoài cửa. Vậy là lần này đầu triệu hoán tứ đổ vương giả bức tường. Mặt khác, kỳ thật triệu hoán vương bát chuyên gia thuẫn là chính xác nhất phòng ngự tư thế. Bất quá, vương bát chuyên gia thuẫn sẽ lộ ra vô cùng túng. Đây là cái gì, cái kia đại tinh tinh trừng to mắt. Bọn hắn cảm giác được cái này bốn bức tường hình pháp khí bên trên, có được lấy kinh khủng uy áp. Loại vật này, hoàn toàn không phải ngũ phẩm tu sĩ có thể có đồ vật. Giải quyết trong một nốt nhạc, Tống Thư Hàng tại vương giả bức tường về sau, nhẹ nhàng vung tay lên. Cá heo âm ba cự pháo, cự lộc lão quân cung, cự vĩ thiên hồ nỏ, lang nha tê liệt tiễn, thất thải trồn đá bảo tháp, giã chư phách giả tràng giác lần lượt hiện hình. Lúc này những thứ này bát phẩm pháp khí đều ở vào phong ấn trạng thái, có được ngũ phẩm cấp uy lực. Giã chư phách giả tràng giác bắt đầu heo đột va chạm. Cự pháo, cung thần, tên nỏ lần lượt nổ súng. Bảy màu bảo tháp trổ mã ra từng đạo hào quang oanh tạc. Đơn giản không cần quá ăn hiếp người. Tam thập tam thú pháp khí một sóng oanh kích sau khi kết thúc, phía trước 17 vị loài vượn thủ hộ giả bên trong, ngã xuống hơn phân nửa. Những thứ này, tất cả đều là bản mệnh pháp khí. Cái kia đại tinh tinh không dám tin. Nó thực lực là cửu long văn ngũ phẩm đỉnh phong, cứng rắn chặn giã chư phách giả tràng giác va chạm. Tại tiếp xúc đến giã chư phách giả tràng giác lúc, hắn liền cảm ứng ra những thứ này pháp khí không giống người thường chỗ. Một người làm sao có thể có nhiều như vậy loại bản mệnh pháp khí, trừ phi. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Trừ phi, những thứ này pháp khí đều là bộ phận đây là một kiện kinh khủng tổ hợp pháp khí. Ngươi đoán đúng rồi, Tống Thư Hàng nói. Lúc này, tôm hùm thần chiến xa xuất hiện ở dưới người hắn. 33 tổ hợp pháp khí toàn bộ triệu hoán đi ra, trong nháy mắt tạo thành hình trạng thái một, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. To lớn thánh thành. Thị giác trùng kích rất mạnh. Dạng này pháp khí, quả thực ăn gian. Đại tinh tinh cười khổ nói. Đúng vậy a, nói thật ta bây giờ nhìn đến hắn, cũng còn có loại nằm mơ cảm giác. Tống Thư Hàng nói. Hắn hiện tại hồi tưởng lại, bản thân vậy mà có thể chế tạo nguyên bộ toàn bộ phẩm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đều cảm giác rất không thực tế. Oanh giã chưa đụng sừng lần nữa khởi xướng công kích. Trống trận vang lên, tiếng đàn hiển hiện, kèn thổi lên. Tôm hùm thần chiến xa theo sát tại chiến xa sau đó. Tối hậu phương, kinh khủng vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành cùng theo khởi xướng heo đột triển đè trùng kích. Đại tinh tinh buông tha cho chống cự. Ngăn cản là không thể nào, khủng bố như vậy to lớn đồ vật, căn bản ngăn không được. Chạy trốn cũng không có ý nghĩa, tấm bản đồ này là lầu các quảng trường địa đồ lại lớn như vậy, có thể trốn diện tích có hạn. Hơn nữa, chúng nó là thủ quan giả, thuộc về bị khiêu chiến đối tượng. Cuối cùng, đại tinh tinh cùng còn sót lại mấy cái đại viên, bị vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành triển đè ép. Ngày hôm nay, 17 đầu chư tinh tự đại viên đã mất đi mộng tưởng. Hy vọng cái này 17 đầu đại viên không muốn lưu lại bóng ma trong lòng. 17 đầu thánh viên biến mất không thấy gì nữa. Thí luyện chấm dứt, cái kia truyền âm nhập mật thanh âm vang lên. Như vậy, có thể phát thưởng rồi a, Tống Thư Hàng nói. Công tác thống kê thí luyện thành tích. Thành tích yêu, thí luyện đẳng cấp là ngũ phẩm. Yêu đã là tốt nhất xông cửa thành tích, trên thực tế lấy Tống Thư Hàng xông cửa thành tích, nếu có cao hơn cho điểm, nhất định muốn cao hơn một cái cấp bậc. Ít nhất cũng là ba yêu cấp bậc. Ban thưởng vật phẩm, trừ tinh cà sa một kiện, ngũ phẩm cấp phòng ngự pháp y, có thật lớn kỷ niệm ý nghĩa. Tống Thư Hàng, ta có thể đổi lại ban thưởng sao? Ngũ phẩm cấp phòng ngự pháp y kỳ thật rất không tồi, nhưng vấn đề là hắn không muốn pháp bảo a. Ban thưởng có thể đổi một cái sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thế nhưng, cái thanh âm kia nửa ngày đều chưa có hồi phục. Hơn nữa cái kia ngũ phẩm cấp phòng ngự pháp y cũng không có cấp cho đến. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động,
hắn nghĩ tới một cái xấu nhất khả năng. Chư tinh tự đã phế bỏ, trong chùa hết thảy đồ vật đều bị dọn đi rồi, liền Phật tượng cũng không có lưu lại. Như vậy, thí luyện ban thưởng vật phẩm có thể hay không cũng bị lấy sạch. Kỳ thật đã không cần nghĩ, Tống Thư Hàng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đáp án, chùa chiền đều chuyển, tại sao phải lưu lại ban thưởng vật phẩm? Ban thưởng vật phẩm số lượng là không, ban thưởng hoán đổi bắt đầu. Lục soát ban thưởng vật phẩm, tìm thấy được mới ban thưởng vật phẩm, cao tăng sỏi thận. Bắt đầu phát thưởng. Min cao tăng sỏi thận là cái gì quỷ đồ vật a? Còn không bằng cho ta một kiện chư tinh cà sa, ít nhất ta còn có thể cầm qua đi đổi thành đồng cấp bậc pháp bào, cho ta đệ tử lưu lại dự phòng. Hơn nữa cái này thí luyện không gian ban thưởng bảo vật kho trong, đến cùng đều là mấy thứ gì đó đồ chơi a, tại sao sẽ có cao tăng sỏi thận loại vật này? Xin phép thay đổi ban thưởng, Tống Thư Hàng kêu lên. Cao tăng sỏi thận loại vật này, đặc biệt mã ai muốn a? Ban thưởng đã phát, cái kia truyền âm nhập mật thanh âm lần nữa vang lên. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng trước mắt cái này cùng loại chân thực ảo giác thế giới rút đi. Thân hình của hắn một lần nữa xuất hiện ở cái kia khắc đầy phù văn trong mật thất. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một tảng đá, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ánh vàng rực rỡ, phía trên ẩn ẩn có Phật âm truyền ra, còn có cá gỗ thanh âm làm bạn. Một loại tường hòa thiện ý từ nơi này khối kim sắc trên tảng đá truyền ra. Đồng thời, còn có một loại đại từ bi. Đại trí tuệ cảm giác theo trên tảng đá truyền ra. Tống Thư Hàng, lưu lại cái này khối sỏi thận cao tăng, rút cuộc là tạo cái gì nghiệt, năng lực dài ra lớn như vậy một khối sỏi thận. Hay hoặc giả là cao tăng sỏi thận lấy ra về sau, đã trải qua rất nhiều biến hóa, cuối cùng biến thành trước mắt bộ dáng. Bất quá, luôn cảm giác thứ này có loại cảm giác quen thuộc, đúng rồi, lúc ấy công đức xà mỹ nhân chứa vào trong hốc mắt hai quả xá lợi từ bên trên. Lúc đó chẳng phải có loại này đại từ bi, đại trí tuệ cảm giác sao? Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, thứ này liền là xá lợi từ? Bên tai cái kia truyền âm nhập mật thanh âm, kỳ thật dùng ngôn ngữ là Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, chỉ là kèm theo phiên dịch công năng. Vì vậy, có phải hay không là tự động phiên dịch trong quá trình, đem xá lợi từ phiên dịch đã thành cao tăng sỏi thận? Tống Thư Hàng đối với xá lợi từ loại vật này không có gì nghiên cứu. Hắn cũng không phải Phật môn đệ tử. Trong lúc đang suy tư, một hồi oanh long long thanh âm truyền đến. Tống Thư Hàng làm cho đứng sàn nhà bay lên. Mật thất đỉnh, mở ra một cái lối đi. Một lát sau, Tống Thư Hàng một lần nữa xuất hiện ở chư tinh tự bên trong. Bạch Long tỷ tỷ cùng Xích Tiêu kiếm liền lơ lửng ở thông đạo bên cạnh, chờ hắn đi ra. Bảo đao phách toái như trước nhẹ nhàng lơ lửng, phiên bản thu nhỏ Bạch Tiền Bối đang ngủ say. A, à, Thư Hàng, người rốt cuộc đi ra. Nếu không ra, chúng ta đều chuẩn bị muốn đào cổ miếu. Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng thở dài, nói, ta vừa rồi tiến nhập chư tinh tự thí luyện trong phòng. Bên trong có một cái kích thích 18 tầng khiêu chiến cơ chế, khiêu chiến sau khi thành công sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Vậy ngươi được đến cái gì? Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Ừ, cái này, Tống Thư Hàng vươn tay ra. Cầm lấy cái này kim sắc thạch đầu. Trên tảng đá, truyền đến trận trận thiền âm, phảng phất có một cái lão tăng tại gõ cá gỗ tụng kinh. Xích Tiêu kiếm, đây là cái gì bảo vật? Ta hoài nghi nó là xá lợi tử. Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỷ tỷ nói, không phải, tuy rằng cảm giác bên trên cùng xá lợi tử có điểm giống, nhưng hắn tuyệt đối không phải xá lợi tử. Ban thưởng phát ra lúc, không có nói rõ sao. Có. Tống Thư Hàng tâm nhét nói vậy mà không phải xá lợi tử. Nhắc nhở là cái gì? Xích Tiêu kiếm hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng, cao tăng sỏi thận. Phù khủng khiếp, cao tăng sỏi thận, ha 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 ha. Xích Tiêu kiếm nhịn không được cười ha ha. Ta nghĩ, hẳn là toàn bộ chư tinh tự đều chuyển trống rỗng, liền ban thưởng bảo khố cũng chuyển trống rỗng nguyên nhân đi. Chỉ sợ hiện tại, ban thưởng trong bảo khố lưu lại đều là một ít không có tác dụng đâu tạp vật. Bạch Long tỷ tỷ mỉm cười nói. Loại này thí luyện trận pháp, bình thường là dùng để cho trong chùa đệ tử sử dụng. Hiện tại một ít cỡ lớn trong môn phái đều có cùng loại thí luyện trận pháp. Có chút tông môn, đệ tử công thành xuống núi lúc trước, đều cần xông vào một lần loại này thí luyện trận pháp. Xông sau khi thành công, sẽ ban thưởng một ít môn phái làm ra kiểu pháp khí cùng pháp bào, cùng với đan dược các loại vật phẩm, cung cấp đệ tử xuống núi lưu lạc sử dụng. Thế nhưng
cái này chư tinh tự bên trong thí luyện trận pháp, vạn năm thời gian lại vẫn có thể duy trì vận hành, cái này không đơn giản. Duy trì như vậy một cái trận pháp vận hành, cần thiết tiêu hao năng lượng nhất định không nhỏ. Hiện thế bên trong, có được thí luyện trận pháp môn phái, bình thường đều thành lập tại linh mạch bên trên, rút ra linh mạch linh lực, tới đây duy trì loại này thí luyện trận pháp vận hành. Xem ra, cái này nho nhỏ chư tinh tự xuống, cất giấu một cái cường đại linh mạch, vạn năm thời gian trôi qua, đều không có tiêu tán. Nếu như nói, cái này chư tinh tự bên trong cất giấu bảo vật lời nói, rất có thể liền là lòng đất linh mạch. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tống Thư Hằng ngẩng đầu ngắm trời, ta cũng là nghĩ như vậy. Vốn đang chuẩn bị đem Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đều kéo qua, từng cái một tham gia thí luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút còn là tính. Ngộ nhớ đại nhân nhà tay nhận đến một khối cao tăng sỏi thận ngẫm lại cũng cảm giác tuyệt vọng. Bất quá nếu là có vị tiền bối nào có hứng thú, ngược lại là có thể tham gia thí luyện vui đùa một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ nơi này chút ít hầu tử trong miệng nhận đến chút ít hữu dụng tin tức. Tảng đá kia ngươi chuẩn bị làm gì dùng? Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút nói, một lát giao cho Thông Huyền đại sư nhìn xem, nói không chừng đại sư có thể từ nơi này đồ vật bên trên nghiên cứu ra điểm đa dạng tới đây. Tảng đá kia bên trên, phảng phất có cao tăng tại niệm tụng kinh văn. Có lẽ đối với Thông Huyền đại sư mà nói, đây là một cái bảo bối cũng không sai. Suy tư về, Tống Thư Hàng lại trong lòng khẽ động. Hắn kích hoạt đệ tam trong đan điền bảy màu yêu đan, hiện ra sương mù thân thể. Dù sao không cần phun máu, tiện tay giám định thử xem nhìn xem. Tống Thư Hàng nói. Về phần giám định thuật muốn trả giá thống khổ, hắn sớm đã thành thói quen. Giám định bí pháp thi triển ra, rơi vào cái này khối cao tăng sỏi thận phía trên. Rất nhanh, liền có tin tức hồi quỹ đến Tống Thư Hàng trong đầu. Cao tăng sỏi thận nhân công đào tạo bản, vạn năm trước. Chư tinh tự một vị đại sư bởi vì tò mò mọc sỏi thận phía sau đến cùng có bao nhiêu đau vậy là tại trong cơ thể của mình nhân công đào tạo một khối sỏi thận. Bởi vì tại đào tạo sỏi thận trong quá trình, cao tăng ngày đêm tụng kinh, sỏi thận bên trong ghi chép xuống cao tăng ngày qua ngày, năm qua năm sinh đẻ kinh ghi lại. Cẩn thận lắng nghe lời nói, người có hay không có thể nghe được cái kia cao tăng tụng kinh thanh âm. Tống Thư Hàng, nguyên cái này cao tăng đặc biệt mã có bệnh. Lúc này, lại có một đạo tin tức hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Cao tăng ngâm tụng kinh văn có ba cuốn, Chư Tinh Thánh Phật Kinh, Chư Tinh Bảo Mục Kinh, Thánh Viên Long Lực Kinh. Phía trước hai cuốn, hẳn là phổ thông kinh Phật. Mà quyển ba, kinh văn tên, rồi lại xúc động Tống Thư Hàng tâm thần. Thánh Viên Long Lực Kinh, cái đó và hắn tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công có quan hệ sao? Hắn tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần Công nguồn gốc ở thú giới. Tu luyện tới cảnh giới đại thành về sau lưng sẽ ngưng tụ ra viễn cổ thánh viên hư ảnh. Thánh viên hư ảnh càng nhiều, liền đại biểu cho thánh viên long lực thần công củng cố mức độ càng cao. Tống Thư Hàng trong tay thánh viên long lực thần công cũng không nguyên vẹn, hắn phần này thần công là từ cái kia thương cảm khỉ trắng thú tu trên thân hỏi vòng vèo tới, thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp nội dung. Bất quá, bạch tiền bối chỗ đó có thánh viên long lực thần công bản đầy đủ. Tống Thư Hàng cũng không lo lắng công pháp đến tiếp sau vấn đề. Vì vậy, rút cuộc là tên bên trên lặp lại, hoặc là cả hai bên thật sự có nhất định được liên hệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Xích Tiêu Kiếm, nhìn nét mặt của ngươi, lần này được cái gì thú vị tin tức? Đúng vậy, viên này sỏi thận bên trong, cất giấu ba cuốn kinh văn. Theo thứ tự là Chư Tinh Thánh Phật Kinh, Chư Tinh Bảo Mục Kinh cùng với Thánh Viên Long Lực Kinh. Phía trước hai cuốn kinh văn hẳn là phổ thông kinh Phật, nhưng cuối cùng một cuốn kinh văn, luôn cảm giác không tầm thường. Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỷ tỷ nói, ngươi có phải hay không nhớ tới Thánh Viên Long Lực Thần Công? Đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu nói, lại thêm, cái này chưa tinh tự trong, tựa hồ có rất nhiều loài vượn quy y Phật tu. Kết hợp lại, ta cuối cùng cảm giác giữa hai người này sẽ có liên hệ. Có lẽ chỉ là một loại trùng hợp, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, cũng có khả năng, ta chuẩn bị thử xem, nghĩ biện pháp đem phía trên ba cuốn kinh văn cho thu đi xuống, sau đó lại nghiên cứu thử xem cái này cuốn Thánh Viên Long Lực Kinh. Nói không chừng có thể đem để ta sau lưng hình chiếu bên trong nhiều hơn nữa mấy cái long hình chiếu đi ra. Dứt lời, Tống Thư Hàng hủy bỏ sương mù hình thức, đem tảng đá kia thu vào. Kế tiếp, có muốn hay không đem Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối triệu hoán đi ra,
để cho bọn họ đều thử xem cái này thí luyện chi địa đây. Tống Thư Hàng suy tư nói. Đúng rồi, Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở, ta vừa rồi nghĩ đến một sự kiện, nếu như cái này chưa tinh tự bên trong thật còn có bảo vật che giấu lời nói. Rất có thể là cái này chùa phía dưới, cất giấu linh mạch. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng một lát sau, hắn lại nhụt chí đi xuống, linh mạch loại vật này, mang không đi a. Linh mạch là đồ tốt, mọi người đều biết. Tại linh mạch bên trong tu luyện, làm chơi ăn thật, hơn nữa dựa theo linh mạch thuộc tính khác nhau, sẽ có các loại diệu dụng. Nhưng linh mạch loại vật này cũng không phải linh thạch, không cách nào mang đi. Nhiều nhất chỉ có thể ở linh mạch phía trên, khai tông lập phái, hưởng thụ linh mạch mang đến phúc lợi. Tống Thư Hàng vừa không có khai tông lập phái ý tưởng. Tuy rằng hắn thu mấy cái đệ tử, nhưng hắn cũng không có muốn thành lập môn phái ý tưởng. Càng trọng yếu chính là, trừ tinh tự khoảng cách địa cầu rất xa, Tống Thư Hàng vừa không có truyền tống năng lực. Loại chuyện tốt này, chỉ sợ chỉ có thể bỏ lỡ. Nếu như người đối với linh mạch không có hứng thú lời nói, kia chưa tinh tự bên trong, có lẽ không có có bảo vật gì. Bạch Long tỷ tỷ nói. Xích Tiêu Kiếm, ta cảm giác, chúng ta còn là sớm chút rời khỏi cái này chùa miếu đi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối phát hiện cái gì? Tống Thư Hàng nói. Cái này ngược lại chùa miếu bên trong hòa thượng, đột nhiên toàn bộ chuyển trống rỗng, nhất định là có nguyên nhân. Nói không chừng nơi đây cất giấu cái gì tai nạn, Xích Tiêu Kiếm nói. Đang lúc Xích Tiêu Kiếm nói chuyện thời điểm, Tống Thư Hàng phân thân hướng bản thể gửi đi tin tức, bản thể, bên ngoài có động tĩnh. Ta nhìn thấy xa xa có không cách nào kháng cự hàn lưu vào tới, ta mang theo Tam Chu Thánh Quân về trước hạch tâm thế giới, chính các ngươi chú ý một chút. Đồng thời, phân thân chia sẻ hắn nhìn đến hình ảnh. Tại phân thân trong ánh mắt, theo đường chân trời bắt đầu, có rét lạnh sương mù vào tới. Sương mù tựu như cùng sóng thần vào tới, làm cho đến chỗ, vạn vật đông lại. Lúc đầu này đã là băng nguyên mặt đất, tầng băng độ cao nhanh chóng tăng lên. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cái này trận sương mù. Chúng ta trở về, Tống Thư Hàng nói. Cái này hàn vụ hẳn là chư tinh tự bị băng phong nguyên nhân. Thậm chí nói không chừng còn là năm đó bức chư tinh tự tất cả thành viên rời xa đầu sỏ gây nên. Tóm lại không phải là cái gì dễ trêu đồ vật, hắn cũng không muốn chạy ra đi đánh loại này thiên nhiên tai nạn. Hàn lưu còn không có tới gần, cái loại này lạnh lẽo thấu xương đã vọt tới. Nếu ngươi không đi, phải bị tầng băng chôn sống. Tống Thư Hàng đưa tay mở ra hạch tâm thế giới, nắm lên Xích Tiêu Kiếm tiền bối, dẫn dắt bảo đao phách toái, đang chuẩn bị tiến nhập trong đó. Cái gì, lạnh như vậy? Lúc này, bảo đao phách toái bên trên Bạch tiền bối đột nhiên ngồi dậy. Lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, người rốt cuộc tỉnh rồi. Nơi này là chúng ta lúc trước ngẫu nhiên lúc hạ xuống tầng băng thế giới, hiện tại bên ngoài có một cỗ hàn lưu đang tại vọt tới, đóng băng tất cả. Chúng ta nhanh lên rời đi đi. A, à, Bạch tiền bối một mặt mê mang nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn vươn tay ra, tế ra một chuôi duy nhất một lần phi kiếm tiện tay ném hướng đèn xanh vị trí. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, Bạch tiền bối. Ngươi phát hiện cái gì bảo vật sao? Không có, ta chỉ là đột nhiên cảm giác nơi này, về sau có lẽ có thể dùng đến. Vì vậy lưu một cái tọa độ ở chỗ này, thuận tiện về sau tiến hành không gian truyền tống. Bạch tiền bối còn có chút mơ hồ, không ngủ đủ bộ dạng. Chuôi này duy nhất một lần phi kiếm, có thể trở thành là truyền tống tọa độ. Ngủ đủ, kế tiếp, chúng ta trở về ăn cơm. Bạch tiền bối theo bảo đao phách toái bên trên nhảy xuống. Thực tiên yến, giờ mới bắt đầu. Dứt lời, Bạch tiền bối đưa tay tại trong hư không đẩy, đến, Thư Hàng. Ta một lần nữa đã tập trung vào địa cầu tọa độ, chúng ta trở về. Tốt, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay thu hồi Xích Tiêu Kiếm tiền bối cùng bảo đao phách toái, tiến lên một bước, bắt lấy Bạch tiền bối tay. Bạch Long tỷ tỷ nhanh chóng chui vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới quan bế. Tống Thư Hàng đại thủ cầm lấy sơ sinh hình Bạch tiền bối bàn tay nhỏ bé. Trong lòng của hắn, đột nhiên hiển hiện lên một đoạn trí nhớ. Luôn cảm giác ở đâu cái bị quên đi nơi hẻo lánh, hắn cũng giống như bây giờ, đại thủ nắm nữ nhi của mình, con trai bàn tay nhỏ bé, rất vui vẻ dạo phố. Con gái cùng con trai, ta sao? Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu. Có lẽ, là khi còn bé dắt qua vị nào tiểu muội muội hoặc đệ đệ tay.
vì vậy tại chính mình trong đầu để lại quỷ dị như vậy trí nhớ. Đi, Bạch Tiền Bối nói. Chân hắn bước về phía trước một bước, không gian thiên phú thúc giục, chuẩn bị trở về địa cầu. Bất quá đột nhiên, Bạch Tiền Bối lại dừng lại. Làm sao vậy, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Chờ, ta cảm thấy có thứ tốt, Bạch Tiền Bối xoay đầu lại, cười nói. Tuấn Mỹ tiểu Bạch Tiền Bối cười một tiếng, manh. Cái này chưa tinh tự trong quả nhiên có thứ tốt cất giấu sao? Tống Thư Hàng nói. Không, không tại trong chùa, tại bên ngoài chùa, có thứ tốt tại ở gần. Vật kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến không gian thiên phú của ta. Giống như không gian đều bị đông lại giống nhau. Tiểu Bạch Tiền Bối nheo mắt lại. Vẻ này hàn lưu, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bên ngoài, liền vạn vật đều bị đông lại hàn lưu. Cái kia hàn lưu, liền không gian đều có thể đông lại. Hàn lưu, đúng, hẳn là nó, Bạch Tiền Bối xác định nói. Nguyên bản có chút ngái ngủ Bạch Tiền Bối, triệt để thanh tỉnh lại. Thấy thế, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có loại bất an dự cảm. Đi, chúng ta đi nhìn xem cái kia hàn lưu, bên trong nhất định có bảo vật. Bạch Tiền Bối nói. Vì vậy, chúng ta bây giờ muốn đi đánh cái này thiên nhiên tai nạn sao? Trong lúc đang suy tư, Tiểu Bạch Tiền Bối cầm lấy tay của Tống Thư Hàng, không gian thiên phú thi triển ra. Chờ Bạch Tiền Bối, đối mặt cái kia hàn lưu thời gian, ta có thể lựa chọn giống như thánh viên giống nhau, núp ở phía sau mặt cho ngươi trợ uy hô 666 sao. Tiếc nuối chính là, Tống Thư Hàng lời nói còn không có mở miệng, Bạch Tiền Bối đã thúc giục không gian lực lượng. Sau một khắc, thân ảnh của hai người theo chư tinh tự bên trong biến mất. Giặc giặc lúc này đây bước nhảy không gian. Cùng dĩ vãng có rõ ràng khác nhau. Tống Thư Hàng cảm giác không gian chung quanh giống như bị đông kết giống nhau. Bạch Tiền Bối đang tiến hành bước nhảy không gian thời gian, đều cần đánh nát tầng băng, năng lực tiến hành xuyên qua không gian. Tại Tống Thư Hàng cùng Tiểu Bạch Tiền Bối sau khi rời đi trong nháy mắt, đạo kia che đậy thiên địa hàn ý đánh tới, đem chư tinh tự chỗ hố to một lần nữa lấp bên trên, bình phục là vạn năm không thay đổi tầng băng. Chư tinh tự bên trong cái kia đèn xanh ảm đạm đi xuống, biến mất không thấy gì nữa, cùng đợi phía dưới một sóng người hữu duyên tới chơi hỏi. Vèo, Tống Thư Hàng cùng Tiểu Bạch Tiền Bối thân ảnh, xuất hiện tại trong hư không. Tại cách đó không xa, cái kia hàn lưu biến thành sương mù, như biển rít gào đánh tới, tập kích cuốn toàn bộ thế giới. Quả nhiên, bên trong hàn lưu có cái gì? Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, ta không nhìn thấy cái gì. Ta chỉ có thể thấy như biển rít gào bình thường hàn vụ. Mặt khác, lạnh quá. Cái mảnh này hàn lưu mang theo hàn ý, kinh khủng vô cùng. Lấy Tống Thư Hàng thể chất, đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Cái này hàn ý không chỉ tác dụng tại nhục thân bên trên, trực tiếp hơn kích thích tinh thần. Phảng phất muốn đem sinh vật theo nhục thân đến linh hồn đều cùng một chỗ đóng băng bình thường. Đây cũng không phải là đơn giản hàn khí đơn giản như vậy. Hàn lưu bên trong giống như ẩn chứa một loại ý chí lực lượng. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, đạo ý theo trên người hắn hiển hiện, bao phủ thân hình của hắn. Sau đó, đạo ý khôi giáp đưa hắn tầng tầng bao bọc. Đã có đạo ý khôi giáp thủ hộ về sau, cái loại này lạnh lẽo thấu xương quả nhiên bị ngăn cách. Lạnh buốt lạnh, Thư Hàng, người ở đây vừa chờ, ta đi tìm một chút cái này hàn lưu. Tiểu Bạch Tiền Bối nói. Tốt, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có muốn hay không ta ở phía sau thay ngươi trợ uy hô 666. Ngươi cũng không phải hầu tử, Tiểu Bạch Tiền Bối cười nói. Dứt lời, Bạch Tiền Bối đưa tay một chảo, lưu tinh tán xuất hiện trong tay hắn. Kiếm quang một cái chớp mắt, Bạch Tiền Bối chính diện đụng vào sóng thần hàn lưu bên trong. Kiếm ý, kiếm khí bộc phát, Bạch Tiền Bối làm cho đến chỗ, hàn lưu bị cứng rắn chém ra. Sóng thần hàn lưu bị chém thành một nửa. Đây chính là bát phẩm huyền thánh uy năng. Một kiếm xuống dưới, cho dù là thiên nhiên tai nạn, cũng có thể chặt đứt. Ồ, quả nhiên có cái gì? Đang công kích ta, Bạch Tiền Bối nói. Hắn sau đó một kiếm chém ra. Lưu tinh kiếm bên trên, một đạo khai thiên tích địa kiếm ý vung ra, quét ngang một mảng lớn hàn lưu. Ồ, đằng sau hậu trường đánh lén Bạch Tiền Bối sinh vật bị kiếm ý quét trúng, phát ra kêu thảm. Sau đó quay người liền trốn, hướng sương mù ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Thú vị, muốn chạy trốn. Ngươi trốn thoát sao? Tiểu Bạch Tiền Bối cái kia êm ái thanh âm truyền đến, Thư Hàng, chính ngươi cẩn thận một ít. Cái này hàn lưu bên trong có cái gì,
tính công kích rất mạnh. Nói nhẹ, kiếm quang lại lên, tiểu bạch tiền bối tại trong sương mù tung hoành, làm cho đến chỗ, Hàn Vũ bị hoàn toàn đánh nát, tiêu tán. Bạch tiền bối là ở đuổi theo cái gì? Tống Thư Hàng nói. Hắn hoàn toàn nhìn không tới Hàn Vũ bên trong đến cùng cất giấu cái gì, coi như là lợi dụng thần thức, cũng cảm ứng không đến bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ là cùng vô hình kiếm cổ giống nhau đồ vật, tu vi không đến cảnh giới nhất định, liền không cách nào thấy. Nếu thật là dạng này, ta liền thật không cách nào giúp đỡ cái gì. Quả nhiên, ta còn là ngoan ngoãn ở hậu phương trợ uy đi. Tống Thư Hàng nói. Đinh, đang lúc này, Tống Thư Hàng phần eo vị trí nổ lên một chuỗi tia lửa. Nếu không phải có đạo ý khôi giáp thủ hộ, eo của hắn đã bị chọc. Tống Thư Hàng, hắn mãnh liệt xoay đầu lại, đồng thời đưa tay vung lên, vô hình đao cổ thoáng hiện với hắn trong tay, một đao hướng phía sau chém ra. Xoát, một đao kia chém cái rảnh rỗi, không có chém đến bất kỳ vật thể. Hơn nữa, phía sau của hắn cũng không có bất kỳ sự vật. Công đức xà mỹ nhân phù hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, thân hình to lớn hóa, đem Tống Thư Hàng bảo hộ trong đó. Đinh, đây cũng là một kích, mục tiêu như cũ là Tống Thư Hàng thận chỗ. Bất quá bị công đức xà mỹ nhân cái đuôi ngăn trở. Công đức, mặt trời, công đức xà mỹ nhân chặp lại hai bàn tay, trong miệng phát ra tiếng rên nhẹ. Công đức ánh sáng hóa thành chói mắt mặt trời, lấy Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài muốn nổ tung lên. Nhìn không tới, vậy địa đồ kiểu công kích. Oanh công đức đại nhật hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phàm là tại công đức đại nhật bao phủ trong phạm vi sự vật, đều bị triển đè thương tổn. Nhưng mà, công đức đại nhật cũng không có công kích được bất luận cái gì. Đến cùng là vật gì, hoàn toàn nhìn không tới. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Hơn nữa thứ này, quá nhạy cảm. Lực công kích tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, nhưng một kích không trúng nhanh chóng chạy xa, thuộc về thích khách loại hình. Quá bị động, nhìn không tới, cảm ứng không đến. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Lúc này, tại Tống Thư Hàng sau lưng lại có một đạo thân ảnh chui ra. Là tạo hóa tiên tử. A hoa hoa rồi mắt người mắt tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay nâng lên một con mắt con ngươi. Nho ra thánh nhân chi nhãn. Tống Thư Hàng thấy cái này con mắt thời gian, lập tức cảm giác bụng dưới yêu kiều căng đau nhức, hai chân run lên. Thế nhưng, đây có lẽ là cái lựa chọn rất tốt. Đến đi, Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên. Làm nàng thu hồi bàn tay nhỏ bé thời gian, Tống Thư Hàng mắt phải bị lấy đi ra. Sau đó, tạo hóa tiên tử bàn tay nhỏ bé bịt kín Tống Thư Hàng mắt phải vành mắt. Nho ra thánh nhân con mắt, bị chứa vào Tống Thư Hàng hốc mắt. Sẽ không móc trong mắt tu sĩ, không phải một cái hiếu học người. Muốn trở thành đại lão, móc trong mắt là nhất định nắm giữ kỹ năng. Mắt phải truyền đến một hồi nóng bỏng cảm giác. Đồng thời, Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan bên trên, cái kia lấy nho ra thánh nhân chi nhãn là nguyên hình long văn, cùng thánh nhân chi nhãn sinh ra đồng cảm. Tống Thư Hàng thân thể hoàn toàn không bài xích nho ra thánh nhân con mắt. Để ta nhìn xem, đến cùng là vật gì, một lại hai, rồi lại ba đâm eo của ta. Người hiền lành cũng có lửa giận, Tống Thư Hàng ánh mắt về phía trước quét tới. Lúc này đây, hắn nhìn đến. Nho ra thánh nhân chi nhãn, chấn áp một thời cấp bậc trường sinh giả mắt, chính là như vậy sâu. Chỉ thấy tại khoảng cách hắn 500 mét có hơn, có một cái bọ chét hình dáng xuyên thấu sinh vật, như là hàn băng tạo thành. Cùng bọ chét khác nhau chính là, cổ của nó rất dài, còn nhiều thêm một đôi chân trước. Hắn tại trong hư không nhảy động lên, mỗi một lần nhảy động, đều giống như đang tiến hành bước nhảy không gian bình thường thần tốc. Nhảy một lát về sau, cái này đầu bọ chét lại lẻn vào đến hàn lưu trong sương mù. Ngay sau đó, đột nhiên hắn lại từ phía sau nhảy đi qua. Tại hắn phía trước kỹ năng bên trên, bắn ra sắc bén lưỡi dao móng vuốt sắc bén. Mà mục tiêu của nó, như cũ là Tống Thư Hàng thận. Vèo, bọ chét mãnh liệt xuất hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng, móng vuốt sắc bén hung hăng chọc tới đây. Mắt thấy phía trước móng của nó, lại muốn chọc đến Tống Thư Hàng lúc. Phù, một cái giống như làm bằng hắc thiết đại thủ, nắm bọ chét sinh vật cổ. Nhảy a, người lại nhảy a, Tống Thư Hàng nhếch môi, lộ ra bản thân hàm răng trắng noãn.
Bọ chét hình dáng sinh vật điên cuồng giằng co. Hắn sắc bén chân trước không ngừng chém về phía tay của Tống Thư Hàng cánh tay. Đương 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 ánh lửa bắn ra bốn phía. Sắc bén kia lưỡi dao móng vuốt, căn bản không cách nào phá vỡ Tống Thư Hàng cương thủ phòng ngự, liền Tống Thư Hàng lông đều không thể làm bị thương. Tốc độ rất nhanh, mượn Hàn Vũ thời gian, thậm chí có thể đạt tới lục phẩm trái phải tốc độ di chuyển. Nhưng lực công kích cùng cường độ, đều quá yếu. Tống Thư Hàng trong nháy mắt liền đoán chừng ra cái này đầu bọ chét sinh vật cường độ. Chi 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 bọ chét sinh vật phát ra một hồi quỷ dị tiếng kêu. Hắn lại không công kích tay của Tống Thư Hàng cánh tay, sắc bén song đao đột nhiên chém về phía cổ của mình. Ánh đao chợt lóe lên, hắn đem đầu của mình cho cắt đi xuống. Sau đó, bọ chét hình dáng sinh vật dùng sức hướng xa xa nhảy đi. Tráng sĩ đứt cổ tay. Gia hỏa này càng dứt khoát, trực tiếp đứt đầu. Xem ra, đầu đối với nó mà nói cũng không phải là cái gì trọng yếu khí quan, đứt rời một cái có lẽ quay đầu lại còn có thể tái sinh một ra tới đây. Tống Thư Hàng hắc thiết cánh tay nhẹ nhàng sờ, liền đem bọ chét vật sinh đầu bóp vỡ. Ngay sau đó, hắn khởi động tay trái mình bên trên thần khí tổ vu chúc phúc. Cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, tổ vu chiến giáp bộ đồ một trong, ngũ phẩm linh hoàng có thể dùng. Tăng cường người sử dụng đối với không gian lực tương tác. Kích hoạt pháp khí, có thể đi vào đi 500 mét bên trong cự ly ngắn bước nhảy không gian. Hiện tại Hàn Lưu dưới ảnh hưởng, cái không gian này nhảy khoảng cách có lẽ sẽ rút ngắn một ít. Nhưng là đầy đủ dùng. Đứt gãy đầu bọ chét sinh vật, nhanh chóng hướng Hàn Vũ bên trong nhảy đi. Chỉ cần trở về Hàn Lưu bên trong, hắn liền an toàn. Phịch cấp tốc nhảy về phía trước bên trong. Hắn đụng phải lớp kín cứng rắn vách tường. Nhảy a, người cho ta hiện nhảy a. Một cái đại thủ bắt được thân thể của nó. Ba một tiếng. Lúc này đây, cả người nó đều bị bóp vỡ. Theo bọ chét sinh vật hủy diệt, tại trong cơ thể của nó có một mai đầu ngón tay lớn nhỏ tinh hạch rơi xuống đi ra. Tống Thư Hàng thuận tay bắt lấy cái này hạch tâm. Cho dù có nghịch kình vũ sĩ quyền sáu phòng ngự, hắn như trước cảm giác được cái này trong trung tâm ẩn chứa rét thấu xương hàn ý. Này sẽ không phải là bạch tiền bối nói bảo vật. Tống Thư Hàng đưa tay đem cái này nhỏ hạch tâm thu vào tay chuỗi không gian trong đi. Tiếp đó, để ta nhìn xem bạch tiền bối tại đuổi theo là vật gì đi. Tống Thư Hàng sử dụng nho gia thánh nhân chi nhãn, hướng Hàn Lưu trung kiếm khí tung hoành chỗ nhìn lại. Bạch tiền bối kiếm khí tốc độ di động nhanh đến cực hạn, phảng phất như là một đạo chỉ là. Tống Thư Hàng thật vất vả bị bắt được thân ảnh của hắn. Mà tại bạch tiền bối phía trước trốn chết, là một cái cốt long. Cùng bọ chét sinh vật giống nhau, này cốt long đồng dạng từ xuyên thấu hàn băng ngưng tụ mà thành, phảng phất là hàn băng nguyên tố sinh vật bình thường. Lúc này cái này hàn băng cốt long đã vết thương chồng chất. Bất quá bạch tiền bối tựa hồ cũng không có muốn chém giết ý của nó. Lại muốn đem hắn bắt sống sao? Tống Thư Hàng trong lòng đoán được bạch tiền bối ý tưởng. Ngoại trừ bọ chét sinh vật cùng băng cốt long bên ngoài. Cái này Hàn Lưu bên trong còn có những vật khác sao? Tống Thư Hàng vận dụng nho gia thánh nhân chi nhãn, nhìn quét sương mù. Rất nhanh, hắn liền thấy được một cái khổng lồ đồ vật, đang hướng hắn nhảy tới đây. Đó là một cái 20 mét cao to lớn bọ chét, toàn thân thiêu đốt lên phẫn nộ chi hỏa. Tống Thư Hàng, đến đi! Không sợ thánh nhân chi nhãn lời nói, liền chính diện đánh ta. Không muốn sợ. Cảm thụ tình thương của mẹ đi, bọ chét sợ nhìn là mang thai. Tống Thư Hàng quyết đoán kích hoạt lên thánh nhân chi nhãn hiệu quả. Lần đầu tiên biết rõ nho ra thánh nhân nhìn là mang thai pháp thuật thời gian, Tống Thư Hàng sử dụng hắn thời gian, nội tâm là kháng cự. Loại này làm cho người ta mang thai pháp thuật, thật là tà ác. Về sau tại huyền ma giảng pháp trong quá trình. Bởi vì thao tác sai lầm, không cẩn thận lại để cho chư thiên vạn giới tu sĩ đều mang thai một lần về sau, Tống Thư Hàng nội tâm liền biến chết lặng. Lại đến về sau, Tống Thư Hàng đối với sử dụng nhìn là mang thai đã hoàn toàn không có tâm lý chịu trách nhiệm. Nhìn là mang thai, bất quá là một cái suy yếu địch nhân chiến lực pháp thuật mà thôi. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là mèo tốt. Chỉ cần có thể đem địch nhân giết chết, kỹ năng gì đều không sao cả. To lớn bọ chét tốc độ cực nhanh, nhưng thân thể của nó khổng lồ. Thân thể khổng lồ đã trở thành phi thường tốt xạ kích mục tiêu.
Nho gia thánh nhân chi nhãn mang thai ánh sáng ba một tiếng, đánh chúng vào to lớn bọ chét. Nguyên bản đang tại vui vẻ lớn bọ chét thoáng cái dừng lại. Dù sao, trên thế giới này không phải mỗi người đều có thể giống như tam lãng tiền bối giống nhau, bên trong nhìn là mang thai sau đó, còn có thể vui vẻ. Ít nhất trước mắt cái này đầu bọ chét khổng lồ không thể. Bọ chét khổng lồ trở mình trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu thảm. Bất quá, bụng của nó cũng không có sưng dựng lên. Nhìn là mang thai mất đi hiệu lực, đây là Tống Thư Hàng lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân chi nhãn nhìn là mang thai không có có tác dụng. Muốn biết rõ, coi như là thạch đầu tinh, bên trong nhìn là mang thai cũng không cách nào tránh khỏi mang thai nguyền rủa. Bất quá bây giờ, Tống Thư Hàng nhưng cân nhắc không được nhiều như vậy. Nhìn là mang thai còn là lại để cho bọ chét khổng lồ thống khổ ngã xuống đất. Thừa dịp hiện tại, muốn hắn mạng. Tống Thư Hàng đưa tay theo trong hạch tâm thế giới đem xích tiêu kiếm cầm đi ra. Xích tiêu kiếm tiền bối, mời giúp ta giúp một tay. Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm, các ngươi không phải đã đi trở về sao? Làm sao còn ở lại chỗ này? Xảy ra chút ngoài ý muốn, không có thời gian giải thích. Trước làm khô trước mắt cái kia bọ chét rồi hãy nói. Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm, bọ chét, đâu? Xích tiêu kiếm tiền bối nhìn không tới cái kia ngã xuống đất thống khổ kêu thảm bọ chét khổng lồ. Thì ở phía trước, tiền bối nhìn không tới không quan hệ, để ta làm vung đao. Tống Thư Hàng nói. Cổ tay hắn một phen, phần thiên hỏa diễm thiêu đốt dựng lên. Phần thiên hỏa diễm, ồ, Tống Thư Hàng dừng tay lại bên trong xích tiêu kiếm. Phía dưới, cái kia bọ chét khổng lồ tại vùng vẫy một lát sau, đột nhiên phịch một tiếng, nổ tung ra. Cúp. Tại hắn ngủm lúc, trong cơ thể của nó có một mai mâm từ băng tinh rơi xuống đi ra. Tống Thư Hàng trước tiên bắt đầu dùng tổ vu chúc phúc bước nhảy không gian thủ đoạn, chuyển rời đến to lớn băng tinh phía dưới, đem hắn tiếp được. Đây là vật gì? Xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối phát hiện bảo bối, tóm lại. Có thể dẫn tới bạch tiền bối hứng thú, nhất định là đồ tốt. Hắn giơ cái này khối to lớn băng tinh. Nho gia thánh nhân chi nhãn tiếp tục nhìn quét hàn triều, muốn nhìn một chút còn có. Hay không khác hàn băng quái vật. Nếu như có, hắn muốn thử lại lần nữa lấy nhìn là mang thai có thể hay không bạo chết những quái vật này. Tì dưới nền đất, đột nhiên có một cái cự xà hình dáng hàn băng quái vật lao ra, một cái cắn hướng Tống Thư Hàng. Cùng lúc trước bọ chết giống nhau, phổ thông tu sĩ căn bản không cách nào cảm ứng được chúng nó, không cách nào thấy chúng nó. Chúng nó xuất động thời gian. Không có chút nào tiếng động. Tống Thư Hàng nhanh chóng đem bọ chét khổng lồ băng tinh thu hồi, hắn đưa tay vung lên, sử dụng dắt đao thuật phương pháp. Xích tiêu kiếm kéo lấy hắn, vèo một cái, hướng xa xa bỏ chạy, tránh được cái này đầu cự xà đánh lén. Không nghĩ tới dùng xích tiêu kiếm tiền bối cũng có thể sử dụng ra dắt đao thuật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng bất quá ý nghĩ này, bản thân trong đầu ngẫm lại liền tốt, hắn nhưng không thể nói ra được. Ngộ nhỡ xích tiêu kiếm tiền bối xù lông nổi giận làm sao bây giờ? Cự xà một kích không trúng, lại nhanh chóng hướng hàn vụ ở chỗ sâu trong thẳng đi. Hắc, đi ra cũng đừng đi trở về. Tống Thư Hàng lần nữa kích hoạt mắt phải nhìn là mang thai công năng. Thánh nhân mắt phải bên trong, hiển hiện quỷ dị hào quang. Hào quang nổ bắn ra đi, rơi vào hàn vụ cự xà trên thân. Ti 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 cự xà kêu thảm một tiếng, thân hình một phen. Cùng lúc trước bọ chét khổng lồ giống nhau, không ngừng vặn vẹo run rẩy. Đồng dạng, hắn không có sinh ra mang thai hiệu quả. Tống Thư Hàng nắm thật chặt xích tiêu kiếm, nhìn chằm chằm vào cự xà. Ti cự xà trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu, tiếp đó thân thể của nó muốn nổ tung lên. Một khối so với bọ chét khổng lồ thể băng tinh còn muốn to lớn băng tinh rơi xuống đi ra. Tống Thư Hàng thân hình nhất đột, đem cái này băng tinh tiếp được. Nho gia thánh nhân chi nhãn, tựa hồ có thể khắc chế những thứ này bên trong hàn lưu quái vật. Tống Thư Hàng nói khẽ. Ta không nhìn thấy cái gì, đây rốt cuộc là quái vật gì, có thể tránh qua cảm giác của ta. Xích tiêu kiếm phiền muộn nói. Hắn thế nhưng là trường sinh giả thần binh A, liền hắn đều cảm ứng không đến những quái vật này, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn đến Tống Thư Hàng đối với hàn vụ bên trong tới một phát mang thai ánh sáng đón lấy thì có một mai băng tinh rơi xuống đi ra. Luôn cảm giác quá trình này tương đối quỷ dị. Ta cảm giác giống như tại mở hách cầy phó bản, Tống Thư Hàng nói. Có thánh nhân chi nhãn tại,
nơi đây hàn băng nguyên tố sinh vật, tới đây bao nhiêu hắn muốn tiêu diệt bao nhiêu. Cầm lấy cự xà tuôn ra băng tinh, Tống Thư Hàng đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, muốn lục soát càng nhiều nữa hàn băng quái vật. Thế nhưng, có thể là khiếp sợ Tống Thư Hàng liền diệt ba con hàn băng quái vật hành động vĩ đại, hàn triều bên trong những quái vật khác, căn bản không dám gần chút nữa Tống Thư Hàng, tất cả đều chạy xa mà đi. Sách, toàn bộ sợ rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ. Thư Hàng, đi, lúc này, Bạch Tiền Bối tinh tế thanh âm truyền tới. Chỉ thấy Bạch Tiền Bối một tay cầm lấy cái kia băng cốt long, chân đạp lưu tinh kiếm hướng Tống Thư Hàng bay tới. Cốt long còn đang ở không ngừng giãy giụa lấy, nhưng không cách nào đào thoát Bạch Tiền Bối tay. Bạch Tiền Bối lẻn đến Tống Thư Hàng phía sau người, tay kia bắt lấy tay của Tống Thư Hàng cổ tay, chạy mau, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc. Tiểu Bạch Tiền Bối cũng đã thi triển không gian pháp thuật, cưỡng ép đột phá đóng băng không gian, trốn rời hàn lưu. Tại không gian truyền tống phía trước nháy mắt, Tống Thư Hàng thánh nhân chi nhãn thấy được một cái kinh khủng hình ảnh. Hàn triều phía dưới, có một cái hải dương giống nhau khổng lồ sinh vật, đang tại bạo khởi. Lúc trước hàn băng bỏ chết, cự xà cùng với Bạch Tiền Bối trong tay cốt long, cũng chỉ là sinh hoạt tại cái này sinh vật biển bên trong nhỏ bé tồn tại. Hải dương giống nhau khổng lồ sinh vật, mỗi một cái động tác, đều có thể dẫn đến không gian chung quanh nghiền nát, đóng băng. Cái này ít nhất cũng là cửu phẩm kiếp tiên cấp trở lên tồn tại. Chỉ là, hình như là đã mất đi lý trí. Hắn không có truy kích Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, chỉ là tại không ý nghĩa bạo động lấy. Bước nhảy không gian chấm dứt. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối một hơi trở về đến hiện thế, địa cầu vị trí. Trở lại, Bạch Tiền Bối cầm lấy băng cốt long, dùng sức run lên. Băng cốt long yên tĩnh trở lại, vẫn không nhúc nhích. Bạch Tiền Bối bắt hắn chỗ hữu dụng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta muốn chế tác một cỗ chiến xa pháp khí. Tiểu Bạch Tiền Bối nói, hắn rất thích hợp kéo chiến xa. Mặt khác, sự hiện hữu của bọn nó phương thức đưa tới hứng thú của ta. Hàn lưu bên trong, cái loại này đông lại không gian năng lực, rất có ý tứ. Những thứ này hàn băng sinh vật cũng kế thừa cái loại này lực lượng. Ta còn cho rằng Bạch Tiền Bối muốn là chúng nó trong cơ thể băng tinh. Tống Thư Hàng quơ quơ trong tay mình cầm lấy cự xà trong cơ thể băng tinh. Vật còn sống vĩnh viễn so với tử vật càng đáng giá nghiên cứu. Tiểu Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói, bất quá băng tinh cũng có thể nghiên cứu thử xem, nhìn xem hắn có thể kế thừa hàn triều bao nhiêu công năng. Nếu như hắn cùng hàn triều giống nhau, thúc đẩy sinh trưởng ra, liền không gian cũng có thể đông lại lời nói, cái kia tác dụng liền có hơn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ta đây vừa có ba khối băng tinh. Bạch Tiền Bối ngươi cần sao? Đến lúc đó cho ta lưu một viên thử xem. Bạch Tiền Bối cười nói. Tống Thư Hàng trước đem băng tinh thu hồi. Bạch Tiền Bối lần nữa bắt lấy tay của hắn, lại một lần nữa, chúng ta muốn đi trước thực tiền yến bí cảnh. Lại một lần bước nhảy không gian. Làm Tống Thư Hàng trước mắt bình phục sáng ngời thời gian, đã trở về đến hiện thế. Địa cầu, phía nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh bên ngoài. Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh. Bởi vì đại lão hoạt động mạnh, tan vỡ đã thành mảnh vụn. Lúc này, phía nam Trường Sinh Kiếm Tông mấy vị trưởng lão, ngồi xổm bí cảnh bên ngoài khóc thành nước mắt người. Quý giá bí cảnh nghiền nát. May mà, bí cảnh không gian cấu trúc còn đang ở, còn có chữa trị hy vọng. Nhưng chữa trị đại giới, nặng nề đến lại để cho Trường Sinh Kiếm Tông thành viên sự khó thở. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, bí cảnh trong thực tiên yến khách nhân, tất cả đều không thấy. Không có ai biết lúc ấy thực tiên yến trong hội trường đến cùng chuyện gì xảy ra. Canh giữ ở bí cảnh bên ngoài phía nam Trường Sinh Kiếm Tông thành viên cùng các phóng viên, chỉ cảm thấy bí cảnh bên trong truyền ra vô cùng khí tức kinh khủng, sau đó là kinh khủng tiếng nổ mạnh. Phục hồi tinh thần lại thời gian, bí cảnh đã xong, thực tiên yến khách nhân cũng toàn bộ biến mất không thấy. Phía nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão buồn phát khổ bọn hắn kế tiếp muốn như thế nào cùng người trong thiên hạ bàn giao. Lúc này, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trống rỗng xuất hiện thời gian. Bá Tống Huyền Thánh, Bạch Thánh Quân, chung quanh phóng viên, phía nam Trường Sinh Kiếm Tông thành viên, lần đầu tiên nhận ra thân phận của hai người. Bạch Tiền Bối tuy rằng biến thành hai tuổi bộ dáng, nhưng hắn trở về đến hiện thế về sau, nhân tiền hiển thánh cái kia thiên hạ không người không biết quân hiệu quả cũng một lần nữa bình phục. Tống Thư Hàng cũng như vậy, sau khi sống lại,
da của hắn bình phục là màu trắng, nhưng đoàn người vẫn có thể liếc nhận ra hắn. Bá Tống tiền bối, Bạch tiền bối. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông một vị trưởng lão chạy như bay đến. Hai vị này là tham gia thực tiên yến khách nhân, bọn hắn nên biết thực tiên yến trong đến cùng chuyện gì xảy ra mới đúng. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này bí cảnh, ngầm thở dài, có chút ngại ngùng. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh bị phá hư, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Mở to mắt con người tinh cầu bị phóng xuất ra trước tiên, liền tìm tới tận cửa rồi. Đồng thời, béo cầu nhập vào thân vân thước tử theo thiên đạo phòng tối bên trong phóng xuất ra thời gian, cũng đúng lúc xuất hiện ở hiện tại trong bí cảnh. Cuối cùng còn có Bạch tiền bối vỏ ngoài, cũng bị ném ở Tống Thư Hàng phụ cận. Tổng kết mà nói, theo thiên đạo phòng tối bên trong phóng xuất ra tất cả đại lão, đều bị ném tới cùng một cái tọa độ, Tống Thư Hàng bên người. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão, vui sướng nhảy đến Tống Thư Hàng trước mặt. Trong bí cảnh, nguyên bản thực tiên yến khách nhân cùng biệt tuyết tiên cơ đều biến mất không thấy. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông các trưởng lão tựu như cùng kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại, lại đột nhiên phát hiện có hai vị thánh quân còn bình an vô sự, trưởng lão nội tâm vui vẻ, thấy được hy vọng. Thấy hắn nhảy nhanh như vậy, Tống Thư Hàng mắt phải vành mắt bên trong thánh nhân chi nhãn cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Bởi vì lúc trước, Hàn Triều bên trong hai cái bọ chét cũng là nhanh chóng như vậy nhảy lấy. Bạch Thánh, Bá Tống Huyền Thánh, ngài nhị vị biết rõ trong bí cảnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Trong bí cảnh đạo hữu nhóm, đều đi nơi nào? Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nhanh chóng lên tiếng hỏi. Bọn hắn lo lắng nhất liền là trong bí cảnh khách nhân, bị cuốn vào đến nứt vỡ bí cảnh hỗn loạn trong không gian, bị xoắn thành mảnh vụn. Hy vọng may mắn Bạch Thánh có thể cho bọn hắn mang đến một cái tin tức tốt. Trong bí cảnh chuyện đã xảy ra, giải thích rất phiền toái. Tiểu Bạch tiền bối nói, ta đi trước tiếp biệt tuyết tiên cơ, đem nàng mang về. Những chuyện khác, các ngươi hỏi Bá Tống tiểu hữu liền tốt. Dứt lời, Tiểu Bạch tiền bối vỗ vỗ Tống Thư Hàng, ta đi một chút liền trở về. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức bóng mờ liền nổi lên, Bạch tiền bối, ngài đi lần này, sẽ không lại gặp chuyện không may đi. Yên tâm. Ta xem ngươi mi tâm sáng ngời, kế tiếp chắc có lẽ không có điều xấu phát sinh. Ta đi đem biệt tuyết mang về, thực tiên yến không thể bỏ dở nửa chừng. Ta đợi lâu như vậy thực tiên yến, nhất định phải làm cho hắn hoàn mỹ chấm dứt. Tiểu Bạch tiền bối nói. Dứt lời, hắn thông qua không gian thiên phú, trực tiếp tiến về trước biệt tuyết tiên cơ chỗ. Cũng không biết biệt tuyết tiên cơ thấy hai tuổi trái phải Bạch tiền bối thời gian, sẽ là dạng gì biểu lộ. Bạch tiền bối biến mất không thấy. Còn thuận tay mang đi cái kia băng cốt long. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão cùng các phóng viên lập tức gắt gao nhìn thẳng Tống Thư Hàng, hy vọng theo trong miệng hắn nhận đến bí cảnh tan vỡ trải qua. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm. Bạch tiền bối hy vọng thực tiên yến có thể tiếp tục xử lý xuống dưới nha. Thế nhưng, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh đều hủy thành như vậy, thực tiên yến còn có thể tiếp tục tổ chức sao? Biệt tuyết tiên cơ thu thập tài liệu có thể hay không đã tại bí cảnh trong không gian hủy diệt rồi. Bá Tống tiền bối, trong bí cảnh đám thực khách khác, còn bình an sao? Phía Nam Trường Sinh Kiếm khách trưởng lão, thấy Tống Thư Hàng nhào nặn mi tâm rất buồn rầu bộ dạng, trong lòng lập tức cứng đờ. Dược hoàn. Bọn hắn trong lòng đã làm tốt thừa nhận tin giữ chuẩn bị. À, các ngươi nói thực khách khác, yên tâm đi, mọi người cũng còn bình an vô sự, chỉ là hôn mê rồi. Ta cùng Bạch tiền bối đem mọi người đều dẫn tới một cái bình an địa phương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu đáp. Không có việc gì, thật không có việc gì. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông các trưởng lão tâm linh, đã trải qua theo địa ngục thoáng cái tăng lên tới tiên cảnh lữ trình. Thật không có việc gì, một lát ta liền đem mọi người mang về tới đây. Tống Thư Hàng trả lời tương đối đáng tiếc chính là, huyền thánh ảnh chụp hắn chỉ vỗ đông qua thánh quân phần. Mấy vị khác huyền thánh ảnh chụp cũng không có tới đây kịp đập. Vừa rồi tại Tiểu Bạch tiền bối đưa hắn đưa về hiện thế lúc trước, có lẽ trước tìm một chỗ đem tất cả huyền thánh ảnh chụp cho bổ sung đồng thời. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nghe được Tống Thư Hàng sau khi trả lời, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, trong đó có một vị trưởng lão hiếu kỳ lên tiếng hỏi, cái kia Bá Tống huyền thánh ngài vì sao còn một mặt buồn rầu? À, không có việc gì. Tống Thư Hàng khoát tay áo nói. Hắn chỉ là đang nghĩ, thực tiên yến cuối cùng phải như thế nào lại tổ chức xuống dưới.
Hơn nữa, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh bị hủy, hắn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Nếu có biện pháp có thể đem cái này bí cảnh chữa trị lời nói thì tốt rồi. Hắn có hạch tâm thế giới cái này thần kỳ tiểu thế giới, nếu như mượn dùng hạch tâm thế giới lực lượng, có thể hay không đem phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông nghiền nát bí cảnh cho chắp vá trở về. Dù sao đây là hắn nồi, nếu như có thể giúp trợ phía Nam Trường Sinh Kiếm khách chữa trị bí cảnh lời nói, Tống Thư Hàng nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Thời điểm này, nếu như có thể gặp gỡ cái gì cũng có thể bán đại lão thì tốt rồi, cái kia thần kỳ chăn đơn xuống, nói không chừng liền có được có thể phát lên công dụng bảo vật. Tống Thư Hàng trong đầu có ý niệm trong đầu hiển hiện. Coi như hắn như vậy tưởng tượng lúc, tại hắn ngay phía trước, có một đạo cánh cửa không gian mở ra. Sau đó, một cái quen thuộc cái mền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái gì cũng có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Cái gì cũng có thể bán đại lão còn có loại này bên ngoài bán phục vụ sao? À, đạo hữu người tốt, cái mền thân ảnh nguyên vẹn xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Thế nhưng, cũng không phải cái gì cũng có thể bán đại lão. Bởi vì này thanh âm là vị tiên tử thanh âm. Cùng cái gì cũng có thể bán đại lão giống nhau, vị tiên tử này cũng toàn thân bao bọc tại cái mền trong, chỉ lộ ra đầu. Nàng nhuộm màu hồng phấn tóc, ghim thành đôi đuôi ngựa. Hơn nữa, nếu như không phải mượn nhờ pháp khí lời nói, nàng có thể là kiếp tiên cấp cường giả. Tiên tử ngươi tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời hắn chú ý tới, ở đây tất cả mọi người, chỉ có hắn có thể thấy vị tiên tử này. Những người khác đều đối với vị tiên tử này làm như không thấy. Là cái kia cùng cái gì cũng có thể bán đại lão cùng khoản cái mền tác dụng sao? Đúng rồi, ngươi nhận thức sư phụ ta đúng không? Ta vừa rồi nghe ngươi tại kêu gọi sư phụ ta ngoại hiệu. Mặt khác, trên người của ngươi có ta sư phụ khí tức, ngươi gần nhất tiếp xúc qua hắn, hơn nữa theo cái kia mua đồ vật. Phấn hồng hai đuôi ngựa tiên tử lộ ra buồn cười dáng tươi cười. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết rõ sư phụ ta hiện tại ở đâu sao? Ta đây mấy ngày đều liên lạc không được hắn. Ta ban đầu muốn tới chỗ của hắn bổ sung hàng hóa, có mấy cái hộ khách vội vã muốn hàng hóa. Phấn hồng hai đuôi ngựa tiên tử buồn rầu nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, nghĩ tới một cái khả năng. Cái gì cũng có thể bán đại lão đang cùng bạch tiền bối chơi chơi trốn tìm trò chơi. Khả năng bởi vì nguyên nhân này, cái gì cũng có thể bán đại lão tìm cái địa phương giấu đi, không phải là cùng liên lạc với bên ngoài. Ta cũng không biết cái gì cũng có thể bán đại lão đi nơi nào. Trên thực tế, ta cũng đang muốn tìm hắn. Tống Thư Hàng nói. Hai đuôi tiên tử nghe vậy, đáng yêu dáng tươi cười đột nhiên đổi thành nghề nghiệp tính thân thiện ôn nhu mỉm cười. Đạo hữu, ngươi có phải hay không có cái gì muốn theo sư phụ ta cái kia mua sắm? Ngươi muốn cái gì, cũng có thể từ ta mua. Tại ta đây mua lời nói, còn có ưu đãi đó nha. Tống Thư Hàng, tiên tử ngươi nơi đây cũng có thể mua đến bất kỳ vật gì. Chư thiên vạn giới đại bộ phận đồ vật, ta đều có hàng hóa. Hơn nữa nếu như ta không có hàng hóa lời nói, có thể đến sư phụ ta chỗ đó bổ sung hàng hóa a. Ngươi có thể gọi ta cái gì hàng hóa đều có thể bổ sung nếu như ngươi muốn mua đồ vật mức độ khá lớn, ta chỗ này có thể giảm giá. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử hi hi cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chắc là hiểu. Cái gì cũng có thể bán đại lão chỗ đó, chư thiên vạn giới vô luận cái gì đều có, hơn nữa bình thường đi tinh phẩm lộ tuyến. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử là đệ tử, đi là bán buôn lộ tuyến, mua nhiều có ưu đãi. Tuy rằng nàng nơi đây thường thường có nhiều thứ sẽ không có hàng hóa, nhưng không quan hệ, nàng có chư thiên vạn giới cường đại nhất con đường. Có thể theo sư phụ nàng chỗ đó bổ sung hàng hóa. Cái gì kia hàng hóa đều có tiên tử, kỳ thật ta muốn hỏi một chút, có cái gì không đồ vật, có thể chữa trị một cái nghiền nát không gian. Tống Thư Hàng chỉ mắt ở giữa cái kia tan vỡ phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử xuất hiện, có phải hay không là bởi vì bạch tiền bối hy vọng thực tiên yến có thể tiếp tục xử lý xuống dưới. Cái kia nói không chừng có thể theo cái gì hàng hóa đều có tiên tử trong tay, mua đến có thể rất nhanh chữa trị bí cảnh bảo vật. Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá bây giờ, có một vấn đề. Trong tay hắn linh thạch không nhiều. Khả năng phải đợi bạch tiền bối mang theo biệt tuyết tiên cơ sau khi trở về, trả lại khoản. Chữa trị nghiền nát không gian bảo vật sao? Ta đây vừa thật là có hàng hóa, khách nhân ngươi thực gặp may mắn.
cái gì hàng hóa đều có tiên tử ha ha nở nụ cười. Một lát sau, cái gì hàng hóa đều có tiên tử bàn tay nhỏ bé theo cái mền bên trong thò ra, tay nhỏ bé của nàng bên trong cầm lấy một mai hiện ra rét thấu xương hàn ý băng tinh. Tới từ hàn lãnh thế giới đặc thù băng tinh, ngũ phẩm trở xuống tu sĩ vừa tiếp xúc với hắn, liền linh hồn đều bị băng phong. Ngoại trừ lạnh lẽo thấu xương bên ngoài, hắn còn có một cái cường đại nhất hiệu quả đóng băng không gian. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử giới thiệu nói, chỉ cần có được hắn, nghiền nát không gian đều có thể bị một lần nữa đóng băng, một lần nữa tổ hợp. Sau đó lại thoáng chế biến thử xem, một cái hoàn toàn mới hàn băng bí cảnh liền chế tạo xong. Thứ này đạt được độ khó rất lớn, vì vậy phương diện giá tiền cũng không tiện nghi. Tống Thư Hàng, chờ, cái gì hàng hóa đều có tiên tử giới thiệu đồ vật, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Còn có cái này băng tinh lai lịch, càng làm cho Tống Thư Hàng cảm giác quen thuộc vô cùng. Ngươi muốn sao, nếu như muốn lời nói, ta có thể cho ngươi ưu đãi giá cả. Phía sau ngươi cái này nghiền nát bí cảnh phạm vi lớn hơn, muốn rất nhanh chữa trị lời nói, cần băng tinh số lượng có thể so với khá nhiều. Nắm đấm lớn băng tinh, ít nhất phải mấy trăm khối mới được. Nếu như ngươi duy nhất một lần mua sắm 300 khối trở lên, ta cho ngươi giảm giá 8 phần 10 ưu đãi. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử nói. Tống Thư Hàng trầm mặc. Giá cả lời nói, mỗi một viên băng tinh, đều theo thất phẩm linh thạch tới đây tính tiền như thế nào. 9 khối thất phẩm linh thạch đổi một mai băng tinh, giá tiền này, siêu cấp giàu nhân ái. Bất quá, ta chỗ này hiện tại không có nhiều như vậy hàng hóa, khả năng cần đến sư phụ ta chỗ đó bổ sung cái hàng hóa. Ngươi phải chờ một chốc một thời gian ngắn, cái gì hàng hóa đều có tiên tử tiếp tục nói. Tống Thư Hàng tiếp tục bảo trì trầm mặc. Đạo hữu ngươi sẽ không chê đắt đi, cái giá tiền này thật rất rẻ, ta không thể lại hạ giá tiền. Bớt nữa xuống dưới, ta muốn lỗ vốn, cái gì hàng hóa đều có tiên tử nói. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng theo không gian trang bị bên trong, móc ra một cái bàn lớn nhỏ to lớn băng tinh tới đây. Dưới ánh mặt trời mang chiết xạ xuống, băng tinh tản mát ra 7 màu bảo quang. Lạnh lẽo thấu xương, giống như liền linh hồn đều bị băng phong. Còn có cái loại này liền không gian đều có thể đóng băng đặc thù hàn ý. Ừ, không có sai, là trong tay nàng loại này đặc thù băng tinh. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử, Tống Thư Hàng, cái gì hàng hóa đều có tiên tử nắm thật chặt trên thân chăn đơn. Đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương nhét. Sư phụ quả nhiên giảng quá đúng. Tại nhân tình này nhạt nhẽo bội bạc như tờ giấy thời đại, cũng chỉ có trên thân chăn đơn, có thể mang cho nàng một tia ấm áp. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử môi son hé mở, người cái này băng tinh. Tống Thư Hàng, mới vừa bắt đến, tại một cái hàn triều bên trong, đánh quái nổ ra. Mới vừa bắt, đánh quái nổ ra, hàn băng thế giới đặc thù băng tinh lúc nào có thể soát. Thật là muốn bộc phát, thật là muốn bạo đi. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử tâm tính thiện lương mệt mỏi, nhưng nàng vẫn phải là bảo trì mỉm cười. Mỉm cười là nghề nghiệp thái độ. Bất quá, cái này sinh ý là không có cách tiếp tục làm xuống đi. Quá ghim tâm. Đúng rồi, gia hỏa này thì gọi là gì? Đã nhìn ra, có thiên hạ không người không biết quân hiệu quả, là Tân Tấn Huyền Thánh. Thánh hào là Bá Tống. Cái này thánh hào có chút nhìn quen mắt. Nhớ kỹ là nghìn năm đệ nhất thánh Bá Tống Huyền Thánh. Bề ngoài giống như nghe nói hắn về sau lại đi cửu u thế giới độ cái ma kiếp, lại giảng pháp một lần. Gia hỏa này lần thứ hai giảng pháp, nàng còn chưa tới kịp thưởng thức. Cho vào sổ đen đi, về sau sẽ không tìm hắn làm ăn. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử trong lòng liên tiếp hiển hiện nhiều cái ý niệm trong đầu. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử, cái kia, ta có thể hỏi thử xem. Cái này băng tinh muốn làm sao sử dụng sao? Ném tới bí cảnh trong là được sao? Tống Thư Hàng mày dạn mặt dày lên tiếng hỏi. Không mua người khác hàng hóa, còn muốn hỏi người khác muốn nói rõ sách, lúng túng. Nếu như lúc này bạch tiền bối tại thì tốt rồi, có linh thạch, cái gì cũng tốt nói. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử. Xoắn suýt cực kỳ lâu về sau, cái gì hàng hóa đều có tiên tử thở dài. Nghìn năm đệ nhất thánh Bá Tống. Hướng về phía cái danh này, cho hắn cái mặt mũi đi. Phàm là nghìn năm thứ nhất gia hỏa, đều cũng có đại khí vận bao phủ. Gia hỏa này số mệnh phi phàm, tương lai nói không chừng sẽ là một vị chất lượng tốt hộ khách, coi như trước giờ đánh tốt quan hệ đi. Coi như là miễn phí bán ngươi một cái tin tức đi,
nhìn tại ngươi nghìn năm đệ nhất thánh tên tuổi bên trên. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử nói, ta tính toán qua, muốn bình phục cái này bí cảnh lời nói, không dùng được lớn như vậy băng tinh. Ngươi cắt cái 3/5 lớn nhỏ trái phải là được rồi. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, toàn lực hướng băng tinh bên trong quán thâu linh lực, nhớ kỹ, nhất định phải tinh khiết linh lực, hoặc là băng hệ cùng thủy hệ năng lượng. Chờ hắn bão hòa về sau, liền sẽ phóng thích rét lạnh sương mù. Làm sương mù phát động lúc, lại đem hắn đưa vào đến bí cảnh trong thế giới. Đến lúc đó, băng tinh liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem nghiền nát không gian ngưng động. Sau đó, dù thế nào chữa trị bí cảnh, chính là các ngươi chuyện của mình. Tiên tử, cảm ơn, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Đừng khách khí, về sau nhớ kỹ chiếu cố ta sinh ý liền tốt. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi, cái gì hàng hóa đều có tiên tử, người bên này có phục sinh pháp khí bán ra sao? Người nói là cái loại này không có gắn liền phục sinh pháp khí. Cái loại này đẳng cấp đều tương đối thấp, chỉ thích hợp lục phẩm trở xuống tu sĩ sử dụng. Như người loại này bát phẩm huyền thánh, cần định chế hàng đặt theo yêu cầu, hình phục sinh đạo cụ, mới có hiệu quả. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử nói. Đủ, lục phẩm phía dưới có thể sử dụng như vậy đủ rồi. Tống Thư Hàng nói, tiên tử bên này có hàng hóa sao? Ngươi không phải là chính mình dùng. Nói lên hàng hóa lời nói, ta nhớ được ta còn có mấy loại. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử bắt đầu tìm kiếm lên hàng hóa của mình. Một lát sau, nàng lên tiếng nói, đã có, phục sinh kim tệ, dùng thích hợp tại lục phẩm phía dưới tu sĩ, đối với trên lục phẩm tu sĩ không có hiệu quả. Nó là một loại đặc thù phục sinh pháp khí, người cầm được một khi tử vong, phục sinh kim tệ sẽ bị kích hoạt. Kích hoạt về sau, kim tệ sẽ tiến hành một lần bỏ tiền, chính diện lời nói đem tại 10 tháng sau hoàn thành phục sinh, phản diện lời nói đem tại 10 năm sau hoàn thành phục sinh. Mà nếu như người thật đầy đủ may mắn, kim tệ dựng thẳng lên tới, cái kia người sử dụng đem tại 10 phút đồng hồ bên trong hoàn thành phục sinh. Phục sinh thời gian là dài quá điểm, nhưng thắng tại không có gì to lớn tác dụng phụ, ngoại trừ sẽ yếu ớt một thời gian ngắn bên ngoài, sẽ không xuất hiện sức mạnh rút lui các loại to lớn di chứng. Phục sinh thập tự giá không có sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lần trước theo cái gì cũng có thể bán đại lão cái kia mua phục sinh thập tự giá, hiệu quả vô cùng bổng. Tại chỗ phục sinh, hơn nữa còn sẽ không xuất hiện yếu ớt, nhục thân suy yếu sức mạnh quay ngược lại tác dụng. Loại đồ vật này là tinh phẩm, không thích hợp bán buôn. Người muốn lời nói, ta phải tìm sư phụ bổ sung hàng hóa. Hơn nữa, loại đồ vật này giá cả cũng không rẻ. Lại thêm phục sinh thập tự giá dùng qua một lần về sau, vài trong vòng trăm năm, cũng không thể lại dùng lần thứ hai, không phù hợp ta giao dịch chi đạo. Trong tay của ta loại này phục sinh kim tệ, mua 10 tính 9 đại ưu đãi. Thích hợp nhất giống như khách nhân loại này là hậu bối chuẩn bị phục sinh pháp khí sử dụng. Hơn nữa, phục sinh kim tệ không có phục sinh thập tự giá như vậy lập dị, mỗi lần sử dụng về sau, cách cái 10 ngày có thể tiếp tục sử dụng. Mua nhiều có ưu đãi. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử cường lực đề cử nói bất quá bởi vì này pháp khí phục sinh thời gian khoảng cách quá dài, vận khí không tốt ném đến phản diện, muốn 10 năm năng lực hoàn thành phục sinh. Vì vậy, giá tiền của nó một mực nâng không đi lên. Tống Thư Hàng động tâm rồi. Chủ yếu là phục sinh thập tự giá hắn vừa dùng qua, vài trong vòng trăm năm đều không thể sử dụng lời nói, hắn mua được tích bụi A. Mà phục sinh kim tệ, mỗi lần sử dụng sau đó. 10 ngày sau có thể lần nữa sử dụng. Gần nhất hắn phục sinh pháp khí tiêu hao to lớn, nếu như có thể lưu vài miếng phục sinh kim tệ tại trên thân thể, cảm giác an toàn tăng gấp đôi. Tốt, cái kia cái gì hàng hóa đều có tiên tử, người cái này phục sinh kim tệ bán thế nào? Nếu như giá cả dầu nhân ái lời nói, ta nghĩ vào tay một bộ 10 miếng. Tống Thư Hàng nói, cái gì hàng hóa đều có tiên tử trên mặt mỉm cười lập tức biến ôn nhu. Giá cả cam đoan dầu nhân ái, mỗi một cái phục sinh kim tệ, đều lấy bát phẩm linh thạch tới đây tính giá. 8 miếng bát phẩm linh thạch, một mai phục sinh kim tệ. 10 miếng một bộ, đánh cái 9 chiết khấu. Khách nhân ngươi chỉ cần 72 miếng bát phẩm linh thạch, một bộ phục sinh kim tệ mang về nhà. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử nhanh chóng tính giá. Tống Thư Hàng ý niệm chuyển rời đến hạch tâm thế giới, trưng cầu ý kiến Xích Tiêu Kiếm, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Phục sinh kim tệ, một mai 8 khối bát phẩm linh thạch, giá cả có thể chứ?
chính hắn đối với phục sinh loại pháp khí giá cả hoàn toàn không biết gì cả. Lần trước cái kia miếng phục sinh thập tự giá, cũng là dùng bạch ngân thủ sáo cùng cái gì cũng có thể bán đại lão giao dịch phía sau thêm đầu, không có tính linh thạch. Xích tiêu kiếm, phục sinh loại đạo cụ, mấy phẩm có thể sử dụng, lục phẩm phía dưới có thể dùng, Tống Thư Hàng nói. Giá cả coi như cũng được, kỳ thật phục sinh loại vật phẩm, giá cả không có một cái nào định số. Dù sao cũng là bảo vệ tính mạng đồ vật, có đôi khi một kiện ngũ phẩm có thể sử dụng phục sinh pháp khí bị xào đến vài khối cửu phẩm linh thạch giá cả cũng có thể. Nhưng có đôi khi giá cả thấp đến chỉ dùng thất phẩm linh thạch có thể mua đến. Nói tóm lại, ngũ phẩm cảnh giới có thể sử dụng phục sinh pháp khí, cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Xích tiêu kiếm tiền bối trả lời. Xích tiêu kiếm tiền bối đang tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong xuyên qua. Khó được lần này công đức xà mỹ nhân không có lập tức đem hắn nuốt trở về, hắn vừa vặn có thể tại hạch tâm thế giới dạo chơi, nhìn xem Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới biến hóa. Tốt, dạng này trong nội tâm của ta thì có đáy. Tống Thư Hàng nói, vô luận là mệnh phù, phục sinh thập tự giá, phục sinh kim tệ, đều có phục sinh đẳng cấp hạn chế, giá trị bên trên mà nói, cùng lúc trước Tống Thư Hàng lấy được lá măng trúc không cách nào so sánh với. Ý thức trở về hiện thế về sau, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái kia cái gì cũng có hàng hóa tiên tử, ta vào tay một bộ kim tệ đi. Bất quá, người có thể hay không trước chờ một lát, ta phải đợi một vị tiền bối trở về, theo cái kia mượn bút linh thạch. Ta trên người bây giờ, không có nhiều linh thạch như vậy. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử, nàng đột nhiên cảm giác, cái này nghìn năm đệ nhất thánh có phải hay không có chút không đáng tin cậy. Phải bao lâu? Cái gì hàng hóa đều có tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, có lẽ rất nhanh, hắn chỉ là đi đón cá nhân. Ta nhất định là gặp được cái giả dối nghìn năm đệ nhất thánh, cái gì hàng hóa đều có tiên tử thở dài, thực nếu vẫn không được, người có thể dùng ngang giá đồ vật thanh toán. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều thứ đều là đồng tiền mạnh. Tỷ như một ít phẩm chất vượt qua thử thách đan dược, hoặc là cùng loại đồ vật. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút. Liền cái này băng tinh có thể chứ? Tiên tử ngươi mới vừa nói qua, bình phục bí cảnh chỉ cần 3 phần 5 lớn nhỏ. Còn dư lại 2 phần 5 bộ phận bên trong, có thể lại cắt ra một bộ phận, chống đỡ linh thạch. 3 phần 5 lớn nhỏ băng tinh, không sai biệt lắm tương đương 300 khối băng tinh. Còn lại 2 phần 5 lớn nhỏ băng tinh, chẳng khác nào 200 khối băng tinh. Một khối băng tinh tương đương 9 khối thất phẩm linh thạch, chiết khấu phía sau giá cả ước chừng là 7. Hai khối thất phẩm linh thạch, 200 khối đổi đi xuống, ước chừng là 144 khối bát phẩm linh thạch giá. Đương nhiên, giá tiền này là cái gì hàng hóa đều có tiên tử giá bán. Nàng tiến giá nhất định muốn thấp một ít. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử. Một lát sau, cái gì hàng hóa đều có tiên tử dựng thẳng lên hai ngón tay, ta lại bổ sung ngươi hai quả phục sinh kim tệ, tổng cộng 12 mai kim tệ, đổi cho ngươi 2 phần 5 băng tinh. Tốt, thành giao. Tống Thư Hàng nói, có thể là bởi vì băng tinh đạt được độ khó không cao, Tống Thư Hàng nội tâm đối với nó không có một cái nào rõ ràng tâm lý giá vị. Vì vậy, hắn đáp ứng rất sảng khoái. Kỳ thật quan trọng nhất là, cái kia hàn băng tinh cầu bên trên, có bạch tiền bối lưu lại truyền tống tọa độ. Nếu như muốn băng tinh lời nói, hoàn toàn có thể truyền tống đi qua, dùng nho ra thánh nhân chi nhãn đối với hàn băng quái vật tới đây một phát, thu hoạch băng tinh trở lại liền được. Thu hoạch thành phẩm tương đối thấp. Có thể đóng băng không gian băng tinh cùng phục sinh kim tệ, đều là một cái cấp bậc khái niệm bảo vật. Giao dịch thành lập. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử đưa tay nắm lên một chuôi loan đao, nhắm ngay Tống Thư Hàng to lớn băng tinh dùng sức một đao chém tới. Không thể phá vỡ băng tinh, tại loan đao phía dưới như đậu hũ bị cắt mở. Chuẩn xác 3, 2 cắt chia. Thiết cắt sau khi hoàn thành. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử đưa tay nắm lên 12 mai kim tệ, giao cho Tống Thư Hàng. Như vậy, giao dịch hoàn thành, chúng ta hợp tác vui vẻ. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử mỉm cười nói đã kiếm được, những thứ này phục sinh kim tệ thành phẩm cũng không cao. Hàng hóa chất lượng đương nhiên không có vấn đề, các nàng một hệ thế nhưng là có chiêu bài, sẽ không làm nện bản thân chiêu bài sự tình. Chủ yếu là, phục sinh kim tệ người chế tác, chính là nàng bản thân. Cho nên nàng mới có thể như vậy ra sức đề cử loại này phục sinh sản phẩm. Dùng bản thân chế tác phục sinh kim tệ đổi lấy đến một khối lớn băng tinh, cuộc làm ăn này thỏa. Cả một khối băng tinh cùng phân liệt băng tinh,
thế nhưng là hai khái niệm giá cả. Giao dịch hoàn thành về sau, song phương đều cảm thấy mỹ mãn. Hợp tác vui vẻ, cái gì hàng hóa đều có tiên tử đưa lên một trang giấy phiến, giao cho Tống Thư Hàng, đây là một tấm giao dịch khoán, nếu như ngươi có muốn cùng ta lại giao dịch ý tưởng, có thể bắt đầu dùng cái này tấm giao dịch khoán. Bất quá, chỉ có một lần cơ hội, cùng loại đồ vật, Bạch Tiền Bối đã từng theo cái gì cũng có thể bán đại lão cái kia nhận đến qua. Tốt, Tống Thư Hàng thu hồi cái này tấm giao dịch khoán. Cái gì hàng hóa đều có tiên tử hài lòng rời đi. Tống Thư Hàng cầm lấy còn sót lại băng tinh, nhìn về phía xa xa nghiền nát bí cảnh. Cái kia bước tiếp theo liền là tìm cơ hội dùng băng tinh, đem nghiền nát không gian chữa trị. Bá Tống Tiền Bối, ngài cùng vị tiền bối kia ở giữa giao lưu kết thúc sao? Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng tại cùng cái gì hàng hóa đều có tiên tử tiến hành giao dịch lúc, bởi vì ở đây tất cả mọi người nhìn không tới cái gì hàng hóa đều có tiên tử, chỉ có thể nhìn đến Tống Thư Hàng tựa hồ tại cùng người nào tiến hành giao lưu. Trở ngại Tống Thư Hàng nghìn năm đệ nhất thánh uy danh, Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão, bên cạnh tu sĩ nhật báo phóng viên, cũng không dám ra ngoài lên tiếng quấy rầy Tống Thư Hàng. Chỉnh giao dịch quá trình, trong mắt bọn họ xem ra, Tống Thư Hàng giống như tại làm đơn độc giống nhau. Nếu không phải cuối cùng Tống Thư Hàng trong tay đột nhiên hơn nhiều 12 mai kim tệ, lại thêm cái kia khối băng tinh lại đột nhiên bị chém thành hai nửa. Đoàn người khả năng muốn cho rằng Tống Thư Hàng tẩu hỏa nhập ma. Ừ, vừa cùng một vị tiên tử hoàn thành một bút giao dịch. Tống Thư Hàng nói, nếu như muốn xuất thủ chữa trị bí cảnh lời nói, còn cần có người phối hợp hắn mới được. Rót đầy cái này khối băng tinh cần có linh lực cực kỳ khổng lồ, một mình hắn khẳng định đỡ không được. Đừng nói ba hạt nhân kim đan, bốn hạt nhân cũng không đủ. Trong lúc đang suy tư, Bạch Tiền Bối thân hình theo trong không gian bước ra. Tay phải của hắn cầm lấy Biệt Tuyết Tiên Cơ, Biệt Tuyết Tiên Cơ lại cầm lấy vài vị dâng đồ ăn thiếu nữ. Tiên Cơ trong tay cầm lấy vài miếng không gian loại hình pháp khí thực tiên yến tài liệu, toàn bộ đều chứa ở pháp khí không gian bên trong, không có mất đi. Lúc này, Biệt Tuyết Tiên Cơ một mặt cương triều biểu lộ, đi theo Bạch Tiền Bối sau lưng. Ta đã trở về, Bạch Tiền Bối nói. Sở dĩ bỏ ra thời gian lâu như vậy mới đưa Biệt Tuyết Tiên Cơ mang về, chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại hai tuổi lớn nhỏ ngoại hình đưa tới Biệt Tuyết Tiên Cơ hiểu lầm, lãng phí một chút thời gian. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng bên người Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão, còn có xa xa cái kia nghiền nát bí cảnh. Ai, thực tiên yến sân bãi vỡ rớt, chúng ta chỉ sợ phải đổi lại địa phương một lần nữa mở tiệc. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng thuận theo tiếp lời nói, kỳ thật, ta chỗ này vừa vặn có một cái có thể chữa trị nghiền nát không gian phương pháp. Hả, Bạch Tiền Bối hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng, người từ nơi nào được phương pháp? Mới từ cái gì cũng có thể bán đại lão đệ tử cái gì hàng hóa đều có tiên tử cái kia lấy được bí pháp. Có thể rất nhanh đem tan vỡ không gian đông lại. Bá Tống Tiền Bối lời ấy thật đúng. Một bên phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão, nhảy lên. Bá Tống Tiền Bối, quả thực là phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông phúc âm. Thực tiên yến khách nhân, Biệt Tuyết Tiên Cơ, đều bị hắn cùng Bạch Tiền Bối an toàn chuyển. Mà bây giờ, Bá Tống Tiền Bối lại nắm giữ lấy rất nhanh chữa trị bí cảnh biện pháp càng trọng yếu chính là, Bá Tống Tiền Bối tựa hồ có ý muốn xuất thủ chữa trị cái này bí cảnh. Từ đầu tới đuôi, Bá Tống Huyền Thánh quả thực là trời cao ban thưởng tới đây, chuyên môn trợ giúp bọn hắn phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông vượt qua này khó khăn phúc tinh. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Bá Tống Tiền Bối, ngài nguyện ý giúp chúng ta chữa trị bí cảnh sao? Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão kinh hỉ nói. Thư Hàng, thực tiên yến còn chưa kết thúc, nếu như có thể mà nói, người đã giúp bọn hắn đem bí cảnh chữa trị đi. Bạch Tiền Bối đối với Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn lại xoay đầu lại, đối với phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nói, đương nhiên, chữa trị bí cảnh loại chuyện này, cần có tài liệu cùng đại giới, muốn từ chính các ngươi gánh chịu. Đây là tự nhiên, Bá Tống Thánh Quân, xin ngài xuất thủ chữa trị bí cảnh. Ta đây vừa lập tức liên hệ tông chủ, tại chữa trị bí cảnh trong quá trình, ngài cần cái gì tài liệu, chúng ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đem tài liệu đưa đến. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nói. Bên cạnh hắn một vị trưởng lão khác bổ sung, chỉ cần bí cảnh chữa trị hoàn thành, chúng ta phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông nhất định sẽ không quên Bá Tống Huyền Thánh ân tình. Nói là ân tình, kỳ thật liền là thù lao.
đang tại nhiều như vậy phóng viên mặt, trực tiếp nói tiền nhiều tục. Dù sao ý tứ mọi người đều biết. Tống Thư Hàng nếu như xuất thủ chữa trị bí cảnh, chẳng khác gì là bảo vệ phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông mặt mũi. Thân là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh môn phái, lại là lấy hào sảng có tiếng kiếm tông, bọn hắn hứa hẹn ân tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chữa trị bí cảnh cần có tài liệu, ta đã theo vị kia cái gì hàng hóa đều có tiên tử chỗ đó đã nhận được tương quan tin tức. Tống Thư Hàng mỉm cười, giơ lên trong tay mình băng tinh. Loại này băng tinh, Bạch Tiền Bối nghi hoặc nhìn qua băng tinh, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền hiểu được, đúng, hắn có đông lại không gian hàn ý. Chỉ cần nắm giữ sử dụng phương pháp, có thể đem phá rách nát không gian một lần nữa liên kết đến cùng một chỗ. Bất quá sử dụng trong quá trình, cần mọi người hỗ trợ. Tống Thư Hàng đưa lên cái này khối to lớn băng tinh, đầu tiên, cần hướng băng tinh bên trong bỏ thêm vào tinh khiết linh lực, hoặc là lấy thủy hệ cùng băng hệ linh lực rót vào trong đó, đem hắn kích hoạt. Chờ hắn bão hòa về sau, liền sẽ phóng thích rét lạnh sương mù. Làm sương mù phát động lúc, lại đem hắn đưa vào đến bí cảnh trong thế giới. Đến lúc đó, băng tinh liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem nghiền nát không gian ngưng động. Chỉ đơn giản như vậy, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nghi ngờ nói. Chính là như vậy đơn giản, yên tâm đi, vị kia cái gì hàng hóa đều có tiên tử còn là rất có thể tin. Tống Thư Hàng đáp, băng hệ tu luyện giả rất khó tìm, thủy hệ số lượng ngược lại là rất nhiều. Bạch Tiền Bối nói, thực nếu vẫn không được, có thể trực tiếp dùng linh thạch tới đây bổ sung năng lượng. Biệt Tuyết Tiên Cơ ở một bên bổ sung. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão vỗ lồng ngực, không có vấn đề, loại sự tình này liền bao tải trên người chúng ta. Từng vị thủy hệ linh lực tu sĩ bị lựa đi ra, bắt đầu hướng to lớn thủy tinh bên trong bỏ thêm vào linh lực. Lại có người đem linh thạch bên trong năng lượng, dẫn vào băng tinh bên trong. Có thể là bởi vì này khối băng tinh vừa mới theo to lớn bọ chét trong cơ thể rơi ra ngoài nguyên nhân, còn rất mới mẻ, hắn bên trong bản thân ẩn chứa hàn khí cùng linh lực còn không có tiêu tán. Bỏ thêm vào kích hoạt không có tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Rất nhanh, băng tinh đã bị kích hoạt. Hàn khí theo băng tinh bên trên mãnh liệt mà ra. Tại hàn khí tuôn ra trong nháy mắt, bên cạnh tu sĩ nhịn không được run. Theo băng tinh trên tuôn ra hàn ý. Giống như có thể đem tu sĩ nhục thân cùng linh hồn cùng một chỗ đóng băng. Lấy băng tinh làm trung tâm, bốn phía cũng bắt đầu đóng băng. Bá Tống Tiền Bối, kế tiếp muốn làm sao đem hắn đưa đến trong bí cảnh đây? Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão kêu lên. Căn bản không ai có thể tiếp cận cái này khối băng tinh. Ta đến, Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, đạo ý khôi giáp hiển hiện, đem cả người hắn bao vây lại, ngăn cách băng tinh hàn ý. Tống Thư Hàng đi nhanh vượt đến băng tinh bên cạnh, đem hắn nắm lên. Đi ngươi, Tống Thư Hàng dùng sức hất lên, đem to lớn băng tinh ném hướng bí cảnh không gian. Quanh băng tinh nện vào bí cảnh bên trong, tiếp xúc đến những cái kia nghiền nát không gian. Sau một khắc, hắn cái loại này đóng băng không gian hàn khí toàn diện bộc phát. Nguyên bản nghiền nát không gian, bị cưỡng ép đông lại, hợp thành nhất thể. Băng tinh lực lượng, giống như là cường lực nhựa cao su giống nhau. Đem không gian từng khối mối nối. Giờ khắc này, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông thành viên cảm giác Bá Tống Tiền Bối hình tượng, biến vô hạn cao lớn. Không người dám tới gần cái kia khối bị kích phát phía sau băng tinh, khẽ dựa gần cũng cảm giác linh hồn đều bị băng phong bình thường. Nhưng Bá Tống Huyền Thánh lại chỉ cần kích hoạt khải ý, liền dễ dàng mang lên băng tinh. Đặc biệt là cuối cùng cái kia một tiếng, đi ngươi. Quả thực đẹp trai ngây người. Băng tinh thì cứ như vậy chuẩn xác bị ném vào đến nghiền nát trong bí cảnh, cái kia kinh khủng nghiền nát bí cảnh vậy mà nhanh chóng bình phục. Đây hết thảy đều là Bá Tống Huyền Thánh công lao. Một tiếng này đi ngươi thật sự là khí phách, một vị phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông nói. Ngươi cũng như vậy cảm giác, ta cũng cho rằng như vậy, Bá Tống Tiền Bối cái này ném băng tinh tư thế, ta đã lạc ấn đến trong đầu. Ta chuẩn bị qua chút thời gian học tập cái tư thế này. Kỳ thật ta cảm giác, nếu như đem ném huyền tinh tư thế đổi thành đá lời nói, sẽ càng xoái. Một cước đá đi, hét lớn một tiếng đi ngươi càng mang cảm giác. Về sau nếu có lôi đài chiến, chỉ cần ta chiến thắng, ta nhất định phải đem đi ngươi xinh đẹp quán triệt xuống dưới. Phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông nhóm hạ giọng nghị luận nói. Nơi xa Tống Thư Hàng, bằng hắn thực lực hôm nay, dù là những đệ tử này tại xì xào bàn tán,
hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Đi ngươi cái từ này, sẽ không thì cứ như vậy tại phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông lưu hành đứng lên đi. Còn có bá tống tiền bối khải ý, đẹp trai, lại có một vị đệ tử nói. Đúng vậy a, toàn thân áo giáp, thực thể hóa giống nhau. Đặc biệt mang cảm giác, tương lai của ta cũng thật là muốn ngưng tụ giống như bá tống tiền bối giống nhau khải ý. Đừng vọng tưởng, bá tống tiền bối khải ý như thế nào chúng ta có thể ngưng tụ. Tống Thư Hàng, đạo ý a, đây là đạo ý a. Thế nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, hắn đã sẽ không cùng người phản bác bản thân khải ý. A phì, đạo ý vấn đề. Tóm lại, các ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Băng tinh đông lại không gian tốc độ rất nhanh, phàm là hàn vụ bao phủ chỗ, không gian đều bị đông kết, bình phục. Hỗn loạn vết nứt không gian được bổ sung. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh được bổ sung hoàn thành. Bất quá, bởi vì đóng băng không gian quá trình cùng không bị khống chế, nguyên bản tan vỡ bí cảnh mảnh vụn, có rất nhiều vị trí bị trùng điệp đông lại. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh tổng diện tích rút lại không ít. Toàn bộ bí cảnh cũng biến thành đóng băng không gian. Cùng cái gì hàng hóa đều có tiên tử tính ra không sai biệt lắm, làm toàn bộ bí cảnh không gian được bổ sung sau khi hoàn thành, 3/5 băng tinh hầu như tiêu hao hầu như không còn. Vẻn vẹn lưu lại móng tay che lớn như vậy nhỏ băng tinh. Còn sót lại điểm này băng tinh, tại bí cảnh không gian trung ương nhất, ngưng kết ra một cây hàn băng trụ. Băng tinh tự phong tại băng trụ bên trong, đình chỉ tiêu hao. Thật chữa trị hoàn thành, tu sĩ nhật báo phóng viên đem bí cảnh chữa trị toàn bộ quá trình đều thu hình đi xuống. Hơn nữa chữa trị tốc độ nhanh như vậy, Thần Lam Radio phóng viên đồng dạng nói. Cũng không biết loại này chữa trị bí cảnh băng tinh, bá tống huyền thánh trong tay còn có. Hay không, hắn theo vị kia thần bí cái gì hàng hóa đều có tiên tử chỗ đó đến cùng mua bao nhiêu băng tinh. Nếu như trong tay hắn còn có hàng hóa lời nói, tương lai trong một đoạn thời gian, chỉ sợ chư thiên vạn giới sẽ có rất nhiều thế lực tới cửa cầu giao dịch. Thánh quang kênh phóng viên bổ sung hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng băng tinh, là từ vị kia cái gì hàng hóa đều có tiên tử chỗ đó mua đến. Trên thế giới này, bởi vì các loại nguyên nhân nghiền nát bí cảnh không gian cùng số lượng cũng không ít. Mà chữa trị bí cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa tiêu hao thời gian rất dài dằng dặc. Mà lần này phía Nam Kiếm Tông bí cảnh chữa trị, chẳng khác gì là bá tống huyền thánh đánh cho cái quảng cáo giống nhau. Bá tống huyền thánh trong tay như còn có băng tinh lời nói, thật lớn phát một bút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trong bí cảnh, theo cuối cùng móng tay đại băng tinh tự phong, cái loại này đông lại linh hồn hàn khí tản đi. Đóng băng bí cảnh hàn khí cũng thu liễm. Toàn bộ bí cảnh bên trong độ ấm như trước rất thấp, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, loại này nhiệt độ thấp hoàn toàn có thể chịu được. Kế tiếp, như thế nào đem cái này bí cảnh xử lý chữa trị, muốn nhìn phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bản thân tới đây an bài. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Bí cảnh chữa trị về sau, trong lòng của hắn cũng thư thản rất nhiều, dù sao bí cảnh nứt vỡ nổi với hắn một phần. Thư Hàng làm không tệ, Bạch Tiền Bối xoay đầu lại, nhìn về phía Biệt Tuyết Tiên Cơ dùng giọng non nớt nói, Biệt Tuyết Tiên Tử, lời nói như vậy, Thực Tiên Yến có thể một lần nữa mở tiệc sao? Hoàn toàn không có vấn đề, Thực Tiên Yến tài liệu hoàn hảo không tổn hao gì. Công cụ ta cũng đều có chuẩn bị dùng, Biệt Tuyết Tiên Cơ dùng cưng chiều thanh âm nói. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão kèm theo lên tiếng nói, Thực Tiên Yến cần cái bản chúng ta cũng đều có chuẩn bị dùng dự trữ, rất nhanh có thể điều tới đây. Vậy còn chờ gì? Để cho chúng ta một lần nữa mở tiệc đi. Bạch Tiền Bối đưa tay đem Lưu Tinh Tán triệu hoán đi ra. Hắn trước tiên bước vào tân sinh hàn băng bí cảnh. Lưu Tinh kiếm ra khỏi dù. Tiểu Bạch Tiền Bối cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí chém ra, theo hàn băng bí cảnh tầng ngoài chém qua. Nguyên bản gập ghềnh bí cảnh mặt đất, bị kiếm khí bôi thành đất bằng. Tống Thư Hàng theo sát lấy tiến nhập bí cảnh. Bạch Tiền Bối, mặt đất có thể hay không quá bóng loáng? Tống Thư Hàng nói. Bí cảnh mặt băng biến bóng loáng trong như gương, luôn cảm giác nếu tại trên mặt băng té ngã, liền sẽ theo bí cảnh cái này đầu trượt đến bên kia đi. Có thể đi vào bí cảnh, đều là tu luyện giả, nào có dễ dàng như vậy ngã sấp xuống. Biệt Tuyết Tiên Cơ cái thứ ba tiến nhập bí cảnh, phía sau nàng còn có cái kia một đám xinh đẹp dâng đồ ăn tiên tử. Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn Biệt Tuyết Tiên Cơ,
khe khẽ thở dài. Biệt Tuyết tiên tử, người quá ngây thơ rồi. Ai nói tu luyện giả sẽ không ngã? Tu luyện giả, đặc biệt là các đại lão, một khi ngã tới đây đáng sợ hơn. Như vậy trượt mặt đất nếu tiểu bạch tiền bối không có dẫm lên ổn, giảm một phát làm sao bây giờ? Thật vất vả chữa trị bí cảnh, ngộ nhỡ lại nổ làm sao bây giờ? Loại chuyện này giao cho chúng ta Trường Sinh Kiếm Tông tới đây giải quyết là được, chuyện lần này, thật sự là rất cảm tạ Bạch Thánh cùng bá Tống Huyền Thánh. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão cảm kích nói. Mặt đất quá trơn lời nói, hoàn toàn có thể điêu khắc một ít hoa văn hoặc là đồ án, hoặc là ở phía trên trải lên khác trang trí. Hơn nữa cái này hàn băng bí cảnh, còn có càng nhiều công năng có thể khai phá. Bất quá đây đều là về sau chuyện cần làm. Hiện tại quan trọng nhất là, đem thực tiền yến hội trường một lần nữa bố trí. Vẻn vẹn là 2 giờ phía sau. Thực tiền yến hội trường bị phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông một lần nữa bố trí thỏa đáng. Tất cả thực khách vị trí cũng một lần nữa an bài. Thực tiền yến lâm thời phòng bếp cũng một lần nữa xây dựng, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng, kính xin bá Tống tiền bối cùng Bạch Thánh, đem thực tiền yến khách nhân một lần nữa mang đến. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão thở phào nhẹ nhõm nói. Giao cho chúng ta đi, Tống Thư Hàng mỉm cười. Ý thức của hắn đảo qua bản thân hạch tâm thế giới. Lúc này, đại bộ phận khách nhân cũng còn không có thức tỉnh. Chỉ có mấy vị kia huyền thánh cấp bậc trở lên tu luyện giả, đã khôi phục lại. Đã huyền thánh đã tỉnh, khách nhân khác cũng có thể sẽ lần lượt đã tỉnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tất cả thực tiền yến khách nhân, bị hắn một hơi chuyển đi ra. Hơn nữa, đem hắn trong trí nhớ mình không gian tan vỡ phía trước thực tiền yến chỗ ngồi bố trí cùng hiện tại phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông mới bố trí chỗ ngồi đối ứng thử xem. Tất cả khách nhân, đều bị Tống Thư Hàng chuyển rời đến bọn hắn vị trí của mình. Mà tại Nam Môn Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ trong mắt xem ra, theo Tống Thư Hàng nhẹ nhàng một cái búng tay về sau, trong hư không có từng đạo hào quang đáp xuống. Tất cả thực tiền yến khách nhân, đều tại chỉ là thế gian bên trong hiện thân. Chuẩn xác đáp xuống bọn hắn vị trí của mình. Bá Tống Huyền Thánh, không hổ là nghìn năm đệ nhất thánh. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông thành viên thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng tiểu gia hỏa này, lại tiến bộ, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói khẽ. Gia hỏa này, thật sự là nàng gặp qua tiến bộ khoa trương nhất tu sĩ. Ồ, Đông Qua Thánh Quân ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc. Bên cạnh hắn Tam Chu Thánh Quân, Thanh Loan Thánh Quân, Yêu Mộng Thánh Quân. Còn có mấy vị bát phẩm huyền thánh, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này là thực tiền yến hội trường sao? Yêu Mộng Thánh Quân đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía hội trường. Một lát sau, nàng lại nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, con mắt. Đau quá, huyền thánh nhóm trí nhớ, đều bởi vì lúc ấy đạo kia tinh hà nguyên nhân, bị xóa đi một bộ phận. Lúc trước, bọn hắn rõ ràng lúc tỉnh, liền phát hiện mình thân ở một cái truyền thuyết chi địa viễn cổ thiên đình Đông Điện. Thân là huyền thánh, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua viễn cổ thiên đình truyền thuyết, biết rõ Đông Điện đại biểu ý nghĩa. Bọn hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở Đông Điện cửa ra vào. Bên cạnh là một đống lớn thực tiền yến khách nhân, tất cả đều vào đến trạng thái hôn mê. Huyền thánh nhóm bắt đầu trầm mặc, trí nhớ của bọn hắn, giữ lại tại thực tiền yến mở tiệc đoạn. Sau đó, trí nhớ liền trống rỗng. Nhưng càng trọng yếu chính là... Trong đầu của bọn hắn đã có rất nhiều liên quan tới pháp tắc lĩnh ngộ. Là chúng ta trong lúc hôn mê, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang chuẩn bị đứng lên, tìm một chút trong truyền thuyết Đông Điện. Nhưng bọn hắn còn không có hành động, đã bị rời đi ra. Là mộng sao? Đông Qua Thánh Quân lẩm bẩm nói. Không, là không gian chuyển. Có thể là chúng ta không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan, bị theo Đông Điện đưa về đến thực tiền yến hội trường. Tam Chu Thánh Quân nhẹ nhàng đong đưa bản thân quạt lông, xác định nói. Trong lúc nhất định chuyện gì xảy ra, Thất Tu Thánh Quân trầm giọng nói. Ở đây mấy vị bát phẩm huyền thánh bên trong, hắn cảnh giới thấp nhất. Hắn hiện tại con mắt hầu như cái gì đều nhìn không tới, còn trận trận kịch liệt đau nhức. Nhưng cảnh giới của hắn, rồi lại một hơi tiến nhập đến tiếp xúc pháp tắc trạng thái. Khi bọn hắn hôn mê trong thời gian, nhất định xảy ra chuyện gì kỳ ngộ. Ngay sau đó, thực tiền yến bên trên khách nhân khác, cũng lần lượt tỉnh táo lại. Kỳ quái,
Trời tối sao? Có người lên tiếng hỏi. Vì sao tối như vậy? Chúng ta không phải tại tham gia thực tiên yến sao? Không thể mở đèn sao? Cái kia, ta cảm giác, lấy tu vi của chúng ta, coi như là không mở đèn cũng có thể thấy đồ vật mới đúng. Nói cách khác, chúng ta, mù, ta cũng vậy, cái gì đều nhìn không tới. Thực tiên yến hội trường, một mảnh kinh hoàng. Tất cả mọi người không cần lo lắng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, mọi người con mắt có thể bình phục bình thường. Đông Qua Thánh Quân lên tiếng nói. Lâm thời trong phòng bếp, Biệt Tuyết Tiên Cơ nghe ra đến bên ngoài hỗn loạn thanh âm. Trong tay nàng dao phay nhẹ nhàng xoay tròn, con mắt đều nhìn không tới. Đã như vậy, trước giờ bên trên món ăn này đi. Minh Hà giới đặc sản ma đồng. Ăn ăn gì bổ đấy. Mặt khác, món ăn này hệ là lần này thực tiên yến đặc sắc đồ ăn một trong. Đối với ngũ phẩm đỉnh phong tu sĩ mà nói, món ăn này là một lần kỳ ngộ. Cái này hệ món ăn, có thể tăng lên kim đan diễn đồ cuối cùng một bút, vẽ rồng điểm mắt linh cảm. Ma đồng tiên hào, kỳ danh như họa. Đây là Biệt Tuyết Tiên Cơ mấy năm gần đây nghiên cứu ra tới đây món ăn mới hệ, tại lần này thực tiên yến thượng đẳng một lần hướng thế nhân công bố. Như đồ ăn tiên hào chủ tài liệu, minh giới ma đồng là một loại rất kỳ dị chân thú. Theo ghi chép, ma đồng cũng không phải minh giới nguyên sinh giống loài. Chúng nó liền là rất đột ngột xuất hiện ở minh giới, cắm rễ sống sót. Ma đồng chiến lực rất yếu, nhưng chúng nó có thể tụ đôi sinh tồn. Vô số nhỏ ma đồng hội tụ cùng một chỗ thời gian, có thể ngưng tụ thành một cái khổng lồ ma đồng, công kích uy lực cũng rất khả quan. Hợp thể kỹ năng lại thêm ma đồng cái kia vượt quá tưởng tượng sức sinh sản, đối với hoàn cảnh thích ứng lực lượng, khiến chúng nó tại minh giới loại này tràn đầy tàn bạo, tử vong trong thế giới sinh tồn, một mực sống cho tới bây giờ. Bất quá ma đồng tuy rằng hệ lực lượng vượt quá tưởng tượng, đối với hoàn cảnh thích ứng lực lượng so với con rắn còn muốn nhỏ mạnh mẽ. Nhưng chúng nó tại minh giới nhưng vẫn không có lớn mạnh. Nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ chúng nó có chủ động là minh giới lúc đầu cư dân tới cửa đưa thêm đồ ăn sở thích. Hàng năm đều có như vậy 2 tháng, ma đồng nhóm tụ tập thể cuồng bạo. Ngàn vạn ma đồng sẽ hội tụ ở tại cùng một chỗ, hướng minh giới tất cả sinh vật phát động công kích. Tại cuồng bạo trong quá trình, ma đồng nhóm cũng sẽ không hội tụ là khổng lồ ma đồng, chỉ là dựa vào chúng nó cái kia nhỏ bé lực công kích, đối với minh giới sinh vật khởi xướng một luồng sóng trùng kích. Đối với minh giới cường đại sinh vật mà nói, phổ thông trạng thái phía dưới loại nhỏ ma đồng, điểm này lực công kích liền ra lông của bọn hắn đều không đả thương được. Ngàn vạn ma đồng tới cửa công kích, đối với minh giới cường đại sinh vật mà nói, liền là đúng giờ thêm đồ ăn. Ma đồng vị ngoài ý muốn không tệ. Hơn nữa ăn nhiều về sau, minh giới một ít đại lão phát hiện, ma đồng loại này chân thú còn có 2 loại đặc thù diệu dụng. Đầu tiên, chúng nó có chữa trị con mắt thương thế diệu dụng, chỉ cần con mắt không có bạo tạc mất, ăn mấy cái ma đồng, con mắt có thể một lần nữa bình phục như lúc ban đầu. Vậy là, minh giới nhóm sinh vật nếu như trong chiến đấu, con mắt bị thương, liền sẽ đi soát đầu vài ma đồng, đầu xuống dưới về sau, con mắt lập tức liền bình phục sáng ngời. Mà ngoại trừ chữa trị con mắt hiệu quả bên ngoài, ma đồng còn có một cái khác diệu dụng tăng cường kim đan diễn đồ cuối cùng một bút linh cảm. Đây là rất nhiều minh giới sinh vật hàng năm như vậy 2-3 tháng, nuốt vào đại lượng ma đồng về sau, tổng kết ra tới đây kinh nghiệm. Loại này đặc tính thật không đơn giản. Vì vậy minh giới có đại lão suy đoán, có lẽ ma đồng huyết mạch ngọn nguồn, là rất cường đại huyết thống. Nhưng không biết vì sao ma đồng cái này chủng tộc sẽ thay đổi nhỏ yếu như vậy. Có thể là huyết mạch không ngừng yếu hóa phía sau kết quả. Biệt Tuyết Tiên Cơ những năm gần đây tới đây một mực ở nghiên cứu ma đồng phối hợp các loại tiên hào tài liệu, thay đổi rất lớn kích hoạt chúng nó diệu dụng. Đạo này như họa là Biệt Tuyết Tiên Cơ lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy nghìn loại cách điều chế về sau, tổng kết ra tới đây cuối cùng tác phẩm. Như họa chứa ở mâm lớn bên trong, mở ra mâm lớn về sau, bên trong đã chia làm 10 phần nhỏ. Mang thức ăn lên đi, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói. Dâng đồ ăn tiên tử nhóm bưng một bàn vòng như họa hướng thực tiên yến hội trường đi. Thực tiên yến trong hội trường. Ở đây tất cả khách nhân, cả đám đều thanh tỉnh lại. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm, ngoại trừ Thất Tu Thánh Quân bên ngoài, ngược lại là cuối cùng một đống thanh tỉnh. Chủ yếu là lúc ấy bọn hắn tại xem thế nào tinh hà lúc, đều tụ họp tại Tống Thư Hàng bên người. Mà cái kia tinh hà chủ yếu nhằm vào đúng là Tống Thư Hàng. Vì vậy,
Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu, theo tinh hà ở bên trong lấy được cảm ngộ xa mạnh hơn mặt khác thực tiên yến khách nhân. Meo meo meo, ánh mắt của ta, cái gì đều nhìn không tới. Diệt Phượng công tử kêu lên. Bổn tọa con mắt đồng dạng nhìn không tới bất kỳ vật gì, hơn nữa còn rất đau. Thất sinh phù phủ chủ nói. Lệ chi tiền bối, Tống sư huynh, không tốt, ta mù. Thi Lô Ly hoảng sợ kêu lên. Nguyên lai các ngươi đều nhìn không tới nữa a. Nhẹ nhàng thở ra, ta cho rằng chỉ có ta một người mù mất, vì vậy ta một mực giả dạng làm còn nhìn đến bộ dạng, một mực trừng trong mắt. Theo vừa rồi lên, ta đều tại dùng tinh thần lực cảm ứng lực lượng xung làm con mắt công năng. Trừng mắt lườm tốt vất vả, cuồng đao tam lãng nói. Vừa nói, một bên nước mắt liền từ vành mắt của hắn bên trong không ngừng rơi xuống. Tống Thư Hàng, ánh mắt của ta cũng đau quá, bất quá ta còn có thể thấy ít đồ. Vũ Nhu Tử cũng tỉnh lại, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng, ồ. Tống tiền bối, ngươi lúc nào lại biến trắng? Ta nhớ được lúc trước ngươi than đen giống nhau, đen thui nha. À, bởi vì ta trở về nước suối sống lại, tất cả mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu trừ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục cũng tỉnh táo lại, nàng sờ lên ánh mắt của mình, ánh mắt của ta vẫn là tốt, không có đau cảm giác. Bất quá, trên tinh thần có chút mỏi mệt. Thư Hàng, con mắt của ngươi không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng tâm nhét nói, ừ, bởi vì ta bỏ lỡ cái này đại kỳ ngộ. Lúc ấy, hắn vừa mới phục sinh, chờ hắn đi ra thời gian, tinh hà đã biến mất, hắn bỏ lỡ quan sát pháp tắc hiện hóa cơ hội. Dọn thức ăn lên, Bạch Tiền Bối nắm lên chiếc đũa, hắn đã sớm đói bụng. Ồ, đây là Bạch Tiền Bối hài tử sao? Cuồng đao tam lãng thị lực khôi phục, vừa hay nhìn thấy rút lại hình Bạch Tiền Bối. Lớn tiếng kêu lên. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, tam lãng tiền bối hỏi ta muốn hỏi vấn đề. Tiểu Bạch tiền bối thở dài, chính là ta a, tam lãng đạo hữu. Ta chỉ là bị quay ngược thời gian, tạm thời biến thành khi còn bé bộ dáng. Thật là đáng yêu, Bạch tiền bối. Cuồng đao tam lãng giơ ngón tay cái lên, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tiểu Bạch tiền bối, mặt khác, Bạch tiền bối ta có cái thỉnh cầu quá phận. Mời ngươi cả đời bảo trì loại này nho nhỏ bộ dáng đi. Cuồng đao tam lãng nói, bởi vì Bạch tiền bối ngươi sau khi lớn lên, mị lực thật là đáng sợ. Nho nhỏ bộ dáng ngươi, coi như là dù thế nào phóng thích mị lực, mọi người đều chỉ sẽ cảm giác được đáng yêu. Phạm tội dẫn đầu đều nhỏ hơn rất nhiều, có lợi tại xã hội hài hòa. Tiểu Bạch tiền bối, một bên Bắc Hà tán nhân thị lực khôi phục so với tam lãng muốn chậm một chút, hắn nghe được tam lãng cái này tìm đường chết phát biểu về sau. Liền vội vươn tay ra khuỷu tay, dùng sức đụng phải đụng hắn. Người nào lấy củi trỏ nhô lên ta, ăn hiếp ta bây giờ nhìn không đến. Ta thần niệm một mở, từng phút đồng hồ bắt được ngươi tin không tin. Vô danh cư sĩ kêu lên, cư sĩ lúc ấy nhìn tinh hà nhìn tham lam chút ít, con mắt bị thương tổn càng lớn. Vì vậy, vô danh cư sĩ hiện tại thị lực vẫn là không có bình phục. Bắc Hà tán nhân, nhô lên sai rồi. Lại nói. Hắn nhớ kỹ bản thân bên cạnh ngồi chính là tam lãng, làm sao đổi thành vô danh cư sĩ. Ừ, Tống Thư Hàng tại an bài bản thân bàn này chỗ ngồi lúc, đột nhiên quên vô danh cư sĩ lúc ấy là ngồi đâu được. Vậy là thuận tay liền đem hắn an bài đến người nhân hậu Bắc Hà tiền bối bên cạnh. Khụ, tam lãng, chú ý không muốn lãng hơi quá, thực tiên yến hay là muốn ăn thật ngon xong, nếu không bỏ lỡ thực tiên yến sẽ đáng tiếc. Bắc Hà tán nhân ho khan một tiếng về sau, nhắc nhở. Cuồng đao tam lãng trong nháy mắt kịp phản ứng, thực xin lỗi, Bạch tiền bối, ta hôm nay không biết là đi đặc biệt hưng phấn, thoáng cái khống chế không nổi bản thân. Tiểu Bạch tiền bối, cuối cùng, với tư cách xin lỗi. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Cuồng đao tam lãng nói. Tiểu Bạch tiền bối giữ im lặng, đưa tay cầm lên lưu tinh tán. Cuồng đao tam lãng lập tức ngồi thẳng thân thể, che miệng của mình. Lệ chi tiên tử dụi dụi con mắt. Đừng nói tam lãng, ngay cả ta cũng muốn ôm một cái bây giờ Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, chúng ta chụp một cái được không? Hoàng Sơn tiền bối xuất thủ kéo lại Lệ chi tiên tử, sau khi ăn xong, chúng ta Cửu Châu nhất hào quần toàn thể thành viên lại chụp tấm hình đại hợp chiếu. Ảnh chụp đến lúc đó lại đập, Hoàng Sơn tiền bối không hổ là quần chủ, thời điểm mấu chốt liền là dựa vào là được. Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới lúc trước Thận Long mộng cảnh trong phát sinh sự tình. Hắn thay Hoàng Sơn tiền bối, đã thành Cửu Châu nhất hào quần quần chủ.
ngẫm lại cũng cảm giác cái kia mộng tốt hoang đường. Trở thành quần chủ đương nhiên là không thể nào, bất quá trở thành một đáng tin đại tiền bối mộng tưởng còn có thể cố gắng nữa thử xem. Lúc này, dâng đồ ăn tiên tử nhóm bưng tiên hào như họa đi lên. Bởi vì có thật nhiều khách nhân đồ thị hình chiếu còn không có bình phục, vì vậy lần này dâng đồ ăn tiên tử nhóm thay mọi người đem một phần nhỏ vòng như họa tiên hào đưa đến khách nhân trước mặt. Vị kia tóc ngắn dâng đồ ăn tiên tử lên tiếng giải thích nói, đồ ăn tên như họa vốn phải là thực tiên yến món thứ 7. Bất quá tiên cơ cố ý bàn giao, trước giờ bên trên món ăn này. Như họa sử dụng đặc thù nguyên liệu nấu ăn, có được lấy chữa trị con mắt thương thế công năng có. Trừ điều đó ra, đối với ngũ phẩm cảnh giới đạo hữu mà nói, hắn càng là tuyệt không thể tả. Hắn có được gia tăng kim đan diễn đồ cuối cùng một bút linh cảm công hiệu. Mời quân nhấm nháp, tóc ngắn tiên tử vừa dứt lời, những khách nhân vội vàng mở rộng linh thức, bắt đầu dùng ăn đạo này như họa tới đây. Đáng tiếc, đạo này như họa nếu là có thể lâu dài bảo tồn lời nói, ta nhất định phải lưu lại kim đan diễn đồ cuối cùng một bút thời gian lại dùng ăn. Có khách nhân thở dài nói. Đạo hữu không cần lo lắng, biệt tuyết tiên cơ đã đẩy ra món ăn này, liền đại biểu cho món ăn này chế tác pháp đã thành thục. Qua chút thời gian, nàng sẽ đem hệ món ăn chế tác pháp truyền thụ cho nàng đệ tử. Tương lai lúc nào cũng có cơ hội hưởng thụ, bên cạnh một vị đạo trưởng cười nói. Tống Thư Hàng nhìn qua trong đĩa nhỏ tiên hào. Như họa món ăn này cùng với tên của nó giống nhau, trong đĩa nhỏ tiên hào nhìn qua phảng phất như là một bức tuyệt vời đến cực điểm họa quyển, làm cho người ta đều không nỡ đem hắn cắt ra. Biệt tuyết tiên cơ ngoại trừ là tiên chủ bên ngoài, nàng kỹ năng vẽ tại tu chân giới cũng rất nổi danh. Tô Thị A Thập Lục nói, ngoại trừ bình phục con mắt bên ngoài, còn có được tăng cường vẽ rồng điểm mắt linh cảm tác dụng, biệt tuyết tiên cơ tại tiên chủ giới quả thực là mở hách tồn tại A. Tống Thư Hàng tán thán nói, đồng thời, tâm ý của hắn khẽ động. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử hiện thân. Tạo hóa tiên tử đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, đem nho ra thánh nhân chi nhãn một lần nữa gỡ xuống. Công đức xà mỹ nhân đem Tống Thư Hàng bản thân con mắt lắp trở về vành mắt của hắn. Nho ra thánh nhân chi nhãn mặc dù sâu, nhưng không cẩn thận sẽ cho người mang thai, còn là gỡ xuống thì tốt hơn. Lắp trở về ánh mắt của mình về sau, Tống Thư Hàng kẹp lên như họa tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút. Hắn thứ hai trên kim đan diễn đồ còn kém cuối cùng này một bút. Mượn đạo này như họa có thể đem cuối cùng một bút bổ sung xong sao? Tống Thư Hàng trong lòng tràn đầy chờ mong. Trong đan điền thứ hai tiểu kim đan, cùng không phải của hắn bản mệnh kim đan. Thế nhưng tiểu kim đan đồng dạng đã có được tu sĩ khác kim đan tất cả công năng, cũng có thể kim đan diễn đồ, cũng sẽ có vẽ rồng điểm mắt một bút quá trình. Vì vậy Tống Thư Hàng tại chờ mong, nếu như hắn tiểu kim đan thật bổ sung cuối cùng một bút, có thể hay không đem kim đan diễn hóa thành lục phẩm chân quân linh hồ. Cái kia đến lúc đó, hắn rốt cuộc muốn coi như là lục phẩm chân quân đây. Còn là ngũ phẩm linh hoàng đây. Tiểu kim đan là linh hồ, bản mệnh đan điền nhưng lại ngay cả kim đan diễn đồ cũng còn không nhúc nhích bút, ngẫm lại cũng cảm giác rất thú vị. Như họa vị, không bằng lúc trước đạo kia bách thú đại thiên tỷ như vậy bạo tạc, như họa hương vị thuộc về dư vị vô cùng loại hình. Nhấm nháp nhất phẩm về sau. Có thể nhớ lại thật lâu, đắm chìm ở mỹ vị trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế. Tại dùng ăn như họa tiên hào đồng thời, Tống Thư Hàng trong hốc mắt bị lắp trở về con mắt, truyền đến trận trận mát lạnh chi ý, bình phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút xúc động, nhưng không có sinh ra. Là muốn đem như họa ăn hết tất cả, mới có hiệu quả sao? Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn qua tiên hào, trong lòng vây mà có điểm không nỡ. Nếu bản thân bên người có hảo hữu chủ nghệ, có thể có biệt tuyết tiên cơ một nửa, nhân sinh liền sẽ thay đổi tốt đẹp. Tống Thư Hàng đè xuống trong lòng không muốn, mấy miệng đem cả phần như họa ăn xong. Thư Hàng tiểu hữu, loại người như ngươi châu nhai mẫu đơn phương pháp ăn thật sự là quá lãng phí. Ngươi lại không vội mà vẽ rồng điểm mắt dạng này ăn quá lãng phí. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tống Thư Hàng, hì hì hì, Cuồng Đao Tam Lãng một mặt không hiểu thấu. Thư Hàng, ngươi sẽ không cần vẽ rồng điểm mắt rồi à? Ngươi vừa mới tấn chức ngũ phẩm à? Diệt Phượng công tử đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Yên tâm đi, Diệt Phượng tiền bối. Ta bản mệnh kim đan khoảng cách kim đan diễn đồ cũng không có bắt đầu đây. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi.
một cái đem như hỏa tiên hào sau khi ăn xong, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế nhớ lại tiên hào mỹ vị, cùng lúc đợi kim đan diễn đổ cuối cùng một bút linh cảm thoáng hiện. Như hỏa tiên hào cũng không phải là tuyệt, hắn chỉ là tăng lên kim đan diễn đổ cuối cùng một bút linh cảm cơ hội. Nhưng không phải nói ăn vào đi, liền nhất định có thể vẽ ra cuối cùng một bút. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, đột nhiên thực tiên yến bên trên một vị đạo trưởng phóng lên trời. Ha 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 ha, tới, đến rồi. Linh cảm liên tục không ngừng xông tới. Các vị đạo hữu, chúng ta như vậy tạm biệt. Vị này đạo trưởng nhảy lên. Đây là một vị ngũ phẩm kim đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém cuối cùng một bút kim đan diễn đổ đốn ngộ. Hiện tại hắn rốt cuộc bắt được cái này một tia đốn ngộ, trong lòng muốn vẽ cuối cùng một bút xúc động làm sao cũng ép không được. Vậy là, hắn dứt khoát buông tha cho lần này thực tiên yến, liền xông ra ngoài, muốn tìm một chỗ bế quan, đem kim đan diễn đổ cuối cùng một bút vẽ xong. Chờ kim đan diễn đổ sau khi hoàn thành, phải bắt thời gian chủ bị độ kiếp rồi. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, tăng lên cảnh giới mới là trọng yếu nhất sự tình. Theo vị này đạo trưởng sau khi rời đi, giống như cốt bài hiệu ứng, lại một vị tu luyện giả đứng lên, hắn là khác giới tu luyện giả. Đứng lên sau đó, hắn đối với mọi người thi lễ một cái, chư vị đạo hữu, ta cũng phải rời đi. Ngay sau đó, lại có mấy vị các hệ tu luyện giả đứng lên, hướng mọi người hành lễ, rời đi thực tiên yến. Biệt tuyết tiên cơ đạo này như hỏa tiên hào hiệu quả, quả thực nổ tung. Một màn này, nếu truyền bá ra tới đây, biệt tuyết tiên cơ truyền thuyết lại muốn nâng cao một bước. Thất sinh phù phủ chủ tán thán nói. Tiếp đó, tiếp theo thực tiên yến thiếp mời giá trị khẳng định lại muốn căng bên trên một sóng, đau lòng. Bắc Hà tán nhân nói. Đám tán tu trong nội tâm khổ, nhưng đám tán tu không nói. Đang khi nói chuyện, tạo hóa Pháp Vương đột nhiên đứng lên. Pháp Vương người rốt cuộc cũng muốn đột phá, cổ hồ quan chân quân lên tiếng hỏi. Hắn cùng tạo hóa Pháp Vương là cùng đồng lứa tu sĩ, hắn như thế nào sớm đã đột phá đến chân quân cảnh giới. Nhưng tạo hóa Pháp Vương bởi vì là thối thể một hệ, tấn cấp chậm chạp. Bây giờ còn là ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao. Không, ta chỉ là cảm giác ăn quá ngon, đột nhiên muốn hát một bài biểu đạt thử xem bản thân nội tâm xúc động. Tạo hóa Pháp Vương trả lời. Dứt lời, hắn còn hắng giọng một cái. Tạo hóa tiền bối dưới miệng lưu người. Tạo hóa đạo hữu, nơi này là thực tiên yến, không phải ngươi buổi hòa nhạc, xin không cần mở hát. Xiết 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 xiết, bất trung người, xiết xiết xiết, bất hiếu người, xiết xiết xiết, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, nhưng là Vũ Nhu Tử trước mở hát. Bên cạnh vài bàn tu sĩ hoảng sợ đứng lên, tâm can đều chậm nửa nhịp. Tô Thị A Thập Lục vội vàng che Vũ Nhu Tử miệng lưỡi. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử đừng, hiện tại tạo hóa tiên tử còn không có trở về vị trí cũ. Pháp Vương tiền bối nếu mở hát lời nói, thực tiên yến thì xong rồi. Tạo hóa Pháp Vương, các ngươi cũng quá xem thường ta tự chủ, ta là như vậy chẳng phân biệt được nặng nhẹ người sao. Ta chỉ là lòng có nhận thấy, muốn sáng tác thủ khúc. Tiếp đó ta sẽ nhẹ nhàng ngâm nga, không biết hát lên tiếng tới đây. Lệ Chi tiên tử một mặt bình tĩnh móc ra nút tai, nhét vào trong tai của mình. Cho dù là nhẹ nhàng ngâm nga, nhưng ở đợt đều là tu luyện giả, mỗi cái nhĩ lực linh mẫn. Tạo hóa Pháp Vương tiếng ca lại thấp, cũng sẽ truyền vào mọi người trong tai. Khiến cho ta lưu lại luân hồi biên giới tạo hóa Pháp Vương hạ giọng tại trong cổ họng hát lên. Cái này ca khúc cùng như hỏa tiên hào có quan hệ gì? Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Còn chưa bắt đầu sáng tác đây, ta chỉ là hát một câu, đè đè cuống họng. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tiếp đó hắn bắt đầu ngâm nga. Không có ca từ, chỉ là đơn thuần trước hừ một đoạn khúc. Nói thật, không ca hát từ lúc, tạo hóa Pháp Vương khúc tiết tấu cảm giác rất mạnh. Ngoại trừ là một cái cấp thế giới tử vong ca sĩ bên ngoài, tạo hóa Pháp Vương kỳ thật còn là cấp thế giới biên khúc, sáng tác bài hát cường giả. Tống Thư Hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử lặng yên hiển hiện. Nàng suy tư một lát sau, theo Tống Thư Hàng trên thân rời đi, về tới tạo hóa Pháp Vương bên người. Tạo hóa Pháp Vương nhẹ nhàng ngâm nga lấy khúc, tạo hóa tiên tử cũng bắt đầu cùng theo ngâm nga. Cán cân nghiêng thanh âm, theo nàng trong miệng truyền đẩy ra tới đây. Tống Thư Hàng thân hình có chút dừng lại. Trong lòng, tựa hồ có loại linh cảm dâng lên. Tới, Tống Thư Hàng nói khẽ. Vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút linh cảm, thật muốn hiện lên. Cái gì tới,
Vũ Nhu Tử hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Linh cảm tới, Tống Thư Hàng trả lời. Sau một khắc, ý thức của hắn xoay tròn. Trời đất quay cuồng. Sau đó, ý thức xuất hiện đến trong đan điền. Loại cảm giác này, cùng với hắn lúc ấy kim đan cấu đổ thời gian giống nhau. Kim đan cấu đổ cuối cùng một bút, ta đến Á. Tống Thư Hàng trong lòng vui lên. Người hiện đại bên trong, có không ít người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít bắt buộc chứng. Tống Thư Hàng thì có điểm rất nhỏ bắt buộc chứng. Kim đan diễn đồ cuối cùng một bút không có vẽ xong, trong lòng của hắn thì có điểm ngạnh ngạnh. Rất muốn một hơi đem cuối cùng một bút điểm xong. Mà bây giờ, cơ hội rút cuộc đã tới. Một lát sau, một cái vòng tròn cuồn cuộn hình cầu xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Lúc ấy hắn kim đan cấu đồ lúc, tiểu kim đan tại ý thức của hắn bên trong to lớn hóa, vì vậy hắn tại tiểu kim đan bên trên thỏa thích kết cấu, đem bản thân nghĩ đến tất cả đều vẽ lên đi lên. Hiện tại, một viên đồng dạng lớn nhỏ hình cầu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng viên cầu này không phải kim sắc, mà là thất thải chi sắc. Tống Thư Hàng, tiên cơ, kịch bản không đúng a? Như họa tiên hào ăn hết về sau, không phải có thể tăng cường kim đan diễn đồ cuối cùng một bút linh cảm sao? Vì sao ta bị đưa đến bảy màu yêu đan trước mặt? Chẳng lẽ yêu đan cũng muốn kim đan diễn đồ sao? Làm sao bây giờ, ta đối với yêu đan hoàn toàn không biết gì cả a? Yêu đan rốt cuộc muốn không nên cùng kim đan giống nhau, tiến hành kim đan diễn đồ. Nhưng yêu đan không có long văn a, không có long văn theo trên lý luận mà nói sẽ không có cấu vẽ kim đan diễn đồ thuốc nhuộm đi. Ta đây muốn làm sao vẽ? Bạch Tiền Bối đã từng nói, chính hắn năm đó là không long văn kim đan, Bạch Tiền Bối năm đó như thế nào tấn chức lục phẩm chân quân? Chẳng lẽ hắn liền kim đan cấu đồ cái này phân đoạn cũng nhảy qua đi sao? Tống Thư Hàng trong lòng rối rắm. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn cái loại này xúc động càng phát ra mãnh liệt. Loại này mãnh liệt xúc động là quen thuộc như vậy, cùng với hắn lúc ấy chuẩn bị cho thứ hai kim đan cấu đổ thời gian, là một cái cảm giác. Được rồi, bất kể như thế nào, lên đi. Tống Thư Hàng đi vào bảy màu yêu đan trước mặt, duỗi ra ngón tay điểm tại yêu đan bên trên. Lần này, ta muốn vẽ cái gì? Quả thứ hai trên kim đan, vẽ lên như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Ở trên có hỏa diễm, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, đầy trời lôi kiếp, hiện đại hóa thiên kiếp, còn có một phần tư lớn nhỏ mở to mắt con ngươi tinh cầu. Đã hình ảnh đồ vật, lại vẽ một lần không có chút ý nghĩa nào, cũng không phù hợp Tống Thư Hàng tính cách. Vì vậy, nếu như bảy màu yêu đan bên trên cũng có thể tiến hành kim đan cấu đồ lời nói, muốn vẽ thế là tốt hay không nữa? Theo trong lòng cái loại này mãnh liệt xúc động. Tay của Tống Thư Hàng chỉ không tự chủ được tại yêu đan bên trên tô vẽ. Hắn ngón tay khẽ động, yêu đan bên trên hào quang bảy màu hóa thành kết cấu màu sắc, hạ xuống tay của Tống Thư Hàng đầu ngón tay. Cái này hào quang bảy màu, cùng với tu sĩ kim đan long văn làm ra cùng loại hiệu quả. Tay của Tống Thư Hàng chỉ nhanh chóng vũ động. Tại trong đầu của hắn, xuất hiện một chuôi to lớn vô cùng thần kiếm. Hắn thứ hai chụp bản mệnh pháp khí. Đã giao từ Bạch Tiền Bối siêu tầm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí Trung Yên Thánh Kiếm. To lớn vô cùng thánh kiếm, hướng bầu trời dựng đứng. Tống Thư Hàng càng vẽ càng thuận. Trung Yên Thánh Kiếm cái kia kết cấu phức tạp, bị hắn một chút khắc tại bảy màu yêu đan phía trên. Thánh kiếm thành hình nháy mắt, phảng phất có một loại ngập trời kiếm ý, tại yêu đan bên trên thành hình. Bất quá, cùng với ban đầu ở tiểu kim đan bên trên vẽ vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành giống nhau. To lớn phức tạp thánh kiếm vẽ xong, bảy màu yêu đan diện tích mới bị chiếm cứ 1/10 trái phải. Quả nhiên, cùng thứ hai kim đan một cái đi tiểu tính. Tống Thư Hàng nói, tại bắt đầu vẽ lúc trước, hắn thì có loại này dự cảm. Như vậy, tiếp tục đi. Thánh kiếm sau đó, hắn còn muốn vẽ cái gì? Ngón tay của hắn hơi điểm, tại thánh kiếm phía dưới, vẽ lên một vị hai tay thả lỏng phía sau nam nhân, điều này đại biểu lấy là chính bản thân hắn. Sau đó, hắn lại xách bút, tại thánh kiếm chung quanh, vẽ lên từng đạo không gian kẽ nứt. Theo không gian kẽ nứt bên trong, có vô số cường đại cửu U Tà Ma, lộ ra dữ tợn bộ dáng. Hắn vốn là muốn theo thứ hai kim đan phong cách, tại yêu đan bên trên cũng vẽ lên hắn đánh cường địch hình ảnh. Nhưng vẽ lấy, phong cách vẽ lại không tự chủ được cải biến. Không gian kẽ nứt càng ngày càng nhiều, từ trong đó chui ra không chỉ là cửu U Tà Ma. Còn có thú giới thú tu,
nhân hình cường giả, thậm chí là tương lai phong cách máy móc chiến sĩ. Tống Thư Hàng cảm giác mình họa sĩ hồn, đã dừng không được tới đây. Mà hắn muốn vẽ đồ vật, đã toàn bộ vỡ. Chuẩn xác hơn mà nói, tay của hắn đều giống như không phải là của mình giống nhau. Đã không chỉ là vẽ vỡ đơn giản như vậy. Vừa bắt đầu, hắn tại bảy màu yêu đan bên trên vẽ ra Trung Yên Thánh Kiếm cùng đại biểu Tống Thư Hàng bản thân nam nhân đồ án thời gian. Tống Thư Hàng còn chuẩn bị án lấy lúc trước tiểu kim đan diễn đồ kịch bản, tại yêu đan bên trên cũng vẽ một bộ hắn đánh cường địch hình ảnh. Trung Yên Thánh Kiếm trên không, nhiều như vậy cửu u tà ma, cũng là vì quả cầu kim loại lỏng đại lão xuất hiện mà vẽ chăn đệm. Thế nhưng, làm hắn họa sĩ hồn bắt đầu thiêu đốt lúc, hắn liền khống chế không nổi bản thân. Bảy màu yêu đan bên trên không gian kẽ nứt càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều sinh vật cùng chủng tộc theo trong không gian bước ra. Ngoại trừ cửu u tà ma bên ngoài, hơn nữa là nhân loại, yêu tộc, thú tu, cự nhân, thần thú, quái vật, tương lai văn minh cơ giới, đủ loại thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở trong tấm hình. Bởi vì vẽ quá nhanh, tay của Tống Thư Hàng đều có loại rút gân ảo giác. Cánh tay của hắn run rẩy lên, ngón tay không ngừng tại bảy màu yêu đan phía trên một chút động, mỗi một chút cũng hóa thành tinh quang. Bảy màu yêu đan bên trên bối cảnh, tại tinh quang làm đẹp xuống, hóa thành vũ trụ tinh không chiến trường. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng phát hiện trong tấm hình, nắm Trung Yên Thánh Kiếm bản thân làm cho đứng góc độ có điểm gì là lạ. Hắn trong tay cái kia Trung Yên Thánh Kiếm, chém về phía không phải cửu u tà ma, mà là che kín toàn bộ không gian nhân loại, yêu tộc, thú tu, cự nhân. Lập trường, bảy màu yêu đan bên trên, Trung Yên Kiếm cùng hắn vị trí lập trường không phải hiện thế, mà là cửu u thế giới. Trong tấm hình cửu u tà ma, không phải của hắn địch nhân, mà là thuộc về thế lực của hắn. Nhân loại, yêu tu, thú tu, cự nhân, thần thú, quái vật, tương lai văn minh cơ giới, mới là địch nhân của hắn. Đây là đứng ở cửu u thế giới góc độ, cùng hiện thế giao chiến cảnh tượng. Thế nhưng, tại sao sẽ xuất hiện dạng này vẽ? Theo lý, kim đan diễn đồ lấy tu sĩ nhân sinh trải qua cùng tình cảm làm cơ sở, cấu vẽ độc nhất vô nhị họa quyển. Nhưng cái này tấm hắn đứng ở cửu u thế giới trận doanh phẫn nộ đánh hiện thế trận doanh bức vẽ, là một cái lông đùa giỡn trải qua cùng tình cảm a. Chẳng lẽ, là Trung Yên Thánh Kiếm nguyên nhân? Dù sao cái này Thánh Kiếm, trên danh nghĩa quyền sở hữu đã quy về Bạch Tiền Bối, mà Bạch Tiền Bối lại là cửu u chúa tể, vì vậy Trung Yên Thánh Kiếm sẽ đứng ở cửu u tà ma trận doanh. Hẳn là dạng này không sai, Tống Thư Hàng nói. Chờ yêu đan diễn đồ sau khi kết thúc, hắn tìm cơ hội liên hệ Bạch Tiền Bối, nghiệm chứng phía dưới suy đoán của mình. Mà bây giờ, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn trước đem cái này tấm bảy màu yêu đan diễn đồ vẽ xong rồi hãy nói. Theo Tống Thư Hàng ngón tay huy động, bảy màu yêu đan bên trên, càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện, điên cuồng chiếm cứ bảy màu yêu đan hình ảnh không gian. Phàm là Tống Thư Hàng trong đầu tưởng tượng đến tất cả cường đại sinh vật, toàn bộ bị mang lên hình ảnh. Thậm chí một ít chỉ tồn tại ở huyễn tưởng bên trong đồ vật, cũng bị vẽ lên đi cho đủ số. Tống Thư Hàng càng vẽ càng nhanh, càng vẽ càng mang cảm giác. Cái này vẽ tranh kỹ thuật, nếu có thể đồng bộ đến hiện thế lời nói, ta coi như là thất nghiệp, đi làm họa sĩ cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Tống Thư Hàng nói, đương nhiên, kim đan cấu đồ thời gian kỹ năng vẽ, không có khả năng đưa đến hiện thực đi. Kim đan cấu đồ thời gian, tu sĩ làm cho hội chế đồ án, là trực tiếp chắt lọc tu sĩ trong tâm linh hình ảnh, lại chuyển vẽ đi ra, cùng tu sĩ bản thân nắm giữ kỹ năng vẽ không quan hệ. Đúng rồi, có lẽ phải có cái boss các loại mới đúng chứ. Bên trên một vẽ bên trong có mở to mắt con người tinh cầu bảy màu yêu đan bên trên cũng không có thể yếu hơn khí thế. Tống Thư Hàng suy tư nói. Thế nhưng, có thể cùng mở to mắt con người tinh cầu một cấp bậc tồn tại, chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu. Cửu u quả cầu kim loại lỏng đại lão ngược lại là càng sâu một ít, nhưng cái này bức vẽ cuốn lập trường ngay tại cửu u thế giới không có khả năng cuối cùng còn đem cửu u quả cầu kim loại lỏng đại lão kéo lên. Không tốt, đột nhiên, Tống Thư Hàng phát hiện một sự kiện. Bảy màu yêu đan kết cấu bên trên, không có không gian. Hắn đều muốn vì cuối cùng boss giữ lưu không gian, chỉ còn lại có một chút lớn nhỏ. Điểm này điểm lớn nhỏ không gian, có thể vẽ cái gì? Tống Thư Hàng cứng lại rồi. Cùng một thời gian, bảy màu yêu đan diễn đồ cũng dừng lại.
Bảy màu yêu đan diễn đồ thiếu khuyết cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt bút. Tống Thư Hàng, lại ít cuối cùng một bút. Cùng thứ hai tiểu kim đan giống nhau, thiếu một bút. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Bảy màu yêu đan diễn đồ quá trình sau khi kết thúc, yêu đan kết cấu tên, cũng phù hiện ở Tống Thư Hàng trong lòng. Kỳ danh cái kia là thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm. Đây là toàn bộ thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm, Diệt Thế Kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn vật chung kết. Loại này lời kịch, cảm giác giống như là Trung Yên chi giáo giáo nghĩa. Cùng lần trước cái kia tấm như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành một cái phong cách tên, danh tự có phải hay không não lăn bản phím đi ra. Tống Thư Hàng thở dài. Đang khi nói chuyện, có loại kịch liệt mỏi mệt cảm giác dâng lên, trong cơ thể linh lực cũng một hồi hư không kim đan cấu đổ là đồng thời tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực sự tình. Bất quá lúc này bảy màu yêu đan kết cấu so với lần trước muốn tốt rất nhiều, dù sao lúc này Tống Thư Hàng là ba hạt nhân tu sĩ hậu bị năng lượng tồn trữ tương đối khổng lồ. Cuối cùng không có bị ép khô. Kim đan diễn đồ sau khi kết thúc, bảy màu yêu đan cùng lần trước tiểu kim đan giống nhau, thể tích bắt đầu co rút lại, yêu đan hình thể cũng biến càng thêm mượt mà. Thế nhưng, hắn màu sắc cũng không có biến hóa, như cũ là thất thải chi sắc. Tiểu kim đan lúc ấy tiến hóa làm tử kim đan chỉ chờ cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt bút vẽ lên, có thể hóa thành lưu ly kim đan. Đến thời cơ thích hợp, có thể độ kiếp trùng kích lục phẩm chân quân cảnh giới. Chẳng lẽ muốn vẽ lên cuối cùng một bút về sau, bảy màu yêu đan mới có thể sinh ra biến hóa? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành cuối cùng một bút ở đâu, Tống Thư Hàng đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ đi ra. Thiếu khuyết cái kia một bút. Là ở con mắt trên tinh cầu, là ở thánh thành bên trong, là ở đầy trời trong lúc nổ tung, là ở trong ngọn lửa, hay là đang kim đan cấu đổ đâu một cái góc nhỏ. Bất quá bộ dạng này cái kia là thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm thiếu khuyết bộ phận, Tống Thư Hàng trong lòng hiểu rõ. Thiếu khuyết đúng là cuối cùng hắn muốn vì boss lưu lại vị trí. Rất nhỏ một khối để chống. Nếu như lần sau cơ duyên đến, linh thạch bộc phát. Hắn muốn dùng một bút ở chỗ này vẽ ra muốn boss. Muốn một bút vẽ ra cái boss, quả thực ép buộc coi như là vẽ cái diêm nhân, còn tốt hơn vài nét bút. Cũng không thể vẽ ngang tuyến, coi như boss đi. Yêu đan kết cấu chấm dứt, Tống Thư Hàng ý thức trở về đến thực tiền yến hiện trường. Hắn ý thức một lần trở về sau, phát hiện cả bàn tiền bối đều theo dõi hắn. Thư Hàng, ngươi vừa rồi, tại kim đan cấu đồ. Diệt Phượng công tử hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Vừa rồi theo Tống Thư Hàng trên thân truyền đến từng đợt kim đan lực lượng áp xúc chấn động. Đó là kim đan cấu đồ, lại để cho kim đan hóa thành tử kim đan quá trình năng lượng chấn động. Không có gì, ta vừa rồi cũng không có tại kim đan cấu đồ. Ta bản mệnh kình đan bên trên, còn chưa bắt đầu kim đan cấu đồ đây. Ta vừa mới tấn chức kim đan không lâu, nào có nhanh như vậy tấn cấp. Tống Thư Hàng an ủi. Lần này thực tiên yến, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Vì vậy kế tiếp, mọi người thật vui vẻ ăn cơm liền tốt. Kim tâm loại sự tình này, hôm nay coi như xong. Lưu lại về sau có cơ hội lại ghim đi. Hơn nữa, hắn cũng không có nói sai, vừa rồi kết cấu chính là yêu đan, không phải kim đan. Thư Hàng tiểu hữu bản mệnh kim đan, quả thực vẫn còn thực kim đan mức độ. Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói. Vậy ngươi vừa rồi trên thân chấn động là chuyện gì xảy ra? Diệt Phượng công tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười, đối với Diệt Phượng tiền bối mở chừng hai mắt, đây là bí mật a Diệt Phượng công tử. Tống Thư Hàng lại an ủi, Diệt Phượng tiền bối, ngươi yên tâm đi, coi như là cảnh giới của ta thật đuổi theo ngươi, ngươi thiếu ta cái kia mấy lần mượn CPU cơ hội, có thể chuyển cho đệ tử của ta. Lan, Diệt Phượng công tử nghiến nghiến bén nhọn răng nanh. Diệt Phượng. Quả thực không thể nhẫn nhịn, tháng sau chúng ta liền trùng kích chân quân cảnh giới đi, cũng không thể lại để cho Thư Hàng xem thường. Tam lãng vỗ vỗ Diệt Phượng công tử. Lúc này, tạo hóa Pháp Vương đột nhiên chất phác cười một tiếng, ha ha, ca khúc mới rốt cuộc viết xong. Chờ lần này thực tiên yến sau khi kết thúc, ta chuẩn bị lên đài hiến hát một khúc, làm vì thực tiên yến phần cuối. Cuồng đao tam lãng thân thể cứng đờ ta có muốn hay không tìm lấy cớ nói mình cũng đột nhiên đã có vẽ rồng điểm mắt xúc động, muốn đi bế cái quan trùng kích lục phẩm cảnh giới đây. Tính toán thời gian, như hỏa tiên hào hiệu quả có lẽ không sai biệt lắm đi. Lần này trên đường rời sân tu sĩ có bao nhiêu?
Lệ Chi tiên tử bình tĩnh nói sang chuyện khác. Tuyệt đối không thể để cho tạo hóa Pháp Vương tại ca hát chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Lần này rời sân nhân số khá nhiều, có hai bàn nhiều một chút. Nhân số đã đạt tiêu chuẩn. Như vậy kế tiếp, liền đến phiên mỗi lần thực tiền yến trò hay. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói. Tống Thư Hàng, trò hay. Hắn là lần đầu tiên tham gia thực tiền yến, mới sinh cái gì cũng đều không hiểu. Hàng năm thực tiền yến, ăn vào một nửa lúc, đều có tu sĩ được lợi tại thiên hào cường đại hiệu quả, lòng có nhận thấy, hoặc là một hơi tích lũy đầy đủ, tiến nhập bế quan hình thức trùng kích cảnh giới. Đây cũng là thực tiền yến mị lực chỗ, mà những tu sĩ này sau khi rời đi, vị trí của bọn hắn liền trống rỗng đi xuống. Bắc Hà tán nhân chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, Bắc Hà tiền bối nói thật đùa giỡn, cùng những thứ này để trống vị trí có quan hệ. Đúng vậy, theo biệt tuyết tiên cơ quy tắc, mặc kệ để trống vị trí có bao nhiêu, nàng đồ ăn chỉ biết theo thiếp mời nhân số tới đây bên trên, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Để trống vị trí, liền tương đương với là một phần thực tiên yến danh ngạch. Rời đi tu sĩ, chủ động buông tha cho bản thân lần này thực tiên yến cơ hội. Cái này chút ít vị trí, liền có thể an bài những người khác đi lên. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói. Không thể đánh bao sao? Thi Loli lên tiếng hỏi. Thực tiên yến bên trên hệ món ăn, không có đánh bao lựa chọn. Lệ Chi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, cái kia để trống vị trí, làm sao an bài? Mỗi lần chủ trì thực tiên yến chủ sự mới, có thể nhận đến 1/3 chỗ ngồi. Mặt khác còn có 1/3 chỗ ngồi, chỉ cần giao một bút linh thạch về sau, có thể tiến hành hiện trường rút thưởng, nếu như may mắn rút được chỗ ngồi, có thể bản thân an bài những người khác tiến nhập chỗ ngồi. Đương nhiên, người muốn một người ăn 2/2 cũng không thành vấn đề. Cuối cùng 1/3, sẽ thông qua các loại phương pháp khác nhau, phân phối ra. Bắc Hà tán nhân nói, năm nay bên chủ sự là phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông, bọn hắn năm nay đã kiếm được. Năm nay để chống thực tiền yến chỗ ngồi so với những năm qua nhất định muốn nhiều. Trước đó trở về, chúng ta Thiên Hà Tô Thị chủ sự thời gian, theo mới bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng cũng liền để chống 21 cái chỗ ngồi, có mấy cái vị trí còn là thực tiền yến nhanh chấm dứt thời gian mới để chống, căn bản không có ý nghĩa. Năm nay mới lên mấy món ăn, liền chống ra 2 bàn vị trí còn nhiều. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông gặp may mắn, Tô Thị A Thất nói. Hơn nữa, năm nay mọi người trong đầu, đều không hiểu thấu khá hơn rồi một ít đối với đại đạo Pháp tác hiện hóa lĩnh ngộ. Cái này lĩnh ngộ lại thêm thực tiên yến hiệu quả gia trì, năm nay trên đường rời sân khách nhân số lượng tuyệt đối không ít. Theo thực tiên yến tiếp tục, còn sẽ có càng ngày càng nhiều người bên trong đồ rời sân. Theo 1/3 tới đây tính, hiện tại có 7 cái chỗ ngồi nhưng trở về phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông tới đây phân phối. Còn có 7 cái chỗ ngồi dùng để rút thưởng. Cuối cùng 8 cái chỗ ngồi, thì lấy biệt tuyết tiên cơ ý kiến, theo các loại phương thức tới đây phân phối. Bắc Hà tán nhân nói. Rút thưởng phân đoạn, các ngươi người nào có hứng thú? Thiếu Linh Thạch lời nói, có thể tìm ta mượn. Tiểu Bạch tiền bối ngẩng đầu lên nói. Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói, Bạch tiền bối, ngươi không tham gia rút thưởng sao? Ta coi như xong, coi như là rút chúng ban thưởng, ta cũng không có muốn dẫn tới tham gia thực tiên yến người. Mặt khác ta một người ăn 2/2 cũng không có ý nghĩa. Ta hiện tại chỉ có một người ăn vài phần, Tiểu Bạch tiền bối nói. Biệt tuyết tiên cơ từ đầu tới đuôi đều tại cho Bạch tiền bối thiên vị. Tiểu Bạch tiền bối trước mặt chia đến tiên hào sức nặng rõ ràng so với những người khác đều nhiều gấp đôi. Đang khi nói chuyện, ngay từ đầu tại bên ngoài tiếp đãi Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nhảy đi qua. Bá Tống tiền bối. Đang tiến hành thực tiên yến chúng ta trong tay có 7 cái chỗ ngồi danh ngạch, người có hay không có cần. Chúng ta có thể đem bên trong 2 cái danh ngạch giao cho ngài cùng Bạch Thánh. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão lên tiếng hỏi. Bá Tống Huyền Thánh cùng Bạch Thánh, cứu thực tiên yến khách nhân cùng biệt tuyết tiên cơ, lại hiệp trợ bọn hắn khôi phục bí cảnh. Đây chính là phần đại ân, hiện tại vừa vặn có 7 cái thực tiên yến danh ngạch, bọn hắn thương lượng một chút về sau. Quyết định giao ra 2 cái, tặng cho Tống Thư Hàng. 2 cái danh ngạch, chính các ngươi không cần sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Đệ tử của chúng ta không vội, lần này thực tiên yến kế tiếp khẳng định còn sẽ có chỗ ngồi. Đệ tử của chúng ta có thể chậm rãi an bài. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão cười nói. Tiểu Bạch tiền bối ngẩng đầu, lau đi khóe miệng, nói, ta cái kia phần đưa Thư Hàng ngươi rồi.
Ồ, dạng này cũng có thể sao? Tống Thư Hàng nói. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão gật đầu nói, hoàn toàn không thành vấn đề, hai cái danh ngạch, liền từ hai vị tiền bối bản thân phân phối. Ta đây liền từ chối thì bất kính, Tống Thư Hàng nói, hắn hạch tâm thế giới bên trong có không ít người, thực tiên yến danh ngạch còn chưa đủ các nàng chia đây. Hắn ý thức lẻn vào bản thân hạch tâm thế giới. Đầu tiên hắn tìm tới Lý Âm Trúc. Âm Trúc, có muốn hay không đi ra ăn chút ăn ngon? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lúc này Lý Âm Trúc ở vào sơ sinh trạng thái, đang tu luyện Bắc Phương Đại Đế dạy bảo cho nàng phụ trợ bí pháp. Nghe được Tống Thư Hàng thanh âm thời gian, nàng ngẩng đầu lên. Ăn ngon, Lý Âm Trúc mở chừng hai mắt, dùng sức gật đầu. Tống Thư Hàng đưa tay một gọi, đem Lý Âm Trúc theo hạch tâm thế giới chuyển đi ra. Tiếp đó cái khác danh ngạch cho ai đây? Sở tiền bối, người bây giờ có thể rời đi hoạt tuyển hoạt động sao? Nếu như có thể lời nói, có muốn hay không đi ra ăn một bữa cơm? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sở các chủ mắt trợn trắng, tiếp tục thổi bong bóng. Ta hiện tại chỉ còn cái đầu, người theo ta nói ăn cơm, là kích thích ta đi. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, lại đem ý thức chuyển rời đến Quy Tiền Bối chỗ đó. Quy Tiền Bối lúc này đã thức tỉnh. Hắn đang cùng Thông Nương ngồi đối mặt nhau. Thông Nương khó được hiện ra nguyên hình. Một rùa một yêu, đang mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người trung gian là một đống hành mầm. Quy Tiền Bối, những thứ này hành mầm là chuyện gì xảy ra? Thông Nương thấy nhiều như vậy hành mầm, cũng cảm giác được lòng chua xót. Quy Tiền Bối, ta cũng không biết, ta và ngươi giống nhau mất ký ức. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm truyền đến, Quy Tiền Bối, Thông Nương, các ngươi có hứng thú hay không tham gia Thực Tiên Yến? Thực Tiên Yến, Biệt Tuyết Tiên Cơ, hành mầm, nguyên lai là ngươi, Tống Thư Hàng, Thông Nương xù lông. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Khụ, ta cũng không đi, ta gần nhất đối với ăn không có hứng thú. Quy Tiền Bối nói. Hắn nhìn qua trên mặt đất những thứ này hành mầm, trong đầu đột nhiên nhớ tới một mặt nạ hành tiếp đó hắn cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy hắn đột nhiên muốn đem những thứ này hành mầm chế tác thành hành bùn mặt nạ. Thư Hàng, có phải hay không ngươi lại thừa dịp ta lúc hôn mê, bóp ta hành mầm, muốn cho Biệt Tuyết Tiên Cơ? Thông Nương vội la lên. Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng, ta muốn bóp ngươi hành mầm, còn dùng chờ ngươi hôn mê sao? Thông Nương, hơn nữa ta đáp ứng ngươi, lại không tùy tiện bóp ngươi hành mầm. Ta trên căn bản là rất có thành tín. Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng, lại đem ý thức chuyển rời đến hai vị đệ tử bên người. Vốn là đại đệ tử Tước Yêu Tiểu Thải. Tiểu Thải đang tại vất vả luyện công bên trong, một khắc cũng liên tục. Tiểu Thải, có muốn hay không đi ra ăn một bữa cơm? Thực Tiên Yến, đặc biệt ăn ngon, Tống Thư Hàng nói. Ăn cơm, sư phụ, ăn cơm loại chuyện này, dùng tích cốc đan là có thể giải quyết. Dư thừa thời gian, hoàn toàn có thể dùng tới đây tu luyện. Lãng phí thời gian liền là lãng phí sinh mệnh, Tiểu Thải nghiêm túc trả lời. Tống Thư Hàng, Tiểu Thải, hết thuốc chữa. Sư phụ, ta muốn tiếp tục tu luyện. Sư phụ, có nhiệm vụ cần ta xử lý, mời cứ việc ha ha. Ăn cơm loại này lãng phí thời gian sự tình, liền không nên gọi ta là á. Tiểu Thải dứt lời, hai cánh hóa thành hắc thiết thần sắc, trên thân hiển hiện nho ra kim cương thân khí tức, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Tống Thư Hàng, hắn đành phải đem ý thức lại chuyển rời đến Sở Sở bên người. Sở Sở lúc này tựa hồ vừa tỉnh ngủ, đang tại rửa sạch. Sở Sở, Thực Tiên Yến biết không, có muốn hay không đi ra ăn một bữa? Đây chính là căng tu vi cơ hội tốt. Sau khi ăn xong, tu vi phóng đại không phải là mộng. Tống Thư Hàng nói ngay vào điểm chính. Sở Sở ngẩng đầu, sư phụ, ta cũng có thể tham gia. Không có vấn đề, sư phụ nơi này có hai cái danh ngạch. Vừa vặn cho ngươi cùng Âm Trúc, ngươi vừa vặn có thể tại lúc ăn cơm nhiều chiếu cố cho Âm Trúc. Tống Thư Hàng nói. Là, sư phụ, Sở Sở kiên định nói. Sở Sở cũng bị Tống Thư Hàng chuyển đi ra. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão vì bọn nàng an bài cùng một chỗ vị trí, khoảng cách Tống Thư Hàng một bàn này rất gần. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông an bài xong 7 cái vị trí về sau, liền đến phiên đợt thứ 2 rút thưởng phân phối vị trí phân đoạn. Một mai thất phẩm linh thạch, có thể tham gia rút thưởng. Chỉ cần có hứng thú, cũng có thể tham gia. Nếu như người rút thưởng lấy được chỗ ngồi không có cần, cũng có thể hiện trường bán trao tay cho đạo hữu khác. Hoặc là bản thân một người ăn hai phần.
Tống tiền bối người muốn tham gia rút thưởng sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Hắn hạch tâm thế giới bên trong đều là hố hàng hóa, có thực tiên yến danh ngạch các nàng cũng không tham gia, hắn đã không cần danh ngạch. Các ngươi muốn tham gia rút thưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đối với rút thưởng cũng không có hứng thú. Đúng rồi, các ngươi nếu như ai muốn danh ngạch lời nói, ta có thể thay thế các ngươi đi rút thưởng. Tiểu Bạch tiền bối lại ngẩng đầu lên nói, chúng thưởng về sau, danh ngạch có thể giao cho các ngươi. Bạch tiền bối, ta muốn một cái danh ngạch, mời trợ giúp ta rút một cái danh ngạch, ta muốn đem danh ngạch giao cho thiết quái. Linh Thạch chờ thực tiên yến sau khi kết thúc, ta trả lại ngài lúc này, sát phách trên mặt bàn, có vị mặc quần đỏ, dáng người có lồi có lõm nữ tử đứng lên, dùng ngọt ngào thanh âm kêu lên. Phù Tính Hắc Quẻ, người vậy mà tới tham gia thực tiên yến. Bắc Hà tán nhân phun ra. Ha ha, Bắc Hà, ta từ vừa mới bắt đầu liền tham gia tiệc. Thân là ta một đời đối thủ, ngươi nhưng không có nhận ra ta đến, ngươi còn xa xa chưa đủ. Quần đỏ nữ tử che miệng cười khẽ, xinh đẹp xinh đẹp. Bắc Hà tán nhân, đúng rồi, Bắc Hà, ta đây bộ dáng, ngươi có hay không có yêu mến ta? Đây là dựa theo ngươi năm đó tâm ma bộ dáng, thêm chút sửa đổi xếp đặt thiết kế. Hẳn là ngươi ưa thích loại hình, đồng quái tiên sư cười hì hì nói. Bắc Hà tán nhân ngẩng đầu ngắm trời, nếu không phải bây giờ là thực tiên yến hội trường, hắn nhất định muốn tế ra kiếm hoàn, lại để cho Tính Hắc Quẻ đẹp mắt. Tiểu Bạch tiền bối đứng lên, nhảy xuống cái ghế, ta đi cấp đồng quái đạo hữu rút thưởng. Tại Bạch tiền bối nhảy xuống trong quá trình, Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giác. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn sợ Bạch tiền bối lòng bàn chân trượt, dù sao mặt băng quá trơn. Tiểu Bạch tiền bối vững vàng rơi xuống đất. Móc ra một khối thất phẩm linh thạch, chạy chậm lấy hướng rút thưởng đài chạy tới. Xem ra bình an vô sự. Gặp Bạch tiền bối đi rút thưởng về sau, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Cuồng Đao Tam Lãng, Hoàng Sơn Chân Quân, Lệ Chi Tiên Tử, Thất Tu Thánh Quân đều đứng lên. Mấy người đều hướng thực tiên yến rút thưởng đài đi. Coi như là không cần chỗ ngồi, rút thưởng vui đùa một chút cũng tốt. Tống Thư Hàng đột nhiên cũng muốn đi tham gia vui đùa một chút. Đáng tiếc hắn không có tiền. Kỳ thật, ta càng chờ mong đệ tam phân đoạn, hàng năm đệ tam phân đoạn đều không giống nhau. Năm nay không biết sẽ có cái gì việc vui. Bắc Hà tán nhân nhấp một ngụm trà, bình tĩnh một chút tâm tình. Tại rút thưởng bắt đầu trên đường, thực tiên yến trên yến hội, lại liên tục lên mấy lần tiên hào. Sau đó thực tiên yến mang thức ăn lên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông thương lượng tốt rồi đệ tam phân đoạn cách chơi. Thực tiên yến các thực khách có thể tự do để danh mấy vị đạo hữu thông qua bỏ phiếu ấn like phương thức, để cho bọn họ nhận đến cuối cùng 8 cái chỗ ngồi quyền sở hữu. Mỗi vị bị đề danh thực khách, đang xác định chỗ ngồi phía sau. Nếu là ở đợt trong thực khách có người không phục, có thể hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Đạt được cuối cùng 8 cái chỗ ngồi quyền sở hữu đạo hữu. Mỗi người đều tiếp nhận 4 lần khiêu chiến. Khiêu chiến phương thức từ song phương bản thân xác định, quy tắc vừa ra, toàn bộ thực tiên yến hội trường đều yên tĩnh trở lại. Bá Tống Huyền Thánh, ta đề nghị lại để cho Bá Tống Huyền Thánh có được một cái chỗ ngồi. Lúc này, một vị Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết tiên tử đột nhiên đứng lên, cao giọng nói. Tống Thư Hàng, ta nhân khí cao như vậy, thật sự là có chút ngượng ngùng. Ủng hộ ta. Đem Bá Tống Huyền Thánh chống đi tới. Tiếp đó, ta muốn khiêu chiến Bá Tống Huyền Thánh. Vị kia tiên tử hô to nói, trong tay của ta có một phần tử mẫu hà nước suối. Nếu là ta khiêu chiến thắng lợi, khiến cho Bá Tống Huyền Thánh đem hắn uống hết. Trong nháy mắt, tất cả thực khách đều vì Bá Tống Huyền Thánh ấn lai. Tống Thư Hàng, Lão Thiết Môn, đều cho ta nháy đúc ấn lai. Điểm một cái tán, ta liền đút Bá Tống uống một ngụm tử mẫu hà nước suối. Chúc mừng Bá Tống tiền bối, đợt thứ ba cái thứ nhất chỗ ngồi, trải qua mọi người bỏ phiếu, bởi ngài đạt được. Chủ trì vòng thứ ba chỗ ngồi quyền sở hữu hoạt động phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, lớn tiếng kêu lên. Ở đây ánh mắt mọi người, xoát 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 nhìn về phía Bá Tống Huyền Thánh. Mặt khác, ngoại trừ vị kia giơ cao lên tử mẫu hà nước suối tiên tử bên ngoài, đằng sau hậu trường còn có mấy vị đạo hữu không có theo tán. Bởi vì chỉ cần không phục có thể khiêu chiến Bá Tống tiền bối. Theo quy định, vòng thứ ba từng chỗ ngồi đề danh đạo hữu
xác định quyền sở hữu về sau, muốn tiếp nhận nhiều nhất 4 lần khiêu chiến. Mấy vị này đạo hữu đang tại đau khổ suy tư về khiêu chiến bá tống huyền thánh phương pháp. Chính diện đánh là không thể nào, bá tống huyền thánh chính là nghìn năm đệ nhất thánh, huyền thánh cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, khiêu chiến phương thức không giới hạn trong chính diện đánh A, có thể có rất nhiều khác phương thức khiêu chiến. Chỉ cần song phương đều đồng ý khiêu chiến phương thức, cho dù là thạch đầu cái kéo giải ra, nhảy xa nhảy cao, so với ăn nhanh, cái gì hạng mục cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, nếu như nắm giữ tử mẫu hà nước suối tiên tử khiêu chiến thất bại, bọn hắn còn có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi kịp. Mục tiêu liền là lại để cho bá tống huyền thánh uống xong nước suối. Ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm vào bá tống huyền thánh, đang mong đợi vị kia tiên tử dùng cái gì tất thắng phương pháp tới khiêu chiến bá tống. Ngây thơ, Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, để đũa xuống. Tiếp đó, hắn giơ lên cao tay phải của mình, ngại ngùng, ta buông tha chỗ ngồi này. Bởi vì ta lúc trước đã được đến hai cái chỗ ngồi, đã đầy đủ. Dứt lời, Tống Thư Hàng một lần nữa nhặt lên chiếc đũa, xinh đẹp hưởng thụ lên thực tiên yến tiên hào, uống vào biệt tuyết tiên cơ tân thủ chế biến tiên nhưỡng. Vui thích, là cơ trí của mình ấn lai. Trong nháy mắt, toàn bộ thực tiên yến hội náo nhiệt đều yên tĩnh trở lại. Chẳng ai ngờ rằng bá Tống Huyền Thánh sẽ bỏ quyền. Một loại thất vọng tâm tình bao phủ tại toàn bộ thực tiên yến hội đợt. Tống tiền bối, đừng buông tha a, thú vị như vậy khiêu chiến, cự tuyệt rất đáng tiếc. Một bên Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói. Tống Thư Hàng bỏ xuống tiên nhưỡng, thở dài nói, Vũ Nhu Tử a, nam nhân mang thai nhưng không phải là cái gì tuyệt vời sự tình. Việc này, cũng không phải là đùa giỡn. Hắn câu này vừa mới dứt lời, chung quanh Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối bầu không khí liền biến ngưng trọng lên. Mọi người không khỏi nhớ lại bị bá Tống Huyền Thánh nhìn là mang thai đánh chúng kinh khủng. Bụng dưới căng bụng, hai chân như nhũn ra. À, ta thiếu chút nữa quên mất, Tống tiền bối ngươi huyền ma giảng pháp, ta còn không có xem hết. Vũ Nhu Tử nói. Bất quá bây giờ thực tiên yến giai đoạn, không thích hợp đi xem Tống tiền bối huyền ma giảng pháp. Vì vậy, chờ trở về Linh Điệp Đảo về sau, lại thưởng thức huyền ma giảng pháp tiếp sóng đi. Đến lúc đó, nếu như A Cha đã bế quan đi ra, hoặc là đã độ kiếp thành công đi ra lời nói, liền lại tốt hơn. Nàng có thể cùng A Cha cùng một chỗ thưởng thức huyền ma giảng pháp tiếp sóng. Bên kia, vị kia giơ cao lên tử mẫu hà nước suối tiên tử cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía chủ trì hoạt động phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, có thể bỏ quyền. Trên nguyên tắc mà nói, có thể bỏ qua. Phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông nói, vòng thứ ba không phải rút thưởng. Chỉ là đưa tặng một cái chỗ ngồi, lấy được tặng người đương nhiên có thể bỏ quyền. Bá Tống tiền bối, người sao có thể sợ? Tiên tử xoay đầu lại, dùng bi ai âm điệu nói. Bá Tống tiền bối, cái tiểu nha đầu này cũng dám khiêu khích ngài uy nghiêm, đánh nàng. Để nàng biết rõ ngài uy nghiêm, lại có một vị đạo trưởng hét lớn. Bá Tống tiền bối, chính là một tiểu nha đầu, ngài tiêu diệt nàng còn không phải động động ngón tay sự tình. Có người khích lệ nói. Tống Thư Hàng bảo trì bình tĩnh mỉm cười quá non, vô luận là phép khích tướng, cầu khẩn pháp, cổ vũ pháp, cũng đừng nghĩ đả động ta lên sân khấu. Đang lúc này, quần đỏ đồng quái đứng lên. Nàng móc ra một tấm da thú thảm, đem hắn trải rộng ra. Chỉ thấy cái này khối da thú thảm bên trên vẽ lấy từng cái một mới cách, ở trên có một cái xem bói phủ văn. Đồng quái đem trên chân ống dài dày rút đi, lộ ra bàn chân. Tiếp đó, tiên sư hai chân đạp tại gia thú thảm bên trên, đạp huyền ảo bộ pháp. Lúc này tiên sư bên ngoài xinh đẹp vô song, đạp huyền ảo bộ pháp lúc, nhìn qua liền cùng khiêu vũ giống nhau. Xinh đẹp động lòng người. Đã trở thành thực tiên yến bên trên một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nếu không phải biết rõ hắn là đồng quái, ta nói không chừng đều động tâm. Cuồng đao tam lãng nói. Bắc Hà tán nhân, tam lãng đạo hữu, ngươi còn tiếp tục mù một lát đi. Ta đây không phải cảm khái một chút đi, chính là bởi vì ta biết rõ đồng quái là một cái thô hán tử, vì vậy nhìn hắn cởi bỏ chân khiêu vũ, chỉ cảm thấy các loại không khỏe. Cuồng đao tam lãng cảm thán nói. Ha ha, Bắc Hà tán nhân mỉm cười. Lệ Chi tiên tử tiếp lời nói, tam lãng đạo hữu, người lúc nào sinh ra đồng quái là nam ảo giác. Cuồng đao tam lãng, ha ha, theo lãng mỗ gia nhập Cửu Châu nhất hào quần lên, đồng quái cùng một chỗ là nam tính nhân vật đi.
Tuy rằng hắn thời gian nam nhân thời gian nữ, nhưng trên bản chất là nam nhân không có sai a. Đồng quái giới tính, là chúng ta Cửu Châu nhất hào quần thập đại mê một trong. Ai cũng không biết đồng quái đến cùng là nam hay là nữ. Lệ Chi tiên tử cười nói. Bên cạnh bàn Đông Phương Lục tiên tử, nói cách khác, người cho rằng đồng quái là thô hán tử. Nhưng nói không chừng, hiện tại khiêu vũ nàng, liền là bản thể bộ dáng. Chí ít có một phần là bản thể bộ dáng. Cuồng đao tam lãng, đồng quái tiền bối đây là ở xem bói sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hẳn là quẻ tính bên trong một loại, nhìn phương thức càng có điểm hướng cổ vu một hệ xem bói pháp. Kỳ thật bằng lương tâm mà nói, đồng quái nắm giữ quẻ tính phương pháp thủ đoạn, phong phú đa dạng. Tại quẻ tính một đường bên trên, hắn coi như là tông sư cấp nhân vật. Đáng tiếc là một cái hắc quẻ, Bắc Hà tán nhân nói. Vũ Nhu tử hai mắt sáng lên, đây là dùng chân xem bói sao. Nàng đột nhiên muốn học loại này xem bói phương pháp. Tiên sư tại tính là cái gì? Tô Thị A Thập Lục càng hiếu kỳ chính là điểm này. Vừa rồi, có lẽ không ai mời đồng quái tiên sư xem bói đi. Vì vậy tiên sư là ở cho ai tính? Gia thú thảm bên trên, đồng quái tiên sư biến thành quần đỏ nữ tử, vòng eo như xà, nàng chân phải bước ra một bước cuối cùng. Gia thú bên trên, tiên sư mũi chân làm cho dẫm lên chỗ ô vuông trong, phù văn phát sáng. Đồng quái tiên sư cúi đầu nhìn về phía ô vuông trong cùng phù văn, trầm tư một chút. Một lát sau, đồng quái tiên sư dùng sức vỗ tay, dùng thanh âm dễ nghe nói, quẻ tốt. Quẻ quả là chí tôn phù văn, đại cát đại lợi. Năm thảo, đại cát đại lợi, tiên sư đây là vì ai tính toán quẻ? Sự hoàn. Thư Hàng tiểu hữu, người vừa rồi buông tha cho chỗ ngồi thật sự là lựa chọn sáng suốt. Đồng quái tiên sư khẽ thở không ra hơi, lên tiếng nói, ta vừa rồi đột nhiên lòng có nhận thấy, vì ngươi tính một quẻ. Nếu như ngươi không có buông tha chỗ ngồi lời nói, quẻ tượng kết quả là quỷ long phù văn đại hung quẻ, có thân vong nguy cơ. Mà bây giờ, ngươi chủ động buông tha cho chỗ ngồi về sau, quẻ tượng kết cục biến đổi, thay đổi là chí tôn phù văn đại cát đại lợi. Cơ chí lựa chọn, dứt lời, đồng quái tiên sư đối với Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, tiên sư ngón cái bên trên thoa màu sắc rực rỡ sơn móng tay, ngón cái dựng thẳng lên thời gian, móng tay bên trên lóe ra bảy màu hào quang, chói mắt. Đồng quái tiên sư vừa mới nói xong, tất cả Cửu Châu nhất hào quần cùng với nhận thức đồng quái tiên sư đạo hữu đều xoay đầu lại, nhìn thẳng Tống Thư Hàng. Đồng quái tiền bối, ngươi không có tính sai đi. Chí tôn quẻ có phải hay không tính ngược lại? Đại hung, nhất định là đại hung hiện ra đi. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Ít nhất cũng có thể là 34D đại hung hiện ra đúng hay không? Cuồng đao tam lãng bổ sung. Lúc này đồng quái tiên tử lại lần nữa mặc vào giày. Thu hồi ra thú thảm, các ngươi những thứ này hỗn đản, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu tử, nếu như không có buông tha chỗ ngồi, là quỷ long phù văn đại hung, có thân vong nguy cơ. Tô Thị A Thập Lục, nếu như buông tha cho chỗ ngồi, là chí tôn phù văn đại cát. Đồng quái tiền bối quẻ, tự nhiên muốn ngược lại lấy nhìn. Nói cách khác, nếu như không có buông tha chỗ ngồi, đó chính là đại cát đại lợi. Mà buông tha cho chỗ ngồi, đó chính là đại hung, thậm chí có bỏ mình nguy cơ. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới bản thân mới từ cái gì hàng hóa đều có tiên tử chỗ đó đổi lại 12 miếng phục sinh kim tệ. Nói đùa gì vậy, ta đây 12 miếng phục sinh kim tệ vừa mới mua đến nha. Đừng nói ấm tay, căn bản liền che cũng còn không có cơ hội che. Hơn nữa, hôm nay ta đã phục sinh qua. Chờ, người chủ trì chờ một chút, Tống Thư Hàng vội vàng giơ tay lên. Lớn tiếng kêu lên. Chịu trách nhiệm chủ trì chỗ ngồi quyền sở hữu hoạt động phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử nghi hoặc xoay đầu lại, bá Tống tiền bối, có gì phân phó? Ta có thể hối hận một chút không? Ta rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác tiếp nhận khiêu chiến cũng là kiện rất có ý tứ sự tình. Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, kia vui mừng vô cùng nha. Không phải là 4 lần khiêu chiến đi, ta bá Tống hôm nay toàn bộ đều tiếp nhận. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, chấn định nói. Phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông một mặt mộng bức. Hắn không biết đồng quái tiên sư lợi hại, hắn chỉ là đã nghe được vị kia quần đỏ tiên tử cho Tống Thư Hàng tính toán một quẻ. Buông tha chỗ ngồi là đại cát, không buông bỏ là đại hung. Vì sao bá Tống Huyền Thánh một mặt bắt gấp, ngược lại muốn một lần nữa phải về bản thân chỗ ngồi? Chẳng lẽ,
Bá Tống Huyền Thánh chính là kia loại chơi trò chơi chuyên môn chọn địa ngục hình thức bắt đầu loại hình, thích ăn gà. Ngại ngùng, Bá Tống tiền bối. Trên nguyên tắc tới đây, ngươi một khi buông tha cho chỗ ngồi, không thể lại muốn, vì vậy. Phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông tẫn trách nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị người đã cắt đứt. Chủ trì tiểu đạo hữu, Bá Tống Thánh Quân mặt mũi làm sao có thể không cho. Bá Tống tiền bối đã muốn một lần nữa cầm lại chỗ ngồi, đương nhiên là cho hắn a. Vị kia cầm tử mẫu hà nước suối tiên tử vội vàng ngắt lời nói. Thải Vân tiên tử nói có đạo lý, Bá Tống Huyền Thánh mặt mũi, chúng ta nhất định cho. Bên cạnh lập tức có đạo hữu phụ họa nói. Thải Vân tiên tử nói cũng đúng, chúng ta đều ủng hộ Bá Tống tiền bối thu hồi hắn chỗ ngồi này nhất định là Bá Tống tiền bối. Nếu không, những người khác chúng ta hết thảy không phục. Phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông gãi gãi đầu, được rồi, đã mọi người đều đồng ý. Như vậy vòng thứ ba cái thứ nhất chỗ ngồi, liền giao cho Bá Tống tiền bối. Giờ phút này, quần đỏ đồng quái tiên sư, đầu ngón tay cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, hai mắt hạnh phúc híp thành tuyến. Ngay tại người chủ trì tuyên bố cùng xác định Tống Thư Hàng chỗ ngồi quyền sở hữu về sau, vị kia có được tử mẫu hà nước suối tiên tử đứng lên, dùng sức giơ tay. Kế tiếp đến phiên ta ra sân, Bá Tống tiền bối, ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thải Vân tiên tử lớn tiếng nói. Tống Thư Hàng hai tay giao nhau, xếp tại cái cằm chỗ, cố gắng làm cho mình bày ra bình tĩnh bộ dáng, nói, rất tốt, Thải Vân tiên tử, ngươi chuẩn bị như thế nào khiêu chiến ta? Dù sao muốn tiếp nhận khiêu chiến, vậy trước tiên theo khí thế bên trên cho đối phương chế tạo áp lực. Bản thân càng là bình tĩnh, đối diện Thải Vân tiên tử liền sẽ càng bối rối. Đặc biệt là hắn treo lên nghìn năm đệ nhất thánh tên tuổi, chỉ là cái danh này, liền giá trị vài tấn áp lực. Nếu như cần lời nói, hắn còn có thể triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân cùng thánh viên hư ảnh, vì hắn tăng cường khí thế. Xin chờ một chút, Thải Vân tiên tử. Lúc này, chủ trì chỗ ngồi quyền sở hữu cái vị kia phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử vội vàng nói, theo quá trình. Chúng ta muốn trước xác định tốt 8 cái chỗ ngồi, lại mở rộng khiêu chiến hoạt động. Vị này phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông, bởi vì hắn đúng sự tình nghiêm túc, công chính, cho nên sẽ bị lựa chọn trở thành người chủ trì. Bất quá bởi vì đối đãi sự tình nghiêm túc quá mức, hắn có đôi khi sẽ lộ ra đâu ra đấy. Chủ trì tiểu đạo hữu, khác 7 cái chỗ ngồi không vội. Trước xác định tốt Bá Tống Huyền Thánh chỗ ngồi mới là trọng yếu nhất sự tình. Thải Vân tiên tử lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, Thải Vân tiên tử giảng đúng. Chúng ta muốn xem Bá Tống Huyền Thánh chỗ ngồi khiêu chiến cuộc so tài. Mặt khác 7 cái chỗ ngồi, đến lúc đó rồi hãy nói. Ở đây thực tiên yến đạo hữu, tới tấp lớn tiếng kêu lên. Hiện tại là quan trọng nhất liền là Thải Vân tiên tử khiêu chiến Bá Tống đạo hữu, sự tình khác đều là thứ yếu. Nguyện vọng chung của mọi người. Cái kia, được rồi, người chủ trì thỏa hiệp. Hắn cảm giác mình nếu không phải thỏa hiệp lời nói. Hôm nay sợ rằng không cách nào dựng thẳng lấy rời đi thực tiên yến hội trường mọi người con mắt đều thật đáng sợ, phảng phất muốn đưa hắn nuốt vào giống nhau. Người chủ trì đồng ý, cái kia Bá Tống tiền bối, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thải Vân tiên tử lớn tiếng nói. Tống Thư Hàng tiếp tục bày biện cái kia hai tay giao nhau xếp tại cái cằm tư thế, vững vàng nói, nếu như ngươi muốn khiêu chiến lời nói, vậy đến đi. Ngươi chuẩn bị từ chỗ nào cái hạng mục tới khiêu chiến ta? Chính diện đánh tỷ lệ rất thấp, dù sao hắn treo lên Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma song trọng phong hào. Muốn dùng vũ lực chính diện đánh hắn người, đều tốt hơn tốt nghĩ lại một chút. Tuy rằng trên thực tế, hắn chẳng qua là vào ngũ phẩm không lâu tiểu tu sĩ. Khiêu chiến hạng mục ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thải Vân tiên tử nói, Bá Tống tiền bối, nếu là thực tiên yến, chúng ta so tài hạng mục, tự lấy tiên hào là đề tài như thế nào? Tống Thư Hàng mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt, Thải Vân tiên tử, ta cũng không phải là tiên chủ. Vì vậy, chúng ta không thể lấy tiên hào là tỉ thí hạng mục. Ta biết rõ, ta cũng không phải là tiên chủ. Bá Tống tiền bối xin nghe ta tinh tế nói tới, chúng ta không phải tỉ thí làm đồ ăn, mà là tỉ thí phẩm đồ ăn. Thải Vân tiên tử nói, theo đợt thứ hai hoạt động bắt đầu đến bây giờ, thực tiên yến bên trên lại lên 4 đạo đồ ăn. Chúng ta tự lấy cái này 4 đạo đồ ăn là so tài hạng mục, chúng ta từng đạo đồ ăn phẩm đi xuống, tiếp đó phân tích tiên hào bên trong tài liệu. Ai có thể phân tích ra tiên hào bên trong càng nhiều nữa tài liệu, người nào liền thắng.
Tống Thư Hàng, ta đối với nhấm nháp tiên hào cũng rốt đặc cán mai a, ta đây cuộc đời mới nếm qua mấy lần tiên hào. Mặt khác Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên, Thải Vân tiên tử cầm trong tay tử mẫu hà nước suối, nàng đến cùng muốn dừng làm sao đem tử mẫu hà nước suối cho mình uống xong. Thực tiên yến bên trên tỉ thí phẩm đồ ăn, rất phù hợp chủ đề nha. Lệ Chi tiên tử cười nói. Thế nhưng, nếu như bốn đạo đồ ăn, đánh cho cái ngang tay đây. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Nếu như bốn đạo đồ ăn, chúng ta hai thắng hai thua lời nói, vậy bên trên mấu chốt nhất thứ năm đợt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tử mẫu hà nước sông, quyết một thắng bại. Thải Vân tiên tử lên tiếng nói, nàng chờ đúng là giờ khắc này. Tống Thư Hàng, xem ra, Thải Vân tiên tử đối với nàng bản thân rất có lòng tin. Thậm chí nàng có lòng tin chế tạo hai thắng hai thua cục diện, đem so với cuộc so tài kéo vào đến cái thứ năm phân đoạn. Nếu như, ta ở phía trước bốn cục trong tỉ thí, bốn cục ba thắng lời nói đây. Tống Thư Hàng tiếp tục bảo trì hai tay giao nhau xếp tại cái cằm tư thế, bình tĩnh nói. Cái kia với tư cách khiêu chiến thất bại trừng phạt, ta đem một phần tử mẫu hà nước suối đưa cho bá Tống tiền bối. Tiếp đó tự ta lại tại chỗ uống xong một phần, Thải Vân tiên tử liền tại chỗ mang thai đại giới cũng không sợ. Nàng là có tất thắng nắm chắc, hay hoặc là, nàng có miễn dịch tử mẫu hà đại giới đan dược. Lúc này, Bạch tiền bối trong tay cầm rút thưởng số dãy số, chạy chậm lấy về tới chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng nhảy nhảy đến trên mặt ghế. Tử mẫu hà nước sông, vật này không tệ, theo ta được biết, uống xong hắn ngoại trừ sẽ mang thai sinh ra một cái không dùng được đoàn thịt bên ngoài, kỳ thật hắn tại lục phẩm tấn chức thất phẩm cảnh giới thời gian, có hiệu quả. Tại lục phẩm tấn chức thất phẩm tôn giả thời gian, tu sĩ trong cơ thể linh hồ bên trong sẽ sinh trưởng ra hoa sen, theo hoa sen bên trong lại sẽ sinh ra nguyên anh. Đem hắn luyện chế thành đan dịch về sau, lục phẩm đỉnh phong tu sĩ uống xong hắn thời gian, sẽ tăng cường nguyên anh ngưng tụ tỷ lệ cùng cường độ. Bạch xuất hiện lớp lớp lên tiếng nói, là thật tốt bảo vật. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tiếp đó đối với Thải Vân tiên tử nói, tại chỗ uống xong tử mẫu hà nước suối liền miễn đi. Nếu như ta thắng lời nói, hai phần nước suối đều giao cho ta. Dù sao tại so tài bắt đầu phía trước, tiếp tục tạo áp lực, sẽ không sai. Tốt, Thải Vân tiên tử quyết đoán nói. Ta còn chưa nói xong đây. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn còn cần tại tỉ thí bắt đầu phía trước, cho Thải Vân tiên tử chế tạo càng áp lực lớn. Bá Tống tiền bối mời nói. Thải Vân tiên tử nói. Tống Thư Hàng bình tĩnh, tại chỗ uống xong tử mẫu hà nước suối đại giới, đổi thành để ta lườm liếc đi. Thải Vân tiên tử không khỏi lui về phía sau một bước, nàng đưa tay đè lại bụng của mình, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Làm sao, dám tại trận uống xong tử mẫu hà nước suối, cũng không dám để ta lườm liếc sao? Tống Thư Hàng hai tay xếp tại cái cằm, bằng phẳng nói. Trong ánh mắt của hắn, giống như tại phóng thích ra quỷ dị hào quang. Tất cả mọi người theo bản năng tránh đi bá Tống Huyền Thánh con mắt, không dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh con mắt. Một bên, Vũ Nhu Tử nhỏ giọng nói, cái dạng này Tống tiền bối giống như một cái đại nhân vật phản diện. Tốt, một lời đã định, Thải Vân tiên tử cắn răng nói nàng, tuyệt đối sẽ không thua. Nàng đối với chính mình có lòng tin. Như vậy, tỉ thí bắt đầu. Vì phòng ngừa ăn gian, Bạch tiền bối, mời ngươi xuất thủ che đậy tất cả truyền âm nhập mật. Mặt khác, mỗi nhấm nháp một món ăn về sau, chúng ta song phương đem phán đoán ra nguyên liệu nấu ăn tên, viết tại trên tờ giấy. Tống Thư Hàng nói. Tiểu Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, không có vấn đề, bao tại trên người ta. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông là Tống Thư Hàng cùng Thải Vân tiên tử an bài hai cái vị trí, lại là hai người chuẩn bị phần nhỏ bốn đạo tiên hào. Bá Tống tiền bối, tỉ thí bắt đầu phía trước, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Thải Vân tiên tử phun ra bản thân đầu lưỡi, linh hoạt thè lưỡi ra liếm động một chút, nói, kỳ thật, ta tại nhất phẩm cảnh giới mở khẩu khiếu lúc, lấy được thiên phú là lưỡi thần có thể đem ta nhấm nháp đến mỹ thực hương vị, toàn bộ phân tích ra tới đây. Cùng đem đồ ăn mỹ vị, hiện hóa đến trong đầu của ta, bày ra ra chúng nó cấu thành. Ngoại trừ Thải Vân đạo hiệu bên ngoài, ta cái khác đạo hiệu là mỹ thực nữ vương. Vì vậy bá Tống tiền bối, lần này so tài, người thua định rồi. Tử mẫu hà nước suối, ta nhất định phải làm cho ngươi uống xuống, để cho ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mang thai. Tống Thư Hàng, Thải Vân tiên tử 666. Lưỡi thần, mỹ thực gia thần kỹ, Thải Vân tiên tử làm gọn gàng.
Bá Tống tiền bối thành công vào hố. Thải Vân tiên tử nỗ lực lên, lại để cho Bá Tống tiền bối cũng nếm thử mang thai tư vị. Mang thai Bá Tống tiền bối, nhất định cũng rất đẹp trai. Sinh con Bá Tống tiền bối, nhất định cũng rất đáng yêu. Tống Thư Hàng bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, nói, thì ra là thế, lưỡi thần, chính là ngươi khiêu chiến lòng tin của ta ngọn nguồn sao. Dưới tình huống bình thường, đối mặt lưỡi thần loại này Mỹ thực ra auto, Tống Thư Hàng không có chút nào phần thắng. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thuộc về thủ đoạn của mình. Kỳ thật, ta cũng có một loại kỹ năng. Tống Thư Hàng lần nữa đem hai tay giao nhau, xếp tại bản thân cái cằm chỗ. Vì vậy, lần này tỉ thí liền là xem ngươi lưỡi thần lợi hại hơn, còn là nhìn thủ đoạn của ta càng cao cường. Cái kia Bá Tống tiền bối, nhất quyết thắng bại đi. Thải Vân tiên tử giơ lên chiếc đũa, bắt đầu nhấm nháp đạo thứ nhất hệ món ăn. Đạo thứ nhất đồ ăn là ngư thiện tiên hào. Thải Vân tiên tử nếm thử một miếng về sau, nhắm mắt bắt đầu dùng lưỡi thần tinh tế cảm thụ cá thiện bên trong ẩn chứa tài liệu cùng cấu thành. Cái này cá cùng sở hữu ba loại khác nhau cá kết thành, ba loại khác nhau hương vị bị biệt tuyết thiên cơ hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, khiến chúng nó hương vị đạt đến 1+1+1 lớn hơn 3 hiệu quả. Nếu như không phải ta lưỡi thần, rất khó nếm ra chúng nó ở giữa rất nhỏ chỗ bất đồng. Thải Vân tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó nàng lại nhỏ nhỏ uống một ngụm nước canh, phân tích trong súc sử dụng phối liệu. Lưỡi thần có thể đem tiên hào hương vị hiện hóa đến trong đầu của nàng, đem tất cả tài liệu một chút phân tích ra tới đây. Trong nháy mắt, thì có gần 10 loại khác nhau tài liệu cùng chế tác phương pháp, phù hiện ở Thải Vân tiên tử trong đầu. Thải Vân tiên tử mỉm cười. Còn không có chấm dứt đây, cái này 10 loại tài liệu cùng chế tác phương thức, chỉ cần là tiên giới Mỹ thực ra đều có thể nhấm nháp đi ra. Nàng lưỡi thần lại có thể càng tiến một bước, nếm ra cất giấu càng sâu mỹ vị. Suy tư thời điểm, Thải Vân tiên tử lại xoay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng Bá Tống tiền bối. Tiếp đó nàng liền thấy Tống Thư Hàng châu nhai mẫu đơn, miệng lớn đem ngư thiện tiên hào cho nuốt vào sạch sẽ. Thải Vân tiên tử, ăn như vậy, có thể nhấm nháp ra biệt tuyết tiên cơ tiên hào bên trong ẩn núp mỹ vị cùng tài liệu sao? Chẳng lẽ nói, Bá Tống tiền bối đã cam chịu? Đối diện, Tống Thư Hàng hài lòng lau đi khóe miệng, ăn ngon. Tiếp đó, hắn âm thầm mơn trớn tay phải của mình, một đạo chỉ rũ thuật xuống dưới, đưa trên cánh tay thương thế bình phục. Tại bắt đầu ăn phía trước, hắn sẽ dùng một phát giám định bí pháp đem cá thiện sử dụng tài liệu, còn có chế tác trình tự toàn bộ giám định ra. Tiếp đó, hắn giơ lên bút tới đây, trên giấy nhanh chóng viết lên tài liệu danh xưng tới đây. TV hoặc trong phim ảnh. Mỹ thực ra nhóm phẩm đồ ăn về sau, đều một mặt thỏa mãn bộ dạng, lại dùng bản thân phong phú kinh nghiệm ra Mỹ thực tài liệu, cùng với chế tác thủ pháp. Tống Thư Hàng không phải Mỹ thực ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem bản thân trong đầu giám định bí pháp giám định đi ra đồ vật, toàn bộ viết đến trên giấy. Chủ tài liệu, phụ trợ hương liệu, phối liệu, toàn bộ bị viết đến trên giấy. Thậm chí nếu như Tống Thư Hàng nói muốn, hắn còn có thể đem ba loại tài liệu chính loài cá lấy tài liệu từ ở đâu một giới cá tuổi, còn có hương liệu, phối liệu dùng mức độ, đều viết ra. Bất quá, nếu như viết đến trình độ kia lời nói, cũng không phải là phẩm đồ ăn phỏng đoán nguyên liệu nấu ăn, mà là trực tiếp viết thực đơn. Hơn nữa hắn cùng Thải Vân tiên tử so tài, cũng chỉ so với song phương phán đoán ra nguyên liệu nấu ăn chủng loại số lượng mà thôi. Vì vậy, không cần viết như vậy kỹ càng. Tống Thư Hàng vận dụng ngòi bút như bay, chữ viết đoan chính. Giải quyết, hắn để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thải Vân tiên tử. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại bình phục cái kia hai tay giao nhau xếp tại cái cằm tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thải Vân tiên tử, cho nàng chế tạo áp lực. Khí thế cùng cho địch nhân áp lực, cũng là trong trận đấu trọng yếu bộ phận. Thải Vân tiên tử, loại này châu nhai mẫu đơn giống nhau phương pháp ăn. Có thể phỏng đoán ra biệt tuyết tiên cơ đạo này ngư thiện tài liệu. Hơn nữa, Bá Tống huyền thánh căn bản liền nước canh đều không có đi hưởng qua đi. Ngươi đã cam chịu sao? Bá Tống tiền bối, Thải Vân tiên tử liếm liếm bờ môi, nói. Cam chịu, không có gì, ngươi còn là quản tốt bản thân đi, ta đã đem ngư thiện tài liệu đều viết ra, ngươi vẫn còn không hề động bút. Lại kéo xuống dưới, ngươi muốn thua. Tống Thư Hàng con mắt hơi trầm xuống. Làm cho người ta luôn cảm giác ánh mắt của hắn tại phóng thích quỷ dị ánh sáng. Thấy Tống Thư Hàng phản ứng về sau, Thải Vân tiên tử trong lòng có chút hoảng loạn lên.
Bá Tống Huyền Thánh quá bình tĩnh, lá bài tẩy của hắn rút cuộc là cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có thắng được ta lưỡi thần nắm chắc? Càng nghĩ Thải Vân Tiên Tử tâm lại càng loạn. Đột nhiên, nàng dùng sức lắc đầu, không muốn sợ, ta có được lưỡi thần. Tại phẩm đồ ăn cái này hạng nhất bên trên, Bá Tống Huyền Thánh khẳng định không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, lấy Bá Tống Huyền Thánh loại này phương pháp ăn, có thể phẩm ra tiên hào sử dụng nguyên liệu nấu ăn mới là lạ. Hắn khẳng định tại phô trương thanh thế. Tiếp đó, Thải Vân Tiên Tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt. Không có biện pháp, hiện tại chư thiên vạn giới, dám nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt người, cũng không nhiều. Thải Vân Tiên Tử đem bản thân lưỡi thần thiên phú hiệu quả triển khai đến mức tận cùng. Ngư thiện tiên hào tài liệu, hương liệu cùng khác sử dụng phối liệu, từng cái một hiện hóa đến trong đầu của nàng. Nhưng mà, không hổ là biệt tuyết tiên tử tiên hào. Coi như là lưỡi thần đem tất cả tiên hào tài liệu đều phân tích ra tới đây, đem hương vị đơn độc bày ra, hiện hóa đến trong đầu của mình. Nhưng trong đó, có ba loại tài liệu hương vị, nàng mới nghe lần đầu, chưa từng có hưởng qua. Là biệt tuyết tiên cơ nhà bí phương, hoặc là mới nghiên cứu ra tới đây phối liệu. Thải Vân Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, nàng mở to mắt. Vậy là đủ rồi, coi như là ba loại tài liệu này nàng không cách nào biết được tên của bọn nó, nhưng cái này kết quả tuyệt đối đầy đủ triển đè Bá Tống Huyền Thánh. Thải Vân Tiên Tử vươn tay ra, sách bút tại trên tờ giấy nhanh chóng viết. Chữ của nàng giấu vết đại khí 10 phần, nổi danh ra phong phong phạm. Hoàn thành, Thải Vân Tiên Tử để bút xuống tới đây, tại trên tờ giấy nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Hai vị tuyển thủ hoàn thành đáp án, chịu trách nhiệm chủ trì vị kia phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử tiến lên, đem Tống Thư Hàng tờ giấy cùng Thải Vân Tiên Tử tờ giấy đều thu đi qua. Đón lấy, đem hắn hai chương tờ giấy để vào đến hình chiếu trên thiết bị. Tống Thư Hàng cùng Thải Vân Tiên Tử làm cho viết kết quả, hình chiếu đi ra. Thực tiên yến hội trường tất cả tu luyện giả cũng có thể thấy kết quả. Có được lưỡi thần Thải Vân Tiên Tử, nhất định sẽ thắng A. Bá Tống Huyền Thánh căn bản cũng không có thật tốt nhấm nháp tiên hào, chỉ là miệng lớn nuốt vào, ta đã bắt đầu mong đợi. Thật là muốn thấy Bá Tống Huyền Thánh mang thai một màn. Ta cũng thế, đồng thời, thực tiên yến hội trường bên trong, có rất nhiều mỹ thực ra mở, ăn vào thuộc về mình cái kia một phần ngư thiện. Chính bọn hắn tại trong lòng phỏng đoán ngư thiện tiên hào sử dụng tài liệu, trong lòng có một cái đáy, chuẩn bị cùng Tống Thư Hàng, Thải Vân Tiên Tử đáp án nghiệm chứng. Hình chiếu hình ảnh hoàn toàn mở rộng. Bên trái là Tống Thư Hàng cái kia đoan chính chữ viết. Bên phải là Thải Vân Tiên Tử cái kia đại khí chữ viết. Ba loại loài cá tài liệu chính, Bá Tống Huyền Thánh cùng Thải Vân Tiên Tử đều đã đoán đúng. Có một vị thâm niên tiên hào mỹ thực gia lên tiếng nói. Ồ, cái này một món ăn bên trong ẩn chứa ba loại tài liệu chính. Ta đều cho rằng chỉ có một loại, thực tiên yến hội trường bên trong, có thực khách kinh ngạc nói. Cũng không phải từng thực khách đều là mỹ thực gia. Rất nhiều thực khách chỉ cảm thấy ăn ngon, mỹ vị, cảm giác không hổ là biệt tuyết tiên cơ xuất thủ làm tiên hào. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, cái này một đạo ngư thiện bên trong sẽ ẩn chứa ba loại khác nhau loài cá nguyên liệu nấu ăn. Nhìn lấy Tống Thư Hàng cùng Thải Vân Tiên Tử đáp án về sau, những thứ này thực khách lập tức cảm giác trong tay ngư thiện tiên hào, biến càng cao hơn lớn hơn. Sau đó là 6 loại khác nhau hương liệu, Bá Tống Huyền Thánh cùng Thải Vân Tiên Tử cũng đúng viết lên. Lại một vị lão tham ăn lên tiếng nói. Có 6 loại, ta đều chỉ nhấm nháp ra 3 loại, ta nhấm nháp ra 4 loại, còn có một loại hương vị không cách nào xác định. Ta cũng kém không nhiều, đầu nhấm nháp ra 4 loại. Nói đến đây thời gian, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bá Tống Huyền Thánh. Bá Tống Huyền Thánh cái kia miệng lớn nuốt vào phương pháp, chẳng lẽ cũng là nhấm nháp mỹ thực một loại phương thức. Tống Thư Hàng mỉm cười, tiếp tục bảo trì bản thân cái kia lực áp bách 10 phần tư thế ngồi. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm, cũng có chút mộng bức. Cuồng Đao Tam Lãng, Thư Hàng tiểu hữu đối với tiên hào cũng như vậy có nghiên cứu sao? Coi như là dù thế nào thiên tài. Nhưng tiên hào bên trong có rất nhiều tài liệu, ta đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu tiếp nhận qua tiên chủ huấn luyện? Bắc Hà Tán Nhân nói. Có lẽ không thể nào đâu, Diệt Phượng Công Tử nói. Tuy rằng Tống Thư Hàng có cùng biệt tuyết tiên cơ tiếp xúc, nhưng chưa từng nghe qua biệt tuyết tiên cơ muốn truyền thụ Thư Hàng tiên chủ chi đạo.
Tô Thị A Thập Lục ánh mắt nhạy cảm bắt được Tống Thư Hàng tay phải ống tay áo bên trên đỏ tươi, nàng nhếch miệng lên, đoán được đáp án. Bất quá bây giờ, đáp án này không thể nói ra được. Sau đó là còn lại phối liệu, ta chỉ nếm ra 6 loại, còn có một loại không cách nào xác định tên. Mà Thải Vân Tiên Tử vậy mà nếm ra 11 loại nhiều. Không hổ là lưỡi thần, đây chính là tất cả sở thích mỹ thực đạo hữu khát vọng thiên phú A. Chờ, bên trái bá Tống Huyền Thánh trên tờ giấy, còn nhiều thêm 3 loại. So với Thải Vân Tiên Tử còn nhiều hơn 3 loại. Làm sao có thể, thật hơn nhiều 3 loại. Bá Tống Huyền Thánh không phải loạn viết A. Làm sao có thể, lớn nhất một cái một chút bối rối âm, đến từ chính Thải Vân Tiên Tử. Nàng một mực nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng trên tờ giấy so với nàng nhiều ra 3 cái đáp án. Ta đều không có phân biệt đi ra hương vị, bá Tống Huyền Thánh vậy mà cấp ra đáp án. Chẳng lẽ, bá Tống Huyền Thánh cũng có lưỡi thần, bá Tống Huyền Thánh cho ra đáp án, có thể tin được không? Ngươi cảm thấy đây, bá Tống Huyền Thánh phía trước viết đáp án, nhưng không có một cái nào phạm sai lầm. Cuối cùng nhiều ra 3 loại tài liệu, hắn há lại sẽ mù viết. Nói đến đây, thực tiền yến hội trường, tất cả thực khách trong lòng đều vọt lên một loại không ổn dự cảm. Bá Tống Huyền Thánh tại nhấm nháp mỹ thực bên trên, cũng có cao như vậy tạo nghệ. Đáp án này, muốn đưa vào phòng bếp, giao cho Biệt Tuyết Tiên Cơ tới đây xác nhận sao? Chủ trì hoạt động Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử lên tiếng hỏi. Tiên Cơ đã chú ý qua đáp án, ván này, là bá Tống tiền bối thắng. Lúc này, vị kia tóc ngắn dâng đồ ăn tiên tử xuất hiện, lên tiếng nói. Trải qua Biệt Tuyết Tiên Cơ quả thực định, bá Tống Huyền Thánh cho ra đáp án dĩ nhiên là chính xác. Ta lưỡi thần vậy mà thất bại, Thải Vân Tiên Tử sững sờ nói. Không, không đúng. Ta lưỡi thần không có bại, thua là ta bản thân, là kiến thức của ta dự trữ mức độ chưa đủ. Rõ ràng lưỡi thần đã phân tích bày ra 3 loại tài liệu hương vị, nhưng ta không thể đem chúng nó hương vị cùng ăn tố chất đối ứng. Đây chỉ là ván đầu tiên, kế tiếp còn có 3 trận. Mà ta, chỉ cần làm được thắng 2 cục như vậy đủ rồi. Thải Vân Tiên Tử lẩm bẩm nói. Nàng lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt điểm ý thiêu đốt, bá Tống tiền bối, thời gian không nhiều, chúng ta tiếp tục đạo thứ 2 đồ ăn tỉ thí đi. Hơn nữa, coi như là nàng thua, cũng không quan hệ, cùng lắm thì lại mang thai một lần, sợ cái gì. Nàng thua, đằng sau còn có 3 vị tuyển thủ có thể khiêu chiến bá Tống tiền bối. Hôm nay, nói cái gì cũng muốn đem tử mẫu hà nước suối cho bá Tống tiền bối rót hết. Nghĩ đến đây, Thải Vân Tiên Tử tâm cảnh đều san bằng ổn lại. Thậm chí, nàng đạo tâm đều giống như đã nhận được tăng cường. Thải Vân Tiên Tử, tâm cảnh của ngươi rất không tồi. Tống Thư Hàng ánh mắt, giống như có thể nhìn thấu lòng người giống nhau, cao thâm mạt chắc. Cảm ơn Tống tiền bối chỉ điểm, nhưng kế tiếp, ta sẽ không thua nữa. Thải Vân Tiên Tử kiên định nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Năm thảo, ta lúc nào chỉ điểm nàng. Nội tâm của hắn một mặt mộng bức. Tỉ thí dùng đạo thứ 2 đồ ăn, là tôm loại hình tiên hào. Tổng cộng 10 con tôm, mỗi một loại ngoại hình đều không giống nhau. 10 con tôm làm thành một vòng, giống như đóa thái dương hoa. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Tôm loại hình tài liệu, là ta am hiểu nhất một loại. Thải Vân Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Suy tư thời điểm, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bá Tống tiền bối. Tiếp đó nàng nhìn thấy bá Tống tiền bối như trước tại Châu Nhai mẫu đơn. Hắn một cái cắn 3-4 đầu tôm bự, liền vỏ mang thịt cho nuốt xuống. Thải Vân Tiên Tử, 10 con tôm, cũng không quá đáng là 3-4 miệng sự tình. Sau khi ăn xong, bá Tống Huyền Thánh xách bút, tại trên tờ giấy nhanh chóng viết. Lần này, Thải Vân Tiên Tử cũng còn không có bắt đầu ăn, bá Tống Huyền Thánh đã giao ra kết quả. Giải quyết, bá Tống Huyền Thánh một lần nữa bình phục cái kia lực áp bách 10 phần tư thế, ánh mắt tập trung Thải Vân Tiên Tử.